Người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan như ông giả vờ không biết khi cao thủ hoàng tộc gặp nạn, trốn mãi không ra, bây giờ lại chạy ra chỉ vì một câu khích tướng của tôi, còn đòi so tài với tôi, sao lại thành tôi ngông cuồng chứ? Nếu cậu chán sống như thế, tôi sẽ giúp cậu. Người bảo vệ nghiêm nghị nói rồi lập tức biến mất. Đúng lúc lão ta di chuyển, Dương Thanh cũng hành động. Anh dậm mạnh xuống đất, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, khối đá chỗ anh đứng lập tức vỡ nát. Dầm! Ngay sau đó, Hai người lao vào nhau với tốc độ nhanh như chớp, tạo thành một tiếng động lớn rồi lập tức lùi ra xa. Chỗ hai người đang đứng bây giờ chính là chỗ của đối phương hồi nãy, trên mặt người bảo vệ của hoàng tộc thượng quan vẫn còn vẻ khiếp sợ. Không ai biết chỉ trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, họ đã so chiêu mấy lần, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên trông như chỉ đánh một đòn rồi lùi ra sau ngay. Dương Thanh thầm kinh ngạc, lần này đến hoàng tộc họ Thượng quan, bên cạnh việc đòi lời giải thích từ thượng quan hoàng anh còn muốn thử thực lực của mình sau khi võ công khôi phục nữa. Anh cũng biết thực lực của mình đã tăng hai cảnh giới, nhưng không ngờ sau khi đột phá siêu phàm ngũ cảnh, anh có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, gần với siêu phàm thất cảnh bằng đại đạo thiên diễn kinh, chứ không cần tiến vào trạng thái cuồng hóa. Rõ ràng người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan chưa dốc toàn lực, nhưng cũng đã phát huy thực lực bình thường là siêu phàm thất cảnh rồi. Tuy có vẻ anh bị áp đảo, nhưng thật ra anh đã thắng, một khi anh tiến vào trạng thái huyết mạch cuồng hóa, người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ rất khó đánh bại anh, trừ khi lão ta đột phá siêu phàm bát cảnh. Nếu Dương Thanh có thể phát huy thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong khi đang trong trạng thái mạnh nhất thì người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan cũng thế. Thế nên họ rất muốn liều mạng với nhau một trận, dù chưa biết thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ai. Tuy biết rất có thể mình vẫn chưa phải đối thủ của người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan, Dương Thanh vẫn vô cùng kích động bởi vì mới đây thôi anh vẫn là một kẻ tàn phế không ngờ bây giờ chẳng những võ công của anh khôi phục mà còn đột phá hai cảnh giới người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan trần nói nếu thực lực của cậu chỉ đến thế thì tôi khuyên cậu đừng tốn thời gian nữa cứ nhận thua thì hơn dương thanh cười lạnh ông cướp lời thoại của tôi rồi vậy chúng ta cứ đánh với nhau bằng thực lực thật sự đi sau khi anh nói xong mắt anh bỗng đỏ ngầu khí thế đáng sợ hơn nữa lập tức bùng nổ từ người anh rồi lan ra xung quanh như giấy lên sóng to gió lớn. Rầm rầm rầm, núi đá xung quanh anh lập tức vỡ tan. Sau khi cảm nhận được khí thế khủng khiếp này, người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quan lập tức biến sắc, nói với vẻ không dám tin, sao có thể chứ? Cậu mới đến siêu phàm ngũ cảnh, sao có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong? Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ không dám tin, tuy lão ta cũng có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng lão ta đã sống bao năm thì mới đạt được thành tựu như thế? Nhưng Dương Thanh một thanh niên chưa đầy 30 tuổi lại có thể phát huy thực lực hơn xa cảnh giới của bản thân, đúng là khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Dương Thanh cười lạnh, những chuyện không thể mà ông không biết còn nhiều lắm, tiếp chiêu đi. Anh nói rồi lao về phía người bảo vệ như đạn pháo. Người bảo vệ vô cùng kinh hãi, lập tức phát huy hết thực lực, vươn tay đánh về phía Dương Thanh. Dầm, thượng quan hoàng càng nhốt thượng quan nhu lâu thì hoàng tộc càng gặp nhiều nguy hiểm. Lúc này, Thượng quan hoàng cũng cảm thấy do dự, lão ta không cho phép bất cứ tai họa ngầm nào đe dọa đến hoàng tộc họ Thượng quan tồn tại, nếu Dương Thanh sống sót rời đi thì sẽ trở thành mối họa lớn nhất với hoàng tộc họ Thượng quan. Thế nên bây giờ, lão ta chỉ có thể gửi gắm mọi hy vọng vào người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng quan, phải đánh bại Dương Thanh thì mới có thể giảm bớt tai họa ngầm cho hoàng tộc. Ông không sợ tôi lật đổ hoàng tộc mà chỉ sợ tôi lật đổ hoàng vị của ông." Dương Thanh nói xong lời này, cả người Thượng quan hoàng run lên lập tức khuôn mặt vặn vẹo, gần giọng nói, cậu câm miệng cho tôi. Tôi vốn là hoàng chủ của hoàng tộc họ thượng quan, tại sao lại phải sợ cậu lật đổ hoàng vị của tôi? Hoàng vị là của tôi, cậu nói lật đổ là lật đổ được à? Dương Thanh, tôi cho cậu suy nghĩ một phút cuối, nếu cậu vẫn không chịu rời đi thì bây giờ tôi sẽ giết thượng quan nhu. Người của hoàng tộc họ thượng quan ngây người nhìn thượng quan hoàng, ai cũng không ngờ lão ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Thượng quan nhu khó tin, vành mắt đỏ hoe nói ông nội cháu là cháu gái của ông đấy sao ông có thể đối xử với cháu như vậy câm miệng cho tao thượng quan hoàng giận dữ hét lên lập tức chụp cổ thượng quan nhu vẻ mặt vặn vẹo nhu nhu thượng quan tử khiêm thấy con gái của mình bị thượng quan hoàng sách cổ nhất thời cũng nổi giận phụ hoàng nhu nhu là cháu gái mà người yêu quý nhất thậm chí trước kia người còn muốn truyền lại hoàng vị cho con bé bây giờ tại sao người lại làm hại con bé hai mắt thượng quan tử khiêm đỏ ngầu hỏi. Thượng quan hoàng phì cười, vẻ mặt khinh thường nói, mày thật sự nghĩ tao sẽ truyền lại hoàng vị cho một đứa cháu gái sao? Thượng quan tử khiêm hỏi, chẳng lẽ không phải? Ha ha! Thượng quan hoàng bật cười, trầm chọc nói, tôi không có ý định nói cho các anh biết sự thật nhưng bây giờ đã đến nước này rồi, tôi vẫn là cho các anh biết sự thật thôi. Lời dạy của tổ tiên hoàng tộc họ thượng quan, hoàn toàn không cho phép phụ nữ trở thành hoàng chủ, sở dĩ tôi để cho thượng quan nhu trở thành người thừa kế là vì muốn lấy chuyện này ra để khích lệ ba anh em các anh nếu tôi thật sự muốn giao hoàng vị cho thượng quan nhu thì tại sao lại ra điều kiện khi nào nó bước vào thần cảnh đỉnh phong mới giao hoàng vị cho nó chứ ngay cả dương thanh cũng không ngờ thượng quan hoàng lại nham hiểm như vậy vì khích lệ ba người con trai mà lấy thượng quan nhu ra làm mồi nhử người của hoàng tộc họ thượng quan ai cũng ngạc nhiên nhìn thượng quan hoàng như thể đây là lần đầu tiên bọn họ biết lão ta Thượng quan Nhu đang bị thượng quan Hoàng sách cổ, sau khi nghe được những lời này, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Đến lúc này cô ta mới hiểu ra sự thật, hóa ra người ông mà cô ta yêu quý nhất chưa bao giờ nghĩ đến việc trao vị trí người thừa kế cho cô ta. Thì ra hết thảy đều là giả. Thượng quan Hoàng cả giận nói, một phút đã hết, Dương Thanh, cậu còn chưa chịu đi sao? Một luồng sát khí mãnh liệt lóe lên trong mắt Dương Thanh, anh liếc mắt nhìn thượng quan Hoàng nói, ông có biết tại sao tôi không ra tay với ông không? Bởi vì ông là ông nội của Thượng Quan Nhu, tôi không muốn làm chị ấy buồn. Nhưng tôi không ngờ ông lại là một kẻ đê tiệt, vô liêm sỉ như vậy. Ngay cả tình cảm của người thân cũng lợi dụng cho được. Hạng người như ông chết không hết tội. Thượng Quan Hoàng bỗng có linh cảm xấu, giận dữ hết, bớt nói nhảm đi, lập tức cút khỏi Hoàng thành Thượng Quan, nếu không tao sẽ giết nó. Vừa nói, lão ta vừa siết chặt tay, Thượng Quan Nhu chỉ cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch. Hoàng chủ, các cao thủ của hoàng tộc cũng nhao nhao hét lên, ai cũng kinh ngạc tột độ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thượng quan hoàng sẽ giết thượng quan Nhu. Phụt, nhưng vào lúc này, một tia sáng lạnh lóe lên, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cánh tay vốn đang nắm chặt cổ thượng quan Nhu của thượng quan hoàng bị chặt đứt. Mà cơ thể của thượng quan Nhu cũng rơi xuống đất theo cánh tay của thượng quan hoàng. Lúc này, thượng quan hoàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác đau đớn của cánh tay bị chặt đứt dần dần lan ra khắp cơ thể. Khuôn mặt lão ta ngập tràn đau đớn. Dù vậy, lão ta vẫn giữ tỉnh táo, lúc này chỉ cần khống chế được Thượng Quan Nhu thì lão ta mới sống sót được. Khi một cánh tay của lão ta ta bị đứt lìa, cánh tay còn lại giơ ra túm lấy Thượng Quan Nhu. "Muốn chết?" Dương Thanh giận dữ hét lên, di chuyển chân, thân hình lóe, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Thượng Quan Nhu, nhấc chân đá một cước. Bốp! Một cước chí mạng, cơ thể Thượng Quan Hoàng bay thẳng ra khỏi hoàng điện, nặng nề rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trên người lập tức tắt lịm. "Chị không sao chứ?" Dương Thanh nhấc chân đi đến trước người Thượng quan Nhu. Khóe miệng Thượng quan Nhu vẫn còn vết máu, sắc mặt tái nhợt, cô ta lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, "Dương Thanh, cậu có thể chừa cho ông nội tôi một con đường sống không?" Nghe được lời của Thượng quan Nhu, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thượng quan Nhu sắp bị Thượng quan Hoàng giết rồi thế mà cô ta vẫn còn muốn tha cho lão ta một con đường sống. Thượng quan hoàng ngã xuống đất cách đó vài mét, đầu tóc rối bù đứng lên, gắt giọng nói, Dương Thanh, mày thật sự nghĩ có thể giết được tao sao? Ánh mắt Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thượng quan hoàng lạnh giọng nói, nể tình nhu nhu tôi có thể tha cho ông một con đường sống. Nhưng ông tuyệt đối đừng lầm đường lạc lối nữa nếu không dù nhu nhu có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Ha 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 ha, thượng quan hoàng cười dữ tợn, các cao thủ hoàng tộc đều buồn bã nhìn lão ta bây giờ thượng quan hoàng đâu còn dáng vẻ của một hoàng chủ. Lão ta lúc này tóc tai rối bù, vẻ mặt vặn vẹo, giống hệt ác quỷ. Dương Thanh xa sầm mặt, chằm chằm thượng quan hoàng. Anh đúng là muốn nhìn xem thượng quan hoàng còn có thể dở cho gì nữa. Hoàng chủ, ông từ bỏ đi. Cậu Thanh sẽ không khiến hoàng tộc khó xử đâu. Nhưng điều khiến Dương Thanh ngạc nhiên là chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới có thể sử dụng thuốc siêu phàm. Thế mà tại sao thượng quan hoàng chỉ là bán bộ siêu phàm cảnh lại có thể dùng được? Chỉ vài giây sau khi thượng quan hoàng uống liều thuốc siêu phàm, đã thấy sắc mặt lão ta tràn đầy đau đớn, trên làn da có vô số vết máu kinh người, nhìn vô cùng thê thảm. Cả đời không lấy chồng, thượng quan Nhu vừa nói ra câu này thì ai cũng ngây người. Nhưng rất nhanh đã có người hiểu ý, nhìn về phía Dương Thanh với vẻ mặt phức tạp. Đương nhiên họ biết cô ta không lập gia đình là vì Dương Thanh và dương thanh cũng hiểu điều này đôi mắt khi nhìn về thượng quan nhu tràn đầy áy náy trong lòng anh chỉ có tần thanh tâm không thể chứa đựng thêm một người phụ nữ nào khác đời này anh đành phụ lòng thượng quan nhu rồi dường như cảm nhận được ánh nhìn áy náy của dương thanh thượng quan nhu thoáng nhìn anh một lát rồi lại lên tiếng cậu thanh hoàng chủ của hoàng tộc họ thượng quan đã chết cậu có thể cho hoàng tộc họ thượng quan một cơ hội nữa không ạ giờ phút này thượng quan nhu chính là thượng quan nữ hoàng toàn thân toát lên khí thế uy nghiêm của người bề trên. Khi nhìn về Dương Thanh, đôi mắt của cô ta bình tĩnh, không hề gợn sóng, còn thêm kính ngữ vào lời nói. Cô ta đã hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ phấn đấu vì hoàng tộc, còn tình yêu sẽ bị cô ta loại bỏ khỏi cuộc đời. Trong lúc nhất thời, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía Dương Thanh. Anh thầm thở dài, lắc đầu, tôi không phải loại người không biết nói phải trái. Trước đây tôi mất hết tu vi Bị thượng quan hoàng giam lỏng trong hoàng tộc thậm chí bị ông ta ra lệnh đuổi giết, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến những người còn lại trong hoàng tộc họ Thượng quan. Vậy nên ân oán giữa tôi và hoàng tộc có thể xem như kết thúc rồi. Nghe thấy lời nói của Dương Thanh, các cao thủ đều lặng lẽ thở phào. Biểu cảm của Thượng quan Nhu vẫn bình tĩnh, thế thì xin cảm ơn cậu Thanh. Thái độ của cô ta đối với Dương Thanh rất lạnh, lạnh đến mức khiến anh cảm thấy thật xa lạ. Tôi đã dừng chân tại hoàng thành thượng quan quá lâu đã đến lúc phải đi rồi. Sau này nếu hoàng tộc họ Thượng quan gặp chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi." Dương Thanh giấu cảm xúc hơi đè nén đi, mở miệng nói. "Đương nhiên anh nói câu này với Thượng quan Nhu." Cô ta khẽ gật đầu, cậu Vĩnh Viễn là bạn bè của hoàng tộc họ Thượng quan chúng tôi. "Sau này cậu Thanh có việc gì cần đến chúng tôi thì xin hãy mở lời." "Được, gặp lại sau." Dương Thanh gật đầu, nhìn Thượng quan Nhu lần cuối rồi xoay người đi đã không có khả năng với thượng quan nhu thì nên đi sớm thì hơn. Nữ hoàng, trên thế giới này chỉ có cậu Thanh mới đủ tư cách trở thành chồng của người. Dương Thanh vừa đi thì một cao thủ lớn tuổi trong hoàng tộc họ thượng quan lên tiếng, trong lời nói còn có mấy phần thương tiếc. Thượng quan nhu lạnh lùng đáp, bây giờ, trong lòng tôi chỉ có hoàng tộc họ thượng quan. Dứt lời, cô ta xoay người bỏ đi. Đến khi về nhà của mình, thượng quan nhu mới hỏa khóc không phải cô ta không muốn cùng đi với Dương Thanh mà vì hiểu rằng mình đi theo sẽ chỉ khiến anh cảm thấy nặng nề. Chưa kể Dương Thanh đã kết hôn, trong lòng chỉ có tần thanh tâm, không hề có chỗ cho cô ta. Một bên khác, Dương Thanh sau khi rời khỏi hoàng tộc họ thượng quan thì đi thẳng đến sân bay, lên chuyến bay đến Yến Đô. Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yến Đô. Lại trở về nơi đây, lòng Dương Thanh bồi hồi cảm xúc. Cảnh giới võ thuật của mình đã là siêu phàm ngũ cảnh, dù là người bảo vệ hoàng tộc cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Đã đến lúc đón Thanh Tâm và Tiêu Tiêu về nhà rồi. Đam Mỹ hay Dương Thanh tự nhủ, đã hơn nửa năm chia cách với vợ con, thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thậm chí anh còn suýt chết. Nhưng có thể xem như trong cái rủi có cái may, hiện giờ thực lực của Dương Thanh đã là siêu phàm ngũ cảnh, lấy hết thủ đoạn ra cũng có thể rằng co với cao thủ siêu phàm thất cảnh. Cậu Thanh, cuối cùng cậu cũng về rồi khi dương thanh đi tới tập đoàn nhạn thanh lạc bân vui mừng đến rơi nước mắt nét mặt cực kỳ kích động dương thanh vỗ vai của lạc bân ánh mắt cũng đầy cảm kích nói vất vả cho ông rồi vì anh mà tập đoàn nhạn thanh đã chịu rất nhiều đà kích từ các thế lực hùng mạnh nửa năm qua tập đoàn đã vài lần đứng trên bờ phá sản chính lạc bân đã một mình ngăn cơn sóng giữ mới giữ cho tập đoàn được tồn tại tuy nhiên việc tập đoàn nhạn thanh bị chèn ép đã trở thành quá khứ từ khi dương thanh trở về không một ai dám làm vậy nữa. Tin tức Dương Thanh trở về nhanh chóng được lan truyền toàn bộ yến đô, những gia tộc có quan hệ tốt với anh đều vui mừng khôn xiết, những thế lực từng chèn ép tập đoàn Nhạn Thanh trong thời gian qua thì thấp thỏm lo sợ. Nhưng điều làm họ bất ngờ là đã qua 3 ngày rồi mà Dương Thanh vẫn không có động thái gì như sẽ ra tay với họ. Trong 3 ngày này, ba hoàng tộc họ Thượng Quan, họ Long và họ Đoàn lần lượt mở họp báo, tuyên bố rằng sẽ đẩy mạnh việc hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Tên tuổi của tập đoàn tức thì vang khắp toàn bộ Chiêu Châu, nhiều người bình thường không biết đến tập đoàn Nhãn Thanh đều đã nắm thông tin về họ một doanh nghiệp tài giỏi có thể khiến cho ba hoàng tộc lớn đặc biệt mở họp báo để tuyên bố về sự hợp tác giữa hai bên. Mã Siêu cũng đang bị nhốt tại hoàng tộc họ Phùng, đến nay vẫn chưa có tung tích. Cậu muốn đến hoàng tộc họ Phùng sao? Tiền Biêu lo lắng hỏi. Dương Thanh nhìn ông ta, đáp, hoàng tộc họ Phùng giam lỏng anh em tốt của tôi, giờ còn bắt cả em gái của tôi đi, chẳng lẽ tôi không nên đến đó? Tiền bưu vội vàng khuyên, ý tôi không phải vậy đâu cậu Thanh. Tôi chỉ muốn nói rằng dù sao hoàng tộc họ Phùng cũng là thế lực cổ xưa đứng trên cả bốn hoàng tộc lớn, sâu so không lường được, nếu cậu thật sự muốn đến đó thì tôi sẽ dẫn người trong ảnh vệ đi cùng cậu. Dương Thanh lắc đầu, khuôn mặt tối tăm, hoàng tộc họ Phùng không phải nơi người trong ảnh vệ có thể đến. Tôi sẽ tự đi, lên xe đi. Phùng trí ngạo bóng cất giọng như ra lệnh. Tuy thái độ của đối phương cực kỳ kiêu ngạo nhưng Dương Thanh cũng không quá để ý, lần này anh tới Hoàng Thành Phùng chính là để cứu người. Nay Mã Siêu, Phùng Tiểu Huyền và bé Tĩnh An con trai Mã Siêu đều đang ở trong hoàng tộc họ Phùng, anh chỉ có thể hành động theo yêu cầu của đối phương. Dương Thanh lên xe, xe phóng đi, 20 phút sau đã tới một tiệm trà. Trên tầng cao nhất của tiệm trà, trong phòng riêng có tầm nhìn rộng rãi nhất, chỉ có hai người là Phùng Trí Ngạo và Dương Thanh đang ngồi đối diện nhau. Dương Thanh bình thản nhìn Phùng Trí Ngạo, cất tiếng hỏi, ông dẫn tôi đến nơi này muốn nói gì thì hãy vào thẳng vấn đề đi. Phùng Chí ngạo nhấc tách trà sứ trắng, nhấp nhẹ một ngụm, đặt tách xuống rồi mới đưa gặp mặt sắc bén nhìn Dương Thanh, cất lời, tôi cần hợp tác với cậu. Nghe vậy, Dương Thanh thoáng sửng sốt, ông ta tìm mình là để hợp tác. Dương Thanh bình thản hỏi, đối với ông, hẳn tôi chỉ là một tên thôn dân nơi sơn giã thôi nhỉ? Một gã thôn dân nơi sơn giã thì có tư cách gì để hợp tác với ông? Phùng Chí ngạo nói thẳng, Tôi biết, Mã Siêu, người anh em tốt của cậu, cùng với con trai cậu ta, ngoài ra còn có cô gái tên Phùng Tiểu Uyển đều đang ở trong hoàng tộc họ Phùng. Chuyện tôi muốn hợp tác với cậu rất đơn giản, đó chính là muốn trợ giúp cậu đưa những người này rời khỏi hoàng tộc họ Phùng. Ông ta vừa nói ra những lời này, Dương Thanh lập tức lâm vào bối rối, vốn tưởng đối phương có mưu đồ gì với mình, chuyện muốn hợp tác hẳn phải liên quan đến đế thôn. Nhưng anh thật không ngờ Đối phương không chỉ biết rõ ý đồ của mình khi tới Hoàng thành Phùng mà còn chủ động đề nghị muốn giúp mình cứu người ra. Xong ngay sau đó, Dương Thanh đã nghĩ đến nguyên nhân sự việc. Tại hoàng tộc họ Phùng, có một quy định, thành viên nam giới thuộc dòng chính đầu tiên chào đời của mỗi thế hệ, từ khi sinh ra đã chính là người thừa kế của thế hệ đó. Phùng Chí Ngạo là người thừa kế đời tiếp theo, nhưng Mã Siêu lại chính là người thừa kế của thế hệ sau Phùng Chí Ngạo thậm chí, ngay cả con trai mã siêu bé Tĩnh An cũng là người thừa kế đời sau đó. Trong hoàng tộc cổ xưa, tình thế vô cùng phức tạp, dù Phùng Trí Ngạo có thể kế thừa ngai vàng cũng không thể thay đổi quy định mà Tổ Tông truyền lại. Cho nên, chỉ khi làm mã siêu và bé Tĩnh An hoàn toàn rời khỏi hoàng tộc họ Phùng thì con trai Phùng Trí Ngạo mới có thể trở thành người thừa kế đời tiếp theo. Sau một hồi trầm mặc, Dương Thanh lên tiếng, tôi không tin được ông. Nói đoạn, anh nhấc tách trà, uống một ngụm nước trà nóng, đặt tách xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Phùng Chí Ngạo. Phùng Chí Ngạo thoáng cao mày, lạnh giọng nói, điều tôi muốn chỉ là mỗi một người thừa kế các thế hệ đều rơi vào tay con cháu tôi, mà điều cậu muốn chính là người anh em của mình được an toàn, giữa chúng ta không có bất cứ xung đột về lợi ích nào, vì sao cậu không tin được tôi? Dương Thanh lạnh nhạt nói, chỉ cần Mã Siêu và bé Tĩnh An còn ở trong hoàng tộc họ Phùng này thì dù ông muốn giết bọn họ cũng không dám. Nhưng nếu bọn họ rời khỏi hoàng thành Phùng thì chưa chắc vậy nên bố con họ ở lại trong hoàng thành phùng mới là an toàn nhất một khi bọn họ rời khỏi hoàng thành phùng lấy thân phận và địa vị đại hoàng tử hoàng tộc họ phùng của ông muốn giết bọn họ chẳng phải quá dễ dàng đây chính là điều khiến dương thanh lo lắng nhất phùng trí ngạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh muốn giết mã siêu và bé tĩnh an quả thật quá dễ dàng cho dù có anh ở đây cũng rất khó lòng che chở hai người bọn họ an toàn tuyệt đối phùng trí ngạo hừ lạnh một tiếng sắc mặt thoáng tức giận, nói thẳng, tôi chính là đại hoàng tử của hoàng tộc họ phùng này, còn chưa đến nỗi làm ra những chuyện thiếu đạo đức như vậy. Nếu tôi thật sự muốn giết người diệt khẩu thì từ hơn 20 năm trước đã giết luôn mã siêu rồi. Xem ra cậu hoàn toàn không hiểu gì về con người tôi, nếu cậu chịu khó hỏi thăm một chút sẽ biết tôi là loại người thế nào. Tôi cũng biết, hẳn cậu đang hoài nghi, chuyện đánh cháo mã siêu năm đó là do tôi làm, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nhìn thái độ nghiêm túc của phùng trí ngạo dương thanh lập tức bối rối chẳng lẽ chuyện năm đó mã siêu bị đánh cháo thực sự không liên quan gì đến phùng trí ngạo nhưng nếu không phải do phùng trí ngạo gây nên thì chuyện này do ai làm trầm mặc một hồi dương thanh hỏi vậy ông cho rằng chuyện đó do ai làm phùng trí ngạo lập tức nói ngay không hề do dự phùng trí viễn sao lại thế được dương thanh kinh ngạc ra mặt Phùng Chí Viễn là bố đẻ của Mã Siêu, đã biết trước Mã Siêu chính là người thừa kế của thế hệ này, vì sao lại muốn vứt bỏ Mã Siêu? Nếu việc đó đúng là do Phùng Chí Viễn gây nên thì hiện tại, vì sao ông ta lại đem Mã Siêu về hoàng tộc họ Phùng? Phùng Chí ngạo lạnh lùng nói, nếu tôi nói, làm như vậy có thể mang đến lợi ích to lớn hơn cho cậu ta thì sao? Lúc này, Dương Thanh lại trầm mặc. Anh hiểu ngay ý của Phùng Chí ngạo, đúng là có khả năng này. Nếu chỉ tạm thời vứt bỏ mã siêu là sẽ đem đến lợi ích lớn cho phùng chí viễn thì với sự vô tình của người trong hoàng tộc, ông ta hoàn toàn có khả năng vứt bỏ con đẻ. Mã siêu là người thừa kế của thế hệ này trong hoàng tộc họ phùng, đây là chuyện đã không thể thay đổi, nhưng nếu ban đầu chỉ tạm thời vứt bỏ mã siêu, đợi khi thời cơ chín mùi lại nhận mã siêu về hoàng tộc, vậy chẳng phải một mũi tên chúng hai đích sao. Tôi biết, hiện giờ muốn cậu tin tôi ngay là một việc rất khó, tôi có thể cho cậu ba ngày. Trong ba ngày này, nếu cậu đã suy nghĩ kỹ, có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào." Phùng Chí ngạo bỗng đứng lên, nhìn Dương Thanh, nói tiếp: "Tôi biết, lần này cậu tới đây là định xông vào hoàng tộc họ Phùng cướp người. Nhưng tôi có thể nói thẳng cho cậu hay, hoàng tộc họ Phùng không đơn giản như cậu nghĩ đâu, chỉ cần cậu dám xông vào, tôi có thể bảo đảm, cậu sẽ chết không có chỗ chôn." Dứt lời, ông ta quay đầu bước đi, Dương Thanh vẫn ngồi đó, rơi vào trầm tư. Trầm mặc hồi lâu, Dương Thanh lẩm bẩm với chính mình, chẳng lẽ chuyện năm đó thực sự có ẩn khúc khác. Lúc này anh thực sự hoang mang, không biết rốt cuộc có nên tin lời Phùng Chí Ngạo hay chăng. Lời cảnh cáo trước khi rời đi của Phùng Chí Ngạo không phải chỉ là tiện thể nói ra. Ngay cả bốn hoàng tộc của Chiêu Châu còn có cao thủ siêu phàm thất cảnh làm người bảo vệ hoàng tộc, huống chi là những hoàng tộc cổ xưa có thực lực mạnh hơn hẳn. Anh vừa tới sân bay quốc tế của hoàng thành Phùng thì Phùng Chí Ngạo đã chờ sẵn ở đó chỉ e toàn bộ hành trình của anh đều đã nằm trong tầm khống chế của hoàng tộc họ Phùng. Hiện tại, nếu anh có bất kỳ cử động nào, sợ rằng đều không thoát khỏi ánh mắt của hoàng tộc họ Phùng. Lúc này, tại hoàng tộc họ Phùng, trong một mật thất, vẻ nóng nảy trên mặt mã siêu đã dần biến mất. Hiện giờ anh ta đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống đất, như một vị tăng nhân già đang nhập định. Bỗng anh ta lớn tiếng hô, tôi muốn gặp Phùng Trí Viễn. Chẳng mấy chốc, Phùng Trí Viễn đã đi vào mật thất này, Nhìn Mã Siêu, hỏi: "Con đã nghĩ kỹ rồi chứ?" Mã Siêu cắn răng đáp: "Tôi đồng ý tiếp nhận thân phận cháu trưởng của hoàng tộc họ Phùng, tôi và con tôi sẽ ở lại hoàng tộc họ Phùng này. Nhưng tôi phải báo cho ông biết, nếu để tôi hay vợ của tôi có bất kỳ thương tổn gì, dù có chết, tôi cũng phải đem con của tôi rời khỏi nơi này." Đối với chuyện Mã Siêu sẽ đồng ý, dường như Phùng Chí Viễn hoàn toàn không hề nghi ngờ, khuôn mặt ông ta thoáng hiện một nụ cười sán lạn: "Được, bố hứa với con." chẳng bao lâu sau, một tin tức gây chấn động đã truyền khắp Hoàng Thành Phùng. Người thừa kế đời thứ ba của hoàng tộc họ Phùng đã mất tích từ 26 năm trước, nay tìm được rồi. Biết tin này, sắc mặt Phùng Chí Ngạo đã âm trầm cực điểm, ông ta nghiến răng nói, tên khốn Phùng Chí Viễn này lại dùng thủ đoạn gì? Một ông già đứng bên cạnh Phùng Chí Ngạo nghiêm nghị nói, đại hoàng tử, Phùng Chí Viễn thả tin này ra rõ ràng là để nhầm vào ngày đấy. Hoàng chủ hiện đang mang bệnh, Sợ là không thể sống được bao lâu nữa, lúc này Phùng Chí Viễn lại tung ra tin mình đã tìm lại được con trai, nhất định là đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với ngài rồi. Một khi lại có chuyện ngoài ý muốn nào xảy đến, vị trí này của ngài chỉ sợ sẽ thật sự bị Phùng Chí Viễn cướp đi thôi. Ông già này là một vị cấp dưới được Phùng Chí ngạo vô cùng tin tưởng. Nghe lão ta nói thế, sắc mặt Phùng Chí ngạo càng thêm khó coi, ông ta nghiến răng nói: tôi vốn định cho Dương Thanh 3 ngày suy nghĩ nhưng nếu thật sự đợi 3 ngày thì chỉ sợ đã muộn rồi. Bên kia, Dương Thanh cũng đã biết tin hoàng tộc đã nhận mã siêu về, lòng anh chợt tràn đầy lo lắng. Dương Thanh nhíu mày, lẩm bẩm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vì sao mã siêu lại đột nhiên thừa nhận thân phận của mình? Theo những gì anh hiểu về con người mã siêu, chỉ cần là chuyện cậu ấy không muốn làm thì dù chết, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý, chắc chắn mã siêu sẽ không vì quyền thế của hoàng tộc họ phùng mà vứt bỏ ngải lâm nhưng hiện giờ hoàng tộc họ phùng lại tung ra tin tức đã tìm được mã siêu điều này vô cùng bất thường đúng lúc này phùng trí ngạo gọi điện tới ông ta trầm giọng bảo bây giờ tôi muốn gặp cậu ngay ở chỗ cũ dương thanh lập tức đáp được vừa lúc anh đang muốn gặp phùng trí ngạo gấp không ngờ phùng trí ngạo cũng đang vội vã tìm mình nửa giờ sau hai người gặp mặt tại tiệm trà lần trước vẫn trên tầng cao nhất Tại phòng riêng có tầm nhìn tốt nhất. Phùng Chí Ngạo mở đầu câu chuyện, Phùng Chí Viễn đã tung tin ra, nói là đã tìm được Mã Siêu, hẳn cậu đã biết rồi chứ. Dương Thanh gật đầu, theo những gì tôi biết về cậu ấy thì cậu ấy sẽ không vì quyền thế mà vứt bỏ người yêu của mình, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Dù Mã Siêu đồng ý thừa nhận thân phận của mình thì nhất định cũng là bị người khác ép buộc, không còn sự lựa chọn nào khác. Phùng Chí Ngạo bảo, theo tôi được biết Phùng Chí Viễn đã dùng vợ và con trai để gây áp lực cho cậu ta, để bảo vệ vợ con mình, Mã Siêu mới đồng ý với điều kiện của Phùng Chí Viễn. Dương Thanh cả giận nói, khốn kiếp, ông ta chán sống rồi. Mã Siêu đã kiên trì chịu đừng tròn nửa năm vẫn không chịu thỏa hiệp, chỉ có Ngải Lâm và bé Tĩnh An mới có thể khiến cho anh ta làm một việc vi phạm ý nguyện ban đầu của mình. Phùng Chí Ngạo nói, nay chỉ có hợp tác với nhau, chúng ta mới có cơ hội cứu Mã Siêu và con cậu ta ra. Dương Thanh không do dự nữa, anh gật đầu bảo, tôi đồng ý hợp tác với ông, nhưng ông phải bảo đảm, trước tiên phải đưa con của Mã Siêu và Phùng Tiểu Uyển ra ngoài an toàn đã, bọn họ ở trước mặt cao thủ của hoàng tộc thật sự không có chút năng lực chống trả nào. Phùng Chí ngạo cao mày, trầm mặc một lát rồi nói, tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu Phùng Chí Viễn dám tuyên bố tin tức đã tìm được Mã Siêu thì hẳn đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt rồi. Phùng Tiểu Uyển và con trai Mã Siêu chỉ sợ đã bị ông ta chuyển đến một địa điểm cực kỳ bí ẩn nào khác. Dương Thanh lạnh lùng nói, không phải cố gắng hết sức mà tôi muốn ông phải bảo đảm họ được an toàn, chỉ khi bọn họ an toàn, tôi mới có thể đánh một trận mà không cần vướng bận gì. Phùng Chí Ngạo gật đầu, được, tôi đồng ý. Dứt lời, Phùng Chí Ngạo liền bấm một số điện thoại, căn dặn, bất kể thế nào cũng phải đưa Phùng Tiểu Uyển và con trai của Mã Siêu an toàn rời khỏi hoàng tộc cho tôi, nếu bọn họ bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc thì hãy tự giác sách đầu tới gặp tôi. Ngay lúc Phùng Chí Ngạo phân công nhiệm vụ cho cấp dưới của mình, dương thanh cũng bấm một số điện thoại nói chị lâm em đã bố trí người đến đón chị chị đi cùng người đó nhé đợi khi em cứu mã siêu và bé tĩnh an ra là ba người nhà chị được đoàn tụ với nhau rồi ngài lâm hơi khẩn trương hỏi dương thanh có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không dương thanh nói cứ yên tâm đi có em đây rồi chị không cần lo gì cả em bảo đảm sẽ đưa mã siêu và bé tĩnh an bình yên trở về ngài lâm nghẹn ngào nói cậu thanh cảm ơn cậu hiện nay người bên cạnh Dương Thanh hầu như đều đã được chuyển rời đến những nơi an toàn, như vậy cũng tốt, anh đã có thể không cần cố kỵ điều gì để đi thực hiện một vài chuyện cần làm. Chẳng mấy chốc lại có một tin tức nặng ký từ hoàng tộc họ Phùng truyền ra. 9 giờ sáng mai, hoàng tộc họ Phùng sẽ tổ chức đại lễ kế thừa cho Phùng Siêu, người thừa kế đời thứ ba của hoàng tộc. Tin này vừa được truyền ra, toàn bộ hoàng thành Phùng đều sôi trào. Dương Thanh cao mày, anh không ngờ hoàng tộc họ phùng lại nhanh chóng bố trí đại lễ kế thừa cho mã siêu đến thế, ngay cả họ của anh ta cũng đã đổi lại rồi. Phùng trí ngạo càng ngày càng cảm thấy nguy cơ đến gần mình hơn, hiển nhiên là phùng hoàng đã hạ lệnh nên mới có thể tổ chức đại lễ kế thừa cho mã siêu nhanh như vậy. Nhưng cũng đúng lúc này, điện thoại của anh chợt gieo vang, vừa nhấn nhận cuộc gọi, đầu bên kia đã chuyển tới giọng nói hốt hoảng của tiền bưu, cậu Thanh, cô Lâm đã bị người ta cướp đi rồi. Cái gì? Dương Thanh đứng phát dậy, cả giận quát, không phải tôi đã dặn các ông đi đón chị ấy hay sao? Ở Yên đâu còn ai có thể cướp người từ tay các ông? Nghe Dương Thanh nói thế, sắc mặt mã siêu lộ vẻ đau khổ tột cùng, mặc dù trước đây anh ta chưa từng chờ mong gì về bố mẹ mình nhưng nay đã biết được thân thế thật sự, dĩ nhiên anh ta cũng có đôi chút mong đợi. Có điều, Dương Thanh vừa nói cho anh ta hay, rất có khả năng hồi nhỏ mình bị vứt bỏ chỉ là một màn kịch của bố đẻ mình dựng nên, tất cả chỉ đều lợi dụng anh ta nhằm mưu cầu quyền thế. Đại lễ sắc phong người thừa kế ngày mai rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn, không ai có thể đoán được Phùng Chí Viễn sẽ gây ra loại chuyện gì nữa. Dương Thanh nghiêm nghị nói, thậm chí tôi còn nghi rằng, trong đại lễ ngày mai, ông ta sẽ lấy ra một vài chứng cứ về việc cậu bị đánh cháo năm ấy để đổ lên người Phùng Chí Ngạo. Đại lễ ngày mai, thoạt nghe thì tưởng là đại lễ sắc phong tổ chức vì cậu nhưng trên thực tế, rất có thể chỉ là một cái bẫy của Phùng Chí Viễn nhằm đối phó với Phùng Chí Ngạo. Nếu ông ta làm mọi thứ chỉ vì quyền thế, sau khi lấy được thứ mình mong muốn rồi sẽ chịu buông tha cậu, có lẽ tôi còn tình nguyện giúp ông ta một tay. Nhưng tôi biết, loại người coi trọng quyền thế hơn cả tình thân như Phùng Chí Viễn sớm đã bị quyền lực mê hoặc đến mất nhân tính rồi, dù ông ta đã chiếm được mọi thứ mình muốn nhưng sẽ không chịu bỏ qua cho cậu đâu. Bởi vì chỉ cần cậu còn sống thì vẫn sẽ là một mối nguy tiềm ẩn với ông ta. Dương Thanh thực lòng không muốn nghĩ Phùng Chí Viễn độc ác đến thế, nhưng từ những gì anh biết chỉ có thể đúc rút ra một kết luận con người phùng trí viễn này chỉ biết sống vì quyền thế. Nếu cần, ông ta hoàn toàn có thể vì quyền lực mà vứt bỏ tình thân, huống chi, Mã Siêu chỉ là một đứa con từng bị ông ta vứt bỏ từ hơn 20 năm trước, đối với Mã Siêu, ông ta hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì. Sắc mặt Mã Siêu vặn vẹo như thể đang vật lộn giữa tuyệt vọng, anh ta đau khổ khôn cùng, không biết mình nên làm gì bây giờ. Anh Thanh, nếu ngày mai em không tham gia đại lễ sắc phong, chỉ sợ Phùng Chí Viễn sẽ không bỏ qua cho bé Tĩnh An nhà em và Tiểu Uyển, trừ khi có thể cứu hai người bọn họ ra khỏi tay ông ta thì em mới có quyền lựa chọn, bằng không, em chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của ông ta thôi. Phùng Chí Viễn đã giam lỏng em ở hoàng tộc họ Phùng lâu như vậy, ông ta nhẫn tâm cỡ nào, em biết rõ hơn ai hết, chỉ cần con em và Tiểu Uyển còn ở trong tay ông ta thì em không thể chạy thoát khỏi ông ta đâu. Nếu ông ta đã dám cho em đến gặp anh thế này, hiển nhiên ông ta hoàn toàn không sợ em bị anh thuyết phục lần này em chỉ có thể thừa nhận thân phận sau đó nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh hơn tranh thủ đến một ngày có đủ năng lực tự mình thoát khỏi hoàng tộc họ phùng nếu không bố con em thật sự không có cơ hội nào khác nữa mắt mã siêu đã đỏ lên kích động nói dương thanh có thể hiểu được nỗi đau khổ của mã siêu lúc này đúng như cậu ấy nói trừ khi cứu được bé tĩnh an và phùng tiểu uyển ra khỏi hoàng tộc họ phùng trước lúc đại lễ sắc phong bắt đầu bằng không hết thảy đều là công cốc nghĩ tới đây, Dương Thanh bèn bấm số điện thoại của Phùng Chí Ngạo, hỏi, có tin tức gì của hai người đó chưa? Phùng Chí Ngạo lạnh giọng đáp, tên khốn Phùng Chí Viễn này giấu bọn họ quá kỹ, cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm được dấu vết gì. Dương Thanh nói, đừng quên, điều kiện tiên quyết để hai ta hợp tác là ông phải cứu được bé Tĩnh An cùng Phùng Tiểu Uyển ra khỏi hoàng tộc họ Phùng một cách bình an. Phùng Chí Ngạo không vui, chuyện của tôi, tôi làm thế nào, cậu còn chưa có tư cách phung tay chỉ trỏ trước khi đại lễ sắc phong ngày mai bắt đầu, tôi nhất định sẽ cứu được người ra. Dương Thanh lạnh lùng nói, không cần bảo đảm với tôi điều gì, tôi chỉ nhìn vào kết quả, trước không giờ khuyên nay, ông phải cứu được người mà tôi muốn ra, bằng không, hợp tác của chúng ta kết thúc ở đây. Dứt lời, anh liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tại một khu nhà tư nhân cao cấp, sắc mặt phùng trí ngạo đã âm trầm cực điểm, ông ta nghiến răng mắng, khốn kiếp. Một đứa danh con từ trốn khác tới đây mà dám chỉ trỏ với tôi tức thì tức nhưng Phùng Trí Ngạo vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, theo những gì ông ta được biết về Dương Thanh, nếu trước không giờ khuya nay mà ông ta vẫn không thể cứu được người ra, chỉ sợ Dương Thanh sẽ thực sự cắt đứt hợp tác với ông ta. Nghĩ tới đây, ông ta bèn chủ động gọi điện thoại cho Dương Thanh, cắn răng nói, không giờ khuya nay thì có hơi gấp quá, cho tôi thêm tầm 5 tiếng nữa, trước 5 giờ sáng mai, nếu tôi vẫn không thể cứu được người ra, hợp tác giữa chúng ta coi như hủy bỏ. Dương Thanh đáp không chút do so dự, được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Thanh nhìn Mã Siêu, nói, vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Phùng Trí Ngạo đã bảo đảm với tôi, trước 5 giờ sáng mai, ông ta sẽ tìm được bé Tĩnh An và Tiểu Uyển. Mã Siêu gật đầu, nặng nề nói, nếu 5 giờ sáng mai vẫn chưa có tin gì, em chỉ có thể thỏa hiệp với Phùng Trí Viễn, tham dự đại lễ kế thừa kia mà thôi. Nói đoạn, anh ta đứng lên, em phải trở về để tránh cho Phùng Trí Viễn nghi ngờ. Hai anh em mới gặp mặt một lát lại đã phải chia tay. Dương Thanh cân nhắc một chút, để Mã Siêu trở về. Tuy lòng anh không muốn Mã Siêu quay về đó, cũng không muốn cậu ấy tham dự đại lễ kế thừa ngày mai, nhưng anh hiểu, một khi bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển còn ở trong tay Phùng Chí Viễn, thậm chí lúc này ngay cả Ngải Lâm cũng đang ở trong tay ông ta, thì Mã Siêu không có bất cứ lựa chọn nào khác. Phong thái của cô gái này chẳng khác nào một sinh viên mới bước ra khỏi sân trường, thoạt nhìn rất trẻ trung, tràn đầy sức sống. Cô ta lên tiếng chào hỏi, chào anh Thanh, tôi là phùng gia di con gái của phùng trí ngạo bố tôi bảo tôi tới tìm anh trong lúc nói chuyện hai người đã ra tới bên ngoài phùng gia di tự lái xe dương thanh ngồi bên ghế phụ phùng gia di vừa lái xe vừa nói cho dương thanh biết tất cả những manh mối mà cô ta có được tôi đã nói cho anh biết tất cả những manh mối mà bố tôi biết tôi đề nghị anh nên đến trang trại di hòa đây là lãnh địa riêng bí mật nhất của phùng trí viễn có thể người anh cần tìm đang ở đó khi Phùng Giai Di vừa nói về manh mối kia thì cũng đã lái xe về phía trang trại Di Hòa. Dương Thanh gật đầu, được, vậy thì đi trang trại Di Hòa. 20 phút sau, một chiếc Maserati màu trắng dừng lại dưới chân một ngọn núi, Phùng Giai Di nói, chúng ta chỉ có thể đến được đây, đi xa hơn nữa, sẽ lọt vào phạm vi giám sát của trang trại Di Hòa. Dương Thanh cũng đã nghĩ tới điều này từ trước, nếu thật sự xuất hiện trong phạm vi giám sát của trang trại Di Hòa, sợ là Phùng Chí Viễn sẽ biết ngay cô ở đây chờ tôi tôi tự đi một chuyến sau khi dương thanh dặn xong liền xuống xe anh mới vừa xuống xe phùng giai di cũng đi theo dương thanh nhíu mày cô theo tôi làm gì phùng giai di lạnh giọng nói tôi cũng là cao thủ siêu phàm cảnh phùng giai di vừa nói xong dương thanh liền sửng sốt anh chưa từng gặp người cùng trang lứa bước vào siêu phàm cảnh của cảnh giới võ thuật huống chi còn là một người phụ nữ nhưng nghĩ tới thân phận của phùng giai di dương thanh bỗng hiểu rõ Phùng Giai Di là con gái của Phùng Trí Ngạo. Phùng Trí Ngạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh, thế nên thiên phú võ thuật của con gái ông ta không thể kém được. Dương Thanh không nói gì, chỉ lặng lặng lao vào bóng tối, Phùng Giai Di cũng lập tức đi theo. Trang trại Di Hòa rất rộng, giữa lưng vào dãy núi, xung quanh là rừng rậm. Nếu không có ai dẫn đường thì thực sự rất khó tìm ra nơi này. 5 phút sau, Dương Thanh đã đi sâu vào bên trong trang trại Di Hòa và nhìn thấy một vài tòa nhà cổ kính. Phùng Giai Di đi theo bên cạnh Dương Thanh. Lúc này, cô ta chỉ vào một tòa nhà hai tầng ở bên trái của tòa kiến trúc nhất nói, mỗi lần Phùng Chí Viễn đến trang trại Di Hòa ông ta đều sống trong ngôi nhà đó. Nếu người anh tìm đang ở trang trại Di Hòa, rất có thể người đó đang ở trong ngôi nhà này. Bố tôi từng nói trong tòa nhà này hẳn là có một mật thất. Phùng Chí Viễn có thể giấu người mà anh tìm kiếm lâu như vậy mà không ai biết, rất có thể người đó đã được giấu ở đây. Trong mắt Dương Thanh thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nếu đúng như vậy, Phùng Chí Viễn này đúng là một kẻ mặt người giả thú. Có ai nói không phải đâu, tôi biết vị trí của tất cả camera ở đây, anh đi theo tôi là có thể tránh được. Phùng Giai Di đột nhiên lên tiếng, vừa nói vừa lặng lẽ rời đi, Dương Thanh cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đã thành công tiến vào tòa nhà hai tầng. Vì trời tối, bên trong tối om, cũng không tiện bật đèn, hai người chỉ có thể cố gắng tìm ra cơ quan mở mật thất trong hoàn cảnh tối như hũ nút này chỉ là hai người đã tốn hơn nửa giờ cũng không có tìm được cơ quan mở mật thất không thể nào phùng dai di cao mày giọng nói tràn đầy nghi ngờ dương thanh không lên tiếng vẻ mặt nghiêm nghị quan sát xung quanh dù là đêm tối nhưng trong mắt anh vẫn lóe lên tia sáng như thể có thể nhìn thấy mọi thứ hai người gần như đã chạm vào hết những chỗ có thể chạm vào trong nhà nhưng vẫn không thu được kết quả gì, như thể thực sự không có cơ quan nào ở đây. Dương Thanh đột nhiên hỏi, cô có biết mỗi khi Phùng Chí Viễn đến đây ở, sẽ có những động tính gì không? Hoặc là nói mỗi lần đến đây ông ta sẽ ở lại bao lâu? Phùng Giai Di trả lời, động tính thì không có nhưng ông ta có một quy luật đó là mỗi lần đến đây ông ta sẽ ở liên tục 7 ngày. Bởi vì cảnh giới võ thuật của ông ta rất cao cũng không ai dám đến gần vì vậy ngoài biết nơi này rất quan trọng với ông ta ra, tôi cũng không biết những chuyện khác. Dương Thanh lại im lặng lần nữa, đầu óc điên cuồng vận động nghĩ cách làm thế nào mới mở được cửa mật thất. Dương Thanh gần như chắc chắn dưới chân bọn họ có mật thất, nhưng tạm thời anh không dám phóng ra khí thế võ thuật, nếu không anh chỉ cần dùng khí thế võ thuật thăm dò, thì có thể dễ dàng biết được tình hình dưới lòng đất. Bây giờ, anh chỉ có thể tìm cơ quan như một người bình thường. Mỗi lần Phùng Trí Viễn tới nơi này cũng đều không có bất kỳ động tĩnh nào, chứng tỏ cơ quan không phải là bức tường dày nặng gì, bằng không nếu lúc mở cửa cơ quan không thể nào không gây ra động tĩnh được. Nếu không phải là bức tường dày nặng thì lối vào cơ quan kia ở đâu? Vào lúc này, mây đen đột nhiên tản đi, ánh trăng sáng từ cửa sổ tràn vào, ánh trăng chói mắt bắn vào trong mắt Dương Thanh. Hả? Dương Thanh cao mày nhìn về chỗ ánh trăng chiếu vừa rồi, chính là một tấm gương sát mặt đất. Anh bước đến trước gương, lấy tay đẩy nhẹ, không ngờ chiếc gương giống như một cánh cửa bị đẩy ra. Tìm được rồi, Phùng Giai Di nhất thời vui vẻ. Cả hai đi khoảng 5 phút cuối cùng mới thấy điểm cuối bậc thang, đó là một căn mật thất rất rộng rãi dưới lòng đất. Điều khiến Dương Thanh và Phùng Giai Di ngạc nhiên là hơi thở võ thuật bên trong mật thất này cực kỳ nồng đậm. Nếu Dương Thanh muốn nâng cao thực lực của mình, cần phải dùng phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, hút năng lượng trong không khí vào cơ thể sau đó chuyển hóa thành hơi thở võ thuật trong cơ thể. Hai mắt Dương Thanh đầy tơ máu, khí thế võ thuật trên người anh bỗng tăng vọt lên, trực tiếp đấu với luồng khí thế võ thuật tản mát ra từ trên cơ thể sắc khô. Một luồng khí kinh khủng bố, lấy cơ thể Dương Thanh làm trung tâm càn quét xung quanh. Luồng khí thế này điên cuồng tàn phá hang động. Từ đầu đến cuối, sắc khô không hề động đậy, chỉ có một cánh tay của Dương Thanh chộp lấy cánh tay của sắc khô vậy mà lại có thể gây ra gợn sóng khí thế võ thuật khủng khiếp như vậy. Lúc này Phong Giai Di đang ở mật thất bên trên, đương nhiên cũng cảm nhận được khí thế dữ dội đến từ hang động bên dưới, nhất thời sửng sốt bên dưới xảy ra cuộc chiến lớn sao tại sao bên dưới lại bùng nổ ra một luồng khí thế võ thuật khủng bố như vậy phùng giai di khiếp sợ tự lẩm bẩm bản thân cô ta là cao thủ siêu phàm nhất cảnh nhưng vào lúc này cô ta có thể cảm nhận được hai người đang chiến đấu bên dưới mặc kệ là ai cũng đều có thể dễ dàng giết chết cô ta cô ta biết một trong hai người bên dưới là dương thanh một thanh niên trạc tuổi cô ta nhưng lại có thực lực đáng sợ như vậy có thể tưởng tượng được lúc này phùng giai di kinh ngạc cỡ nào Cô ta không biết trong hang động phía dưới không phải là hai người đang đánh nhau, mà là Dương Thanh nắm lấy cánh tay của một xác khô bí ẩn, sau đó thì xuất hiện hai luồng khí thế võ thuật cuồng bạo giao đấu với nhau. Với thực lực của Phùng Giai Di cũng không dám xuống dưới, lúc này mà đi xuống dưới thì chỉ có nước nộp mạng. Thời gian trôi qua, cánh tay bị Dương Thanh nắm chặt của xác khô kia từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích. Một luồng khí thế điên cuồng dọc theo cánh tay Dương Thanh lan tràn khắp người anh. Hai mắt Dương Thanh đỏ như máu, phép hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đã phát huy đến cực hạn. Có thể nói dù đối mặt với cao thủ siêu phàm thất cảnh cũng sẽ không xuất hiện áp lực lớn như lúc này. Từ trong xác khô có một luồng khí thế khủng bố dường như muốn xóa bỏ ý thức của Dương Thanh. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nhận thấy có một tia sáng lóe lên trong miệng của xác khô, cánh tay còn lại của anh bỗng vỗ vào cằm của xác khô, miệng của xác khô lập tức mở ra, chỉ thấy một vật thể hình quả bóng có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu xuất hiện trong miệng xác khô, còn sáng bóng, tựa như một viên dạ minh châu. Dương Thanh có thể cảm nhận được hơi thở cuồng bạo vừa rồi là tỏa ra từ hạt châu này chứ không phải trên cơ thể xác khô kia. Dương Thanh lấy luôn hạt châu ra khỏi miệng xác khô. Ngay khi hạt châu được lấy ra, khí thế cuồng bạo trên xác khô liền biến mất, mà sau khi hạt châu rời khỏi xác khô cũng không có động tĩnh gì. Chuyện gì thế này, Dương Thanh cao mày nhìn hạt châu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc một hạt châu tỏa ra khí thế khủng bố như vậy còn bị xác khô không biết thân phận này ngậm trong miệng, nhất định là một báu vật vô cùng quan trọng. Chỉ là sau khi hạt châu rời khỏi miệng của xác khô thì lại khôi phục bình thường, dường như nó chỉ là một viên dạ minh châu bình thường. Sang giác, đúng lúc này xác khô vẫn ngồi trên vương tỏa kia bỗng ẩm ẩm ngã xuống đất, trong nháy mắt, liền hóa thành bột mịn. Quả nhiên, sở dĩ bộ xác khô này luôn có thể duy trì trạng thái xác khô hoàn toàn là dựa vào hạt châu này. Xảy ra chuyện gì, Đúng lúc này, giọng nói của Phùng Giai Di đột nhiên vang lên ở chỗ lối vào từ mật thất đến hàng động, Dương Thanh nhanh chóng cất hạt châu đi. Không có gì, Dương Thanh hờ hững nói cũng không giải thích chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Phùng Giai Di cao mày, cô ta biết Dương Thanh đang nói dối. Vừa rồi rõ ràng cô ta cảm nhận được hai luồng khí thế võ thuật cuồng bạo, nhưng bây giờ trong hang động này chỉ có một mình Dương Thanh. Chuyện gì đã xảy ra với luồng khí thế điên cuồng còn lại kia? Về phần sắc khô, Lúc này đã biến thành bột, rơi xuống đất. Dương Thanh không để ý tới Phùng Gia Di, ánh mắt lập tức rơi vào trên vương tọa, chỉ thấy vị trí xác khô ngồi lúc nãy có một chỗ hình tròn, giống như một nút mở. Ầm ầm, Dương Thanh mới vừa ấn xuống, bên trong hang động bỗng vang lên tiếng động dữ dội, tiếp đó cả hai ngạc nhiên vui mình phát hiện cửa đá lóe lên, sau đó chậm rãi mở ra. Tìm được lối ra rồi, Phùng Gia Di nhất thời vui vẻ. Chẳng mấy chốc, cả hai đi qua cánh cửa đá ra ngoài. Dương Thanh hỏi, đây là chỗ nào? Sau khi bọn họ rời khỏi hang động, mặc dù đã ở dưới chân núi, nhưng cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn khác với cảnh tượng bọn họ đến trước đó. Sau khi Phùng Gia Di nhìn ngó xung quanh mấy lần thì lên tiếng, "Hẳn là ở giữa trang trại Di Hòa, anh đi theo tôi." Nói xong Phùng Gia Di đi về một phía, Dương Thanh cũng vội vã đi theo. 20 phút sau, hai người men theo một con đường núi, cuối cùng cũng trở lại nơi bọn họ đến trang trại Di Hòa trước đó. Dù không tìm thấy Phùng Tiểu Uyển và Tiểu Tĩnh An nhưng Dương Thanh đã thu hoạch được một hạt châu bí ẩn, chứa năng lượng mạnh mẽ. Tuy bây giờ vẫn chưa biết tác dụng của nó, nhưng điều có thể chắc chắn là hạt châu này nhất định là báu vật. Anh Thanh, xin lỗi, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dương Thanh vừa nhìn là dãy số điện thoại xa lạ. Sau khi điện thoại được nối máy, một giọng nói quen thuộc truyền từ loa tới, "Cậu Thanh, tôi nghe nói cậu đang tìm một người tên là Phùng Tiểu Uyển còn có cháu nội Tĩnh An của tôi." Chấm. Trong giọng nói của Phùng Chí Viễn không lộ ra bất kỳ vẻ mỉa mai nào, dường như chỉ đang tốt bụng nhắc nhở Dương Thanh. Sững sờ vài giây, sắc mặt của Dương Thanh lập tức cực kỳ khó coi. Anh tìm cả đêm không tìm được gì, kết quả Phùng Chí Viễn chủ động gọi điện thoại tới nói người anh cần tìm đều nằm trong tay ông ta. Thì ra là như vậy, chả trách sao cháu tìm hoài cũng không thấy. Không biết liệu chú Viễn có thể nể mặt mã siêu mà giao tiểu huyền với tĩnh an cho cháu không? Dương Thanh bình tĩnh hỏi, nào giống với hai kẻ địch đang đứng ở hai phía đối lập nhau chứ. Phùng Chí Viễn cười hờ hứng, việc này chẳng có gì bất tiện cả. Chỉ là lúc này cũng đã muộn, không tiện lắm. Như vậy đi, đợi sáng mai sau khi đại lễ sắc phong người thừa kế đời thứ ba của Mã Siêu kết thúc tôi sẽ giao người cho cậu, cậu thấy thế nào? Dương Thanh lên tiếng, vậy xin cảm ơn chú Viễn đã chăm sóc trọ bạn của tôi trước. Anh cũng không nhắc tới Tĩnh An vì dù sao Tĩnh An cũng là cháu nội của ông ta, không cần khách sáo. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng quên sáng ngày mai đến tham dự đại lễ sắc phong của người anh em trí cốt của cậu đấy. Đại lễ sắc phong này không thể thiếu cậu được. Đến lúc đó nói không chừng tôi có thể giúp cậu một số việc nhỏ nữa đấy. Phùng Chí viễn cười ha ha nói, tôi là bố của Mã Siêu, mà cậu lại là người anh em tốt của Mã Siêu. Nếu lúc đó có người cố tình gây sự trong đại lễ sắc phong của Mã Siêu, chắc cậu sẽ đứng về phía Mã Siêu đúng không? đương nhiên dương thanh hiểu rõ ý của phùng trí viễn anh cố nén lửa giật giọng điệu bình tĩnh nói đó là đương nhiên chú viễn cháu không làm phiền chú nữa chú cũng nghỉ ngơi sớm đi được phùng trí viễn cúp điện thoại phùng giai di ở bên cạnh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị cô ta đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa dương thanh và phùng trí viễn vừa rồi anh thật sự muốn hợp tác với ông ta phùng giai di bỗng nhìn dương thanh cắn răng hỏi dương thanh hờ hứng nhìn phùng giai di sau đó nói, điều kiện tiên quyết để tôi hợp tác với bố cô là phải cứu được người mà tôi đang tìm. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ bố cô không thể đáp ứng được điều kiện của tôi. Nếu đã như vậy, giữa chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác tiếp nữa. Sắc mặt của Phùng Giai Di hơi khó coi, ngay vừa nãy, khi ở trong mật thất ngầm của trang trại Di Hòa, cô ta đã cảm nhận được sức mạnh của Dương Thanh. Cao thủ cấp bậc này, nếu đứng về phía Phùng Chí Viễn, bố cô ta sẽ gặp nguy hiểm lớn dù bố tôi chưa cứu được người anh muốn tìm nhưng ít nhất là ông ấy cũng ta hết lòng hết sức giúp anh tìm người anh cũng không thể nhanh như vậy đã chuyển sang hợp tác với đối thủ của bố tôi đúng không phùng giai di không cam lòng hỏi dương thanh dương thanh lạnh nhạt nói tôi mới hợp tác lần đầu với bố cô rốt cuộc ông ta là người người thế nào tôi cũng không biết giữa tôi và ông ta lại càng không có tình cảm gì đáng kể sở dĩ ông ta tìm người giúp tôi cũng chỉ vì lợi ích của ông ta sở dĩ chúng tôi có thể đồng ý hợp tác ngắn ngủi cũng chỉ vì hai người đều có chung mục đích nhưng bây giờ ông ta vẫn không tìm được người tôi muốn tìm trong khi bọn họ lại đều đang nằm trong tay phùng trí viễn cô nghĩ nếu tôi vẫn tiếp tục hợp tác với bố cô vậy người tôi cần tìm sẽ an toàn không những lời này vừa được nói ra phùng giai di lập tức im lặng cô ta biết dương thanh vô cùng lý trí những gì anh nói cũng đều là sự thật dựa theo sự hiểu biết của cô ta đối với phùng trí viễn nếu dương thanh dám làm chuyện trái ý ông ta thì nhất định anh sẽ trả giá đắt bé tĩnh an cũng là cháu nội của ông ta có lẽ ông ta sẽ không làm gì bé nhưng phùng tiểu huyền lại không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta đến lúc đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm được đã như vậy mai chúng ta sẽ gặp lại vẻ mặt của phùng giai di lập tức lạnh đi để lại dương thanh tại chỗ một mình cô ta lái xe rời đi nhìn chiếc xe đang dần đi xa dương thanh sửng sốt một hồi mới nói không hổ là người của hoàng tộc cổ xưa, làm việc đúng là kiên quyết dứt khoát. Nói trở mặt là trở mặt ngay. Đối với cao thủ siêu phàm cảnh, khoảng cách bên trong hoàng thành phùng cũng không quá xa, nửa tiếng sau, Dương Thanh đã trở lại khách sạn nơi mình ở. Sau khi tắm xong, Dương Thanh ngồi trên ghế sofa, trên tay anh xuất hiện một hạt trâu bằng quả trứng chim bồ câu. Rốt cuộc hạt trâu này là gì? Còn xác khô trong hang động dưới mật thất kia lại là sao nữa? Dương Thanh nghịch hạt trâu trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Điều anh có thể xác định là hạt châu này không phải là món đồ tầm thường. Nếu không thì tại sao lại bị xác khô kia ngậm trong miệng, mấu chốt là sau khi anh lấy hạt châu này ra thì xác khô kia lại trực tiếp tan thành bột mịn. Còn có một thứ khác khiến Dương Thanh cảm thấy rất thần kỳ, đó là khi hạt châu ở trong miệng xác khô, nó lại toát ra một luồng hơi thở cuồng bạo, nhưng bây giờ lại không phóng thích ra bất kỳ hơi thở nào, chẳng khác gì một viên dạ minh châu bình thường chẳng lẽ mình phải ngậm hạt châu vào miệng mới có hiệu quả? Vẻ mặt Dương Thanh kỳ lạ nhìn hạt châu lẩm bẩm nói. Nghĩ vậy sau khi rửa sạch hạt châu một lần nữa, anh liền nuốt vào miệng. Vì vậy, ngay cả Phùng Chí Viễn cũng không biết còn có một hang động khác trong mật thất này. Tuy ông ta không biết sự tồn tại của hang động này nhưng ông ta nhất định biết có một báu vật có thể phóng thích khí thế mạnh mẽ giúp ông ta tu luyện dưới mật thất này. Audio điện tử võ tấn bền Dương Thanh được người của Hoàng tộc dẫn đường, nhanh chóng tới trong một căn biệt thự biệt lập. Một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng bước chân mới xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía Dương Thanh. "Chú Viễn." Dương Thanh nhìn thấy đối phương thì chào một tiếng. Tất nhiên người này chính là bố của Mã Siêu, Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào ghế sofa bên cạnh ra hiệu cho Dương Thanh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Tôi gọi cậu tới là có một việc muốn nhờ cậu giúp." Dương Thanh hỏi, "Chú Viễn cứ nói." Phùng Chí Viễn vừa cười vừa nói, lát nữa tới đại lễ sắc phong, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện lớn nên hy vọng đến lúc đó cậu có thể bảo vệ mã siêu giúp tôi. Dạ, Dương Thanh nhíu mày, hơi kinh ngạc. Tất nhiên anh biết rõ sẽ có chuyện lớn xảy ra, chỉ là nghe ý của Phùng Chí Viễn, có lẽ lát nữa chuyện lớn xảy ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mã siêu. Nếu không, sao ông ta có thể bảo anh đi bảo vệ mã siêu? Phùng Chí Viễn mỉm cười nhìn Dương Thanh nói tiếp cậu biết ở trong hoàng tộc họ Phùng có rất nhiều người đều chú ý tới vị trí người kế thừa các thế hệ trong hoàng tộc. Mã siêu sẽ được sắc phong làm người thừa kế của thế hệ này, rất nhiều người đều không muốn nó được thành công. Cho dù thực lực của hoàng tộc họ Phùng rất mạnh nhưng ở trên giang hồ còn có vài tồn tại có thực lực siêu mạnh. Có lẽ cao thủ hoàng tộc họ Phùng sẽ không trực tiếp ra tay với mã siêu nhưng bọn họ có thể mượn tay người khác. Cậu và nó là anh em chí cốt sống chết có nhau, tôi chỉ giao nó cho cậu bảo vệ thì mới có thể yên tâm được. Nghe Phùng Chí Viễn nói vậy, sắc mặt Dương Thanh lập tức trở nên khó coi. Dù sao anh cũng đã từng hứa với Phùng Chí Ngạo sẽ làm chứng mễ tuyết là chị gái của Mã Siêu trong đại lễ sắc phong hôm nay. Nhưng bây giờ, Phùng Chí Ngạo lại muốn anh bảo vệ Mã Siêu. Anh nhất thời không thể nhìn thấu được Phùng Chí Viễn. Dựa theo những gì anh nghe ngóng được trước đó, Phùng Chí Viễn là một người đàn ông lắm mưu nhiều kế. Chuyện Mã Siêu bị vứt bỏ 26 năm trước rất có thể chính là một vở kịch do ông ta tự biên tự diễn, nhưng bây giờ, Phùng Chí Viễn lại muốn Dương Thanh tới bảo vệ Mã Siêu. Trong lòng ông ta, Mã Siêu rốt cuộc là quân cờ hay là con trai? Thấy Dương Thanh không nói lời nào, Phùng Chí Viễn mỉm cười nói, tôi biết cậu rất khó xử, dù sao cậu cũng từng hứa với Phùng Chí Ngạo sẽ giúp anh ta. Nhưng không sao, cậu nên giúp anh ta thế nào, cứ thực hiện theo kế hoạch mà hai người đã thương lượng là được rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể vừa giúp Phùng Chí Ngạo đồng thời bảo vệ tốt Mã Siêu, vậy là đủ rồi. Dương Thanh nghe Phùng Chí Viễn nói vậy cũng kinh ngạc đến ngây người. Anh không ngờ Phùng Chí Viễn cũng biết chuyện anh hứa sẽ giúp đỡ Phùng Chí Ngạo. Có phải anh ta nói với cậu là tôi còn có rất nhiều đứa con khác bên ngoài không? Hay anh ta nói cho cậu biết mã siêu có khả năng không phải là đứa trẻ 26 năm trước bị tráo đổi trong hoàng tộc họ Phùng? Vì đứa con đầu tiên của tôi là con gái, cho nên tôi cố ý vứt bỏ, sau đó tiếp tục sinh con với người phụ nữ khác, cho đến người phụ nữ đó sinh ra con trai, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tôi lại đón đứa con trai đầu tiên về hoàng tộc họ Phùng, sau đó nói đối phương chính là đứa trẻ sinh ra ở trong hoàng tộc họ Phùng 26 năm trước. Phùng Chí Viễn lại nói tiếp. Dương Thanh lập tức choáng váng, đột nhiên không biết phải nói gì. Anh còn tưởng ngoài anh và Phùng Chí Ngạo, còn có Phùng Giai Di thì không có ai biết những lời ông ta đã nói với anh, nhưng không ngờ Phùng Chí Viễn biết hết. Bây giờ, anh thật sự không phân biệt được rốt cuộc ai là người tốt, ai là người xấu hoặc ai mới thật sự là người có thể giúp được anh tôi biết cậu rất tin tưởng vào những lời phùng trí ngạo đã nói nhưng không sao thời gian sẽ chứng minh tất cả phùng trí viễn mỉm cười nói bất kể cậu có tin tôi không tôi đều phải nói cho cậu biết mã siêu thật sự là đứa trẻ đầu tiên của hoàng tộc họ phùng được sinh ra trong thế hệ của nó mặt khác đúng là tôi đã vứt bỏ nó dương thanh kinh ngạc nói cái gì chú viễn thật sự là chú đã vứt bỏ mã siêu ra khỏi hoàng tộc họ Phùng vào 26 năm trước à? Phùng Chí viễn gật đầu, trên mặt không còn thấy nụ cười nữa, trong ánh mắt hồi tưởng hình như còn có chút đau khổ. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nhìn thấy cảm xúc khác ngoài nụ cười mỉm trên mặt Phùng Chí viễn. Nếu lúc đó nó ở lại hoàng tộc họ Phùng sẽ chỉ có một con đường chết. Dù sao nó cũng là con ruột của tôi, sao tôi có thể thật sự nhẫn tâm vứt bỏ nó được? Phùng Chí viễn nhìn về phía Dương Thanh, vẻ mặt phức tạp nói, Tình cảnh của nó hôm nay vô cùng nguy hiểm, cho nên tôi muốn nhờ cậu bảo vệ tốt cho nó. Mặt khác, nếu có thể, chờ sau khi chuyện hôm nay qua đi, tôi hy vọng cậu có thể dẫn nó rời khỏi hoàng tộc họ Phùng. Trước khi thực lực của nó bước vào siêu phàm thất cảnh thì đừng lộ diện nữa, bằng không nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Lần này, gương mặt Phùng Chí Viễn vô cùng nghiêm túc như đang căn dặn chuyện hậu sự của mình. Điều này làm Dương Thanh đột nhiên có một dự cảm xấu, trầm giọng hỏi, "Chú Viễn, rốt cuộc hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, có phải chú có khả năng sẽ chết không? Phùng Chí viễn nhách môi, đi tới bên cạnh Dương Thanh vỗ nhẹ vào vai anh, vừa cười vừa nói, có rất nhiều người muốn tôi chết nhưng người có thể giết chết tôi lại rất ít. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không chết đâu. Dương Thanh cùng xuất hiện với Phùng Chí Viễn nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phùng Chí Ngạo và Phùng dai Di đã đến vị trí gần đài sắc phong nhất bọn họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Thanh đi theo Phùng Chí Viễn tới đây. Bố, sao Dương Thanh lại đi cùng Phùng Chí Viễn? Liệu anh ta có thể bị Phùng Chí Viễn mua chuộc không? Phùng Giai Di nhìn về phía Phùng Chí Ngạo, nhíu mày hỏi. Phùng Chí Ngạo lắc đầu, sắc mặt nặng nề nói, hy vọng không phải vậy. Sau khi Dương Thanh đi theo Phùng Chí Viễn vào chỗ ngồi, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được, trong đầu giường như còn vang vọng những lời ông ta nói với anh. Bây giờ, anh thật sự không nhìn thấu được Phùng Trí Viễn. Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ không tin tưởng ông ta nhưng những lời ông ta nói vừa rồi lại khiến anh không thể không tin. Nếu những lời Phùng Trí Viễn vừa nói đều là lừa anh, vậy chứng tỏ lòng dạ ông ta quá thâm sâu. Phùng Trí Ngạo cũng hơi lo lắng. Ông ta đương nhiên biết rõ sự mạnh mẽ của Dương Thanh. Người còn trẻ như vậy đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, ngay cả ông ta cũng chưa từng nghe qua loại cao thủ có thiên phú võ đạo như vậy. Một khi Dương Thanh và Phùng Chí Viễn liên thủ hợp tác, tình cảnh của ông ta lại càng khó khăn hơn. Bố, con đột nhiên có một dự cảm xấu, luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Phùng Giai Di đột nhiên nhìn về phía Phùng Chí Ngạo nói, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ lo lắng. Trong lòng Phùng Chí Ngạo cũng thấy bất an nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, con đừng suy nghĩ lung tung, cùng lắm là mã siêu thuận lợi trở thành người thừa kế của thế hệ này thôi, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể lớn hơn chuyện này sao? Phùng Giai Di vừa nghe bố nói vậy thì không nói gì nữa, chẳng qua trong lòng càng thấy bất an hơn. Dương Thanh ngồi bên cạnh Phùng Chí Viễn trở đối diện với ánh mắt của Phùng Chí Ngạo, nhìn ra được ý dò hỏi trong ánh mắt đối phương. Dương Thanh khẽ lắc đầu, cho Phùng Chí Ngạo một ánh mắt yên tâm. Cho dù anh không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng biết có lẽ chuyện sắp xảy ra không liên quan tới tranh đấu giữa Phùng Chí Ngạo và Phùng Chí Viễn. Có lẽ chuyện sắp xảy ra là chuyện khác. Phùng Chí Viễn biết rõ, hơn nữa rất có thể là chính ông ta dẫn dắt. Nhưng anh không rõ rốt cuộc là chuyện gì. 8 giờ 55 phút, xung quanh đài sắc phòng đã không còn chỗ trống, chỉ có ngai vàng phía trên còn để không. 8 giờ 59 phút, một ông già tóc bạc chống gậy đột nhiên xuất hiện. Hoàng chủ tới. Có người nói. Mọi người nhất thời đều nhìn về phía đối phương. Đó chính là Phùng hoàng chủ hoàng tộc họ Phùng. Dương Thanh còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi phía sau Phùng hoàng đó chính là mã siêu người anh em tốt của anh. Mã siêu khoác một chiếc áo mãng bảo màu tím vàng, trên người lộ ra sự uy nghiêm của người bề trên. Dương Thanh âm thầm gật đầu. Nếu cậu ấy thật sự bằng lòng trở thành người thừa kế hoàng vị của thế hệ này, tương lai kế thừa hoàng vị cũng có thể là một lựa chọn tốt. Nhưng anh hiểu rõ mã siêu không định ở lại đây. Sở dĩ anh ta phải thừa nhận thân phận người thừa kế của hoàng tộc họ Phùng là vì vợ và con. Phùng Hoàng ngồi ở trên ngai vàng, Người đứng đầu đến từ các nơi và người trong hoàng tộc họ Phùng ngồi xung quanh đài sắc phong đều nhìn về phía người thanh niên trên đài sắc phong kia. Người thừa kế hoàng tộc họ Phùng đời thứ 19, Phùng Siêu lên đài. Đột nhiên, một giọng nói vang dội giống như âm thanh thần thánh đến từ chín tầng trời vọng xuống. Mã Siêu chậm rãi đứng dậy, bước về phía đài sắc phong. Ánh mắt mọi người đều di chuyển theo bóng dáng của Mã Siêu. Chẳng mấy chốc, Mã Siêu đã đứng ở trên đài sắc phong. Lúc này, anh ta dường như chính là một vị đế vương thật sự, trên cơ thể vạm vỡ đột nhiên phát ra khí thế võ đạo thần cảnh đỉnh phong. Cho dù anh ta còn chưa bước vào siêu phàm cảnh nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ, một người từ nhỏ không sống trong hoàng tộc họ Phùng, lấy thân phận một đứa cô nhi, dựa vào thực lực của mình chậm rãi đạt đến cảnh giới thần cảnh đỉnh phong này đã là rất giỏi rồi. Nếu anh ta sống trong hoàng tộc họ Phùng từ nhỏ, tiếp nhận tài nguyên tu luyện tốt nhất của hoàng tộc họ Phùng, sợ rằng đã bước vào siêu phàm cảnh từ lâu. Phùng Siêu là đứa con trai đầu đời thứ 19 của dòng chính hoàng tộc họ Phùng, dựa theo quy định của gia tộc sẽ là người thừa kế hoàng tộc họ Phùng đời thứ 19. Phùng Hoàng chợt nói, đảo mắt nhìn qua mọi người rồi cao giọng hỏi, "Con cháu 18 nhánh hoàng tộc họ Phùng có ai có ý kiến gì không?" "Hoàng chủ, nhánh ba chúng tôi không có ý kiến. Chúc mừng hoàng chủ tìm lại người thừa kế đời thứ 19 đã lạc mất nhiều năm." "Hoàng chủ, nhánh thứ tư không có ý kiến. Chúc mừng hoàng chủ." "Hoàng chủ" nhánh thứ năm không có ý kiến. Nhất thời, 18 nhánh của hoàng tộc họ Phùng, ngoại trừ nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai, chủ 16 nhánh khác đều liên tục nói. Phùng Chí Ngạo là chủ nhánh thứ nhất, Phùng Chí Viễn là chủ nhánh thứ hai. Lúc này, mọi người đều tập trung nhìn về phía hai người này. Phùng Chí Viễn cuối cùng đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Phùng Hoàng nói, Phùng Siêu là đứa con trai của tôi bị thất lạc năm đó. Tôi vô cùng vui mừng khi có thể tìm lại nó. Bây giờ nó còn được sắc phong làm người thừa kế đời thứ 19, nhánh thứ hai chúng tôi tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Phùng Hoàng khẽ gật đầu lại nhìn sang Phùng Trí Ngạo. Trên gương mặt Phùng Trí Ngạo có vẻ do dự. Năm đó Mã Siêu mới sinh ra đã không thấy đâu, vốn mọi người nghi ngờ chuyện này là do ông ta làm. Bây giờ, nếu ông ta đưa ra ý kiến phản đối Mã Siêu trở thành người thừa kế đời thứ 19, sợ rằng người hoàng tộc họ Phùng sẽ càng nghi ngờ ông ta hơn. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ông ta, một khi mất đi cơ hội này, Mã Siêu sẽ thật sự trở thành người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng. Tôi không đồng ý. Sau khi im lặng rất lâu, Phùng Chí ngạo trần nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Phùng Hoàng thờ ơ nhìn về phía Phùng Chí ngạo, cao giọng hỏi, vì sao? Bởi vì chỉ có vậy, cậu ta mới có thời gian sinh ra một đứa bé trai, đợi đến lúc thời cơ chín ngồi lại dẫn đứa bé trai đó về hoàng tộc họ Phùng, sau đó nói cho mọi người biết đứa bé trai này chính là đứa trẻ vừa sinh đã mất tích ở hoàng tộc họ Phùng 26 năm trước. Lời này vừa nói ra, mọi người càng khiếp sợ hơn. Rất nhiều người đều tin những lời Phùng Trí Ngạo vừa nói. Bởi vì khả năng này đúng là có thể tồn tại, hơn nữa còn rất lớn. Ngay cả Phùng Hoàng cũng nhíu mày, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi, con có chứng cứ không? Phùng Trí Ngạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Thanh nói, cậu Thanh, cậu tới nói cho mọi người biết, có phải Mã Siêu có một người chị. Ngay sau đó, một lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào bỗng xuất hiện ở hoàng tộc họ Phùng. Gần như cùng lúc đó, Dương Thanh cũng xuất hiện trên đài sắc phong, tuy anh không biết lão già này là ai, nhưng anh đã cảm nhận được khí thế rất mạnh từ lão ta. Trước đó Phùng Chí Viễn đã nhờ anh đồng ý bảo vệ Mã Siêu. Dương Thanh có linh cảm, mối nguy hiểm của Mã Siêu sẽ đến từ lão già này. Ông là ai? phùng hoàng đang ngồi trên ngai vàng nhìn lão già lạnh lùng hỏi ngay cả phùng hoàng cũng cảm nhận được khí thế ngang ngửa với mình từ phía đối phương hay nói cách khác thực lực của đối phương cũng đạt đến siêu phàm bát cảnh rồi đến giờ người của hoàng tộc họ phùng mới hoàn hồn ai cũng nhìn lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào kia bằng ánh mắt kinh hãi lão già tóc bạc không quan tâm đến phùng hoàng bỗng nhìn mã siêu bằng ánh mắt sắc bén vào giây phút này mã siêu chỉ thấy người lạnh toát như rơi xuống hố băng anh ta có thể cảm nhận được đối phương đến vì mình mã siêu hỏi anh thanh ông ta là ai thế lão già tóc bạc vừa xuất hiện dương thanh đã đi tới bên cạnh anh ta anh ta đoán chắc dương thanh biết gì đó dương thanh nghiêm nghị nói tôi cũng không biết nhưng có thể khẳng định đối phương nhắm vào cậu bố cậu đã nhờ tôi bảo vệ cậu mã siêu ngơ ngác vô thức nhìn về phía phùng trí viễn nhưng khi quay sang anh ta mới phát hiện phùng trí viễn đang ngồi đó đã biến mất rồi Dương Thanh cũng nhìn sang, khi thấy Phùng Chí Viễn không còn ở đó nữa, anh không khỏi nhíu mày. Tuy anh tin Phùng Chí Viễn nhưng cũng không tin hẳn, đến giờ ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc Phùng Chí Viễn là người thế nào. Bây giờ, Phùng Chí Viễn bỗng dưng biến mất, chuyện này khiến anh thấy bất an. Lúc này, lão già tóc bạc kia đã phóng khí thế ra, sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy Mã Siêu. Cậu hãy tìm cơ hội rời khỏi hoàng tộc họ Phùng. Dương Thanh hơi nhích chân, chắn trước Mã Siêu, nghiêm nghị nói. Mã Siêu không trả lời, nhưng vẻ kiên định trong mắt đã cho thấy thái độ lúc này của anh ta. Anh ta có thể cảm nhận được sát khí của lão già tóc bạc kia với mình, cũng hiểu sự mạnh mẽ của đối phương, nếu anh ta đi, Dương Thanh sẽ đối phó kiểu gì chứ? Giết! Lão già tóc bạc lạnh lùng nói, ngay sau đó bỗng biến mất tâm. Khí thế của Dương Thanh lập tức chạm đến đỉnh điểm, Phép hô hấp tầng 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh và huyết mạch cuồng hóa đã nâng thực lực siêu phàm ngũ cảnh của anh lên siêu phàm thất cảnh trong nháy mắt. Anh giơ tay đánh một đòn vào khoảng không, không hề do dự. Dầm, Ngay sau đó, một tiếng động lớn bỗng vang lên, tay lão già tóc bạc và nắm đấm của Dương Thanh va vào nhau. Dương Thanh chỉ cảm thấy tay mình như sắp gãy đến nơi, sức mạnh đáng sợ bắt đầu lan từ nắm đấm của anh ra khắp người. Họng Dương Thanh ngòn ngọt, ngọt, không sao kìm nổi nữa, anh hộc máu cơ thể bay ra xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống đất như vừa bị xe tông. Anh Thanh, lúc này mã siêu mới hoàn hồn, lập tức hét lớn rồi lao tới chỗ Dương Thanh. Ừm, lão già tóc bạc có vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, chàng trai, cậu là ai? Lão ta đã gặp quá nhiều thiên tài võ thuật, nhưng chưa từng thấy ai còn trẻ mà đã nắm giữ thực lực siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí phát huy được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh như Dương Thanh ngay cả gia tộc cổ võ cũng không có cao thủ trẻ nào sở hữu thiên phú võ thuật xuất chúng như thế. Quá trình lão già tóc bạc ra tay, Dương Thanh chủ động tấn công rồi bị đánh bay chỉ diễn ra trong chấp nhoáng, đến giờ người của hoàng tộc họ Phùng mới hoàn hồn. Trong mắt Phùng Hoàng đang ngồi trên ngai vàng cũng có vẻ khiếp sợ, lão ta không ngờ bạn của Mã Siêu lại mạnh đến thế. Lúc này, Dương Thanh đã được Mã Siêu đỡ dậy, ở khóe miệng vẫn còn vết máu. Anh nhìn chằm chằm vào lão già tóc bạc bằng đôi mắt sắc bén, trong mắt có vẻ điên cuồng. Anh nghiến răng nghiến lợi, xem ra ông cũng biết tôi có lai lịch không tầm thường, ông chưa đủ tư cách biết tôi là ai đâu, nhưng tôi có thể nói cho ông biết, nếu trêu vào tôi, chắc chắn ông sẽ hối hận. Bây giờ, tôi sẽ dẫn anh em của tôi đi, về phần ông có ân oán gì với hoàng tộc họ Phùng, đó là chuyện giữa các người, không liên quan gì tới chúng tôi hết. Anh nói rồi bảo Mã Siêu, chúng ta đi thôi. Trong tình huống này, anh chỉ có thể dùng thân phận có lẽ sẽ ghê gớm của mình để lừa lão già tóc bạc. Tuy bây giờ anh rất mạnh, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi, khi ở trước mặt cao thủ siêu phàm bắt cảnh, anh hoàn toàn không có sức phản kháng. Hồi nãy đỡ được một đòn của lão già tóc bạc đã là cực hạn của anh rồi, nếu đối phương tung thêm chiêu nữa, rất có thể anh sẽ chết ngay. Vâng, đương nhiên Dương Thanh hiểu, Mã Siêu cố tình nói thế để rũ bỏ quan hệ giữa hai người. Lão già tóc bạc nhìn về phía Mã Siêu, lạnh lùng nói, tôi cho cậu cơ hội để trăng chối, sau đó tôi sẽ tiến cậu lên đường. Dương Thanh chắn trước mã siêu, chăm chú nhìn lão già tóc bạc, kiên định nói, nếu muốn giết cậu ấy, trừ khi ông bước qua xác tôi. Lúc này, tại một vị trí gần đài sắc phong, Phùng Giai Di nhìn sang Phùng Trí Ngạo, hạ giọng hỏi. Sắc mặt Phùng Trí Ngạo cũng hết sức nặng nề, ông ta đáp, Bách Lý Thu Nguyệt là vợ của Phùng Trí Viễn, đồng thời là mẹ đẻ của Mã Siêu. 26 năm trước, ngay khi vừa mới ra đời, Mã Siêu đã mất tích khỏi hoàng tộc họ Phùng, vào ngay lúc này, Bách Lý Thu Nguyệt cũng biến mất. Không ai biết bà ta đi đâu, rất nhiều người đều cho rằng Mã Siêu đã bị Bách Lý Thu Nguyệt mang đi. Phùng Giai Di đã dại mặt ra, lẩm bẩm tự hỏi, vậy là, Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, một trong các gia tộc cổ võ. Nhưng nếu là như vậy, lão già Bách Lý Yến này vì sao phải giết Mã Siêu? Phùng Chí ngạo nghiêm nghị nói, nghe đồn, các gia tộc cổ võ cực kỳ chú ý sự thuần khiết trong huyết mạch, dòng chính của gia tộc tuyệt đối không được kết hôn với người không thuộc gia tộc cổ võ. Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, lại có con với Phùng Trí Viễn, đối với gia tộc Bách Lý, sự tồn tại của Mã Siêu đã làm bẩn sự thuần khiết của huyết mạch gia tộc Bách Lý. Chấm, mãi đến gần đây, sau khi hoàng tộc họ Phùng tuyên bố đã tìm được người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc từng mất tích 26 năm trước, gia tộc Bách Lý mới biết, 26 năm trước, Bách Lý Thu Nguyệt từng có con với một người không thuộc gia tộc cổ võ. Phùng Giai Di kinh ngạc nói, vậy chẳng phải Mã Siêu chính là đứa trẻ đã mất tích ở hoàng tộc ta từ 26 năm trước. Mã Siêu bị Phùng Chí Viễn mang về gia tộc, ông ta không thể không biết một khi Mã Siêu xuất hiện chắc chắn sẽ khiến gia tộc Bách Lý cử cao thủ đến xử lý, nhưng ông ta vẫn làm như vậy, rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Phùng Chí Ngạo dĩ nhiên cũng hiểu được điều này, có điều, ngay cả ông ta cũng không hiểu được mục đích của Phùng Chí Viễn là gì. Ông ta lắc đầu, trầm giọng bảo, tuy không biết Phùng Chí Viễn muốn làm gì nhưng bố có thể chắc chắn một điều, cậu ta đã vẽ nên một kế hoạch cực lớn, kế hoạch này chính là lợi dụng mã siêu, dẫn dụ người của gia tộc Bách Lý tới đây. Kế hoạch này quả thực vô cùng nguy hiểm với hoàng tộc họ Phùng ta. Về phần Phùng Chí Viễn, ông ta đã sớm biến mất khỏi hội trường. Lúc này, Bách Lý Yến lạnh lẽo nhìn thẳng vào Phùng Hoàng, nói, ông đã biết tôi là ai, cũng đã biết tôi và Bách Lý Thu Nguyệt có quan hệ thế nào, vậy hẳn ông cũng nên hiểu, ngày hôm nay tôi tới đây với mục đích gì. Tôi không có ý định nhằm vào hoàng tộc họ Phùng mà chỉ muốn xử lý chút huyết mạch không thuần khiết của gia tộc Bách Lý mà thôi. Phùng Hoàng không lên tiếng, không biết lão ta đang nghĩ gì, sắc mặt lộ vẻ phân vân khó xử. Dương Thanh trước sau vẫn đứng bên cạnh Mã Siêu, anh đã bị thương nhưng vẫn che chắn trước mặt Mã Siêu, dù phải chết, anh cũng muốn chết trước Mã Siêu. Mã Siêu đã cực kỳ giận dữ, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Yến, thì ra người này tới đây là để giết mình. Nhưng những điều này không phải thứ anh ta quan tâm, điều làm anh ta quan tâm là, người phụ nữ tên Bách Lý Thu Nguyệt kia rốt cuộc có quan hệ gì với mình. Trước đây, khi bị Phùng Chí Viễn giam cầm, ông ta từng nói, mẹ của anh ta tên là Bách Lý Thu Nguyệt. Xanh con, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ánh mắt Bách Lý Yến lại rơi vào người Dương Thanh, giọng điệu lạnh lẽo như băng. Đôi mắt Dương Thanh đã đỏ lên như máu, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Yến, nghiến răng đáp, tôi cũng nói với ông một lần cuối cùng, Mã Siêu là anh em của tôi, bất kể kẻ nào muốn giết cậu ấy thì phải đạp lên thi thể tôi trước. Hừ, danh con không biết tự lượng sức, Bách Lý Yến lạnh lùng bảo, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. Dứt lời, hơi thở võ thuật của cao thủ siêu phàm bát cảnh lập tức bùng nổ từ trên người lão ta, nháy mắt đã tập trung về phía Dương Thanh. Giây phút này, Dương Thanh chợt cảm thấy lạnh buốt tới tận xương, như bị cái chết nhìn chòng chọc vào người, anh cảm giác, chỉ cần Bách Lý Yến nảy sinh một ý tưởng trong đầu thôi là mình đã bị giết chết. Anh Thanh, mã siêu kích động hét lớn, kiếp sau em vẫn muốn làm anh em với anh. Bách Lý Yến hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc đã tung ra một quyền. Quỳnh, hai chiêu công kích vô cùng khủng bố va chạm vào nhau, hệt như một vụ nổ hạt nhân. Từng luồng hơi thở võ thuật khủng bố lan ra bốn phương tám hướng như sóng âm, cuốn đi tất cả thân thể Dương Thanh bay ngược ra sau như diều đứt dây. Mã siêu tận mắt thấy Dương Thanh bay ra ngoài, nhất thời ngớ người. Lần này, Dương Thanh bị thương còn nặng hơn. Bởi vì Bách Lý Yến vốn là cao thủ siêu phàm bắt cảnh. Dù có bộc phát toàn bộ sức mạnh, Dương Thanh cũng khó có thể bùng nổ thực lực tương đương với siêu phàm thất cảnh. Dương Thanh hoàn toàn không thể chống đỡ trước mặt Bách Lý Yến. Anh Thanh, mã siêu hét lớn, vẻ mặt giận dữ nhìn Dương Thanh ngã trên mặt đất không dậy nổi đồ vô lại. Ông đáng chết, hai con người đỏ như máu của Mã má Siêu đột nhiên nhìn Bách Lý Yến, chỉ thấy trên mặt anh ta xuất hiện từng đường hoa văn kỳ lạ. Anh ta vốn chỉ là thực lực thần cảnh đỉnh phong, thế mà lúc này cảnh giới võ thuật đột nhiên bộc phát. Chấm, siêu phàm nhất cảnh, siêu phàm nhị cảnh, siêu phàm tam cảnh, khí tức võ thuật trên người Mã Siêu lập tức tăng vọt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã từ cao thủ thần cảnh đỉnh trở thành cao thủ siêu phàm tam cảnh hàng thật giá thật. Điều khiến người khác kinh ngạc tổ độ chính là những đường hoa văn trông vô cùng dữ tợn đang che kín mặt anh ta kia. Tôi muốn ông chết, mã siêu gầm lên, bóng dáng của anh ta lập tức biến mất tại chỗ, dây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Bách Lý Yến, giơ tay đánh ra một đòn. Oanh, Bách Lý Yến giơ tay đánh lại đòn tấn công của mã siêu khiến cơ thể mã siêu bay thẳng ra ngoài. Tuy mã siêu mạnh mẽ đột phá cảnh giới, hơn nữa còn là đột phá lên siêu phàm tam cảnh, nhưng Bách Lý Yến lại là cao thủ siêu phàm bát cảnh, hai người bọn họ tranh lệch một trời một vực, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Nhưng lần này, Bách Lý Yến không vội ra tay với Mã Siêu, mà vẻ mặt lão ta ngập tràn kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu. Sao có thể có chuyện đó? Vẻ mặt lão ta khó tin nói. Đột nhiên, lão ta nghĩ ra điều gì đó, sừng sốt nói, chính là Bách Lý Thu Nguyệt đã truyền máu tổ lên người cậu, Phùng Hoàng nghe vậy cũng xứng sờ, là máu tổ của gia tộc Bách Lý. Máu tổ của gia tộc Bách Lý là huyết mạch gần gũi nhất với tổ tiên của gia tộc Bách Lý. Trong toàn bộ gia tộc Bách Lý, gần trăm năm nay, chỉ có Bách Lý Thu Nguyệt là có máu tổ. Chính vì vậy, Bách Lý Thu Nguyệt được khen là thiên tài võ thuật đứng đầu gia tộc Bách Lý. Gia tộc Bách Lý cũng rất coi trọng Bách Lý Thu Nguyệt, thậm chí còn bồi dưỡng bách lý thu nguyệt như chủ gia tộc bách lý trong tương lai nhưng không ai ngờ một lần bách lý thu nguyệt xuất thế lại yêu đương với một người đàn ông bên ngoài hơn nữa còn sinh ra được một đứa con trai bây giờ bách lý yến lại phát hiện trên người mã siêu có máu tổ của gia tộc bách lý có thể tưởng tượng được lão ta kinh ngạc đến cỡ nào phùng hoàng đã ra mặt dương thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm anh trực tiếp ngồi khoanh chân vận hành phép hô hấp tầng thứ sáu của đại đạo thiên diễn kinh trong nháy mắt dương thanh đã tiến vào trạng thái tu luyện đam mỹ hài phép hô hấp tầng thứ sáu của đại đạo thiên diễn kinh vốn dĩ đã có tác dụng trị thương bây giờ dương thanh lại uống thêm đan dược trị thương của phùng hoàng nữa vì thế thương thế của anh lập tức ổn định phùng hoàng nhìn dương thanh thật sâu sau đó nhìn bách lý yến nói ông nên hiểu rõ có tôi ở đây ông không thể dẫn cháu nội tôi đi được bách lý yến lạnh giọng nói nói như vậy là ông định đối nghịch với gia tộc bách lý phùng hoàng cau mày tôi chưa bao giờ nói muốn đối nghịch với gia tộc Bách Lý. Nếu ông muốn nói vậy thì tùy ông, Mã Siêu là cháu nội của tôi, cũng là người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng, ai cũng đừng hòng dẫn nó đi khỏi đây. Trong lúc nói chuyện một luồng hơi thở võ thuật như ẩn như hiện tản mát ra từ trên người Phùng Hoàng. Hơi thở võ thuật trên người Bách Lý Yến cũng phóng thích ra va chạm với hơi thở võ thuật của Phùng Hoàng. Cả hai đều không ra tay, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy hai luồng khí thế võ thuật đáng sợ, ép bọn họ không dám thở mạnh. Bách Lý Yến nhìn chằm chặp Phùng Hoàng nói, nếu hôm nay tôi nhất định phải dẫn cậu ta đi thì sao? Lúc đầu, lão ta đến để giết Mã Siêu, nhưng bây giờ, sau khi phát hiện ra Mã Siêu có máu tổ của gia tộc Bách Lý, lão ta liền thay đổi ý định. Nếu có thể chóc lấy máu tổ của gia tộc Bách Lý từ trong cơ thể Mã Siêu ra, vậy thì gia tộc Bách Lý sẽ có thể bồi dưỡng được một thiên tài võ học mang trong mình dòng máu của gia tộc Bách Lý thật sự. Chấm, tuy đã phát hiện trong người Mã Siêu tồn tại máu tổ của gia tộc Bách Lý nhưng Bách Lý Yến vẫn xem thường Mã Siêu. Bởi vì trong mắt của người gia tộc cổ võ, bọn họ mới là người được chọn, còn người bên ngoài đều là những người hạ đẳng, hoàn toàn không có tư cách mang trong mình dòng máu của gia tộc Bách Lý. Nhất thời sắc mặt Phùng Hoàng trở nên lạnh lẽo, một luồng khí thế võ thuật mạnh mẽ hơn bùng nổ trên người lão ta, đồng thời lạnh giọng quát, thật ra tôi cũng muốn xem thử ai dám làm gì cháu nội tôi. Hai người đối đầu nhau, ai cũng không ra tay trước nhưng cả hai đều cảm nhận được luồng áp lực mạnh mẽ không gì sánh được trên người đối phương. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời nhà họ phùng, mây đen đột nhiên kéo đến, sấm chấp ầm ầm một luồng sấm sét khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Oanh răng rắc, một tia sét từ trên trời đánh xuống, đánh thẳng lên nóc một tòa nhà, khiến tòa nhà kia sụp đổ trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến mọi người ngây ra như phỗng. Ngay cả ánh mắt của Phùng Hoàng và Bách Lý Yến cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ từ trong đám mây đen kia. Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, thì trên người Dương Thanh đang ngồi xếp bằng dần dần tản mát ra một luồng hơi thở võ thuật như ẩn như hiện. Trên đỉnh đầu Dương Thanh răng kín mây đen đáng sợ, mà trong đám mây đen kia không ngừng lóe lên sấm chớp. Là cậu, Bách Lý Yến bỗng nhìn Dương Thanh, vẻ mặt khiếp sợ. Với thân phận là cao thủ siêu phàm bát cảnh đương nhiên lão ta biết rõ sấm sét trên trời có nghĩa là gì. Đây là hiện tượng lạ chỉ xuất hiện khi cao thủ đỉnh cao sắp đột phá cảnh giới võ thuật. Cảm nhận được hơi thở võ thuật tăng vùn vụt trên người Dương Thanh, trên mặt Bách Lý Yến ngập tràn khiếp sợ. Dương Thanh đang nắm giữ cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh nhưng lại có thực lực ngang hàng với siêu phàm thất cảnh. Nếu bây giờ thực lực của Dương Thanh lại đột phá nữa, sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh vậy thì cậu ta sẽ bộc phát sức chiến đấu mạnh cỡ nào? Sẽ vượt qua siêu phàm thất cảnh, đạt đến trình độ siêu phàm bát cảnh sao? Từ biểu hiện vừa rồi của Dương Thanh, không khó để nhận ra tình cảm anh em của Dương Thanh và Mã Siêu. Nếu lão ta thật sự dẫn Mã Siêu đi, dù Phùng Hoàng và Dương Thanh không cản được nhưng Dương Thanh nhất định sẽ đến gia tộc Bách Lý. Một khi làm lớn chuyện khiến thế lực sau lưng Dương Thanh chú ý, dù là gia tộc Bách Lý cũng chịu không nổi lửa giận của thế lực sau lưng Dương Thanh, trừ khi lão ta có thể giết sạch tất cả những người có mặt ở đây nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên bỗng nhiên vang vọng khắp gia tộc họ phùng mọi người đều đồng loạt nhìn về chủ nhân của giọng nói kia chỉ thấy một bóng người trung niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người phùng trí viễn có người ngạc nhiên thốt lên ngay khi bách lý yến vừa xuất hiện phùng trí viễn đã biến mất thậm chí nhiều người còn không biết phùng trí viễn vừa rồi đã không có mặt ở đây phùng hoàng cau mày lạnh giọng quát, lui ra. Phùng Chí Viễn không hề lùi bước, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Bách Lý Yến, nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Lý Yến cuối cùng chúng ta lại gặp mặt rồi. Trong mắt ông ta ngập tràn sát khí mãnh liệt. Bách Lý Yến nhíu mày, lạnh giọng nói, cậu là ai? Phùng Chí Viễn gần giọng nói, tôi là Phùng Chí Viễn chồng của Bách Lý Thu Nguyệt. Bạc Lý Yến cười khinh khỉnh, năm đó nếu không có cô chủ, cậu nghĩ cậu có thể sống được tới ngày hôm nay sao? Sao nào, cậu muốn giết tôi. Trong ánh mắt lão ta tràn đầy khinh thường. Dù hoàng tộc họ Phùng là một trong hai gia tộc cổ lớn nhưng trong mắt Bách Lý Yến, hoàng tộc họ Phùng là gia tộc cấp thấp không có tư cách so sánh với gia tộc Bách Lý. Thêm chốt là, Phùng Hoàng người có thực lực mạnh nhất của hoàng tộc họ Phùng cũng chỉ là cao thủ siêu phàm bát cảnh trong khi ở gia tộc Bách Lý người có thực lực mạnh nhất đã bước vào siêu phàm cửu cảnh. Là cao thủ võ thuật đứng trên đỉnh thế giới thật sự. Hai mắt Phùng Chí Viễn Đảo ngầu nhìn chằm chằm Bách Lý Yến nói, vì một ngày này mà tôi đã đợi dòng dã 26 năm, ông thật sự nghĩ hôm nay ông có thể sống sót rời khỏi nơi này sao? Phùng Hoàng cả giận nói, lui ra. Khó khăn lắm mới khiến Bách Lý Yến chuẩn bị rời đi, thế mà lúc này Phùng Chí Viễn lại nhảy ra gây chuyện. Một khi cao thủ cấp bậc kiểu Bách Lý Yến ra tay với hoàng tộc họ Phùng, ngoài Phùng Hoàng gia, thì trong hoàng tộc họ Phùng này không còn ai là đối thủ của lão ta cả. Mà hành động của Phùng Trí Viễn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phùng Chí Ngạo cũng vội vàng đứng lên, trầm giọng nói, chú hai, nghe lời phụ hoàng, lùi xuống trước đi. Phùng Chí Ngạo vốn luôn thù ghét Phùng Chí Viễn rốt cuộc lúc này cũng đã hiểu ra nhiều điều. Phùng Chí Viễn không hề muốn tranh giành quyền lực với ông ta, mà mọi chuyện ông ta làm chỉ vì muốn đối phó Bách Lý Yến. Sau khi biết điều này, ông ta cũng bớt căm ghét Phùng Chí Viễn hơn. Bách Lý Yến nhìn chằm chằm Phùng Chí Viễn, lạnh lùng nói, Bách Lý Yến tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dựa vào cậu cũng muốn cản tôi sao? Bách Lý Yến nói xong, một luồng áp lực võ thuật đáng sợ toát ra từ người lão ta, trực tiếp khóa chặt Phùng Chí Viễn. Hai mắt Phùng Chí Viễn đỏ ngầu, khí thế võ thuật trên người đột nhiên tăng vọt. Siêu phàm thất cảnh. Khi mọi người cảm nhận được khí thế võ thuật bùng phát trên người Phùng Chí Viễn, tất cả đều sững sờ. Phùng Chí Ngạo cũng ngây người, chú đột phá rồi. Từ nhỏ tới lớn võ công của Phùng Chí Ngạo luôn cao hơn Phùng Chí Viễn. Nhưng mà bây giờ Phùng Chí Viễn lại đột phá siêu phàm thất cảnh. Mà Phùng Chí ngạo lại cảm nhận được luồng áp lực mạnh mẽ từ trên người Phùng Chí Viễn chứng tỏ Phùng Chí Viễn đã đột phá siêu phàm thất cảnh từ lâu rồi. 26 năm nay không ai biết tôi đã vượt qua như thế nào. Càng không ai biết tôi đã trả giá đắt cỡ nào để bày ra kế hoạch ngày hôm nay. Hôm nay, tôi sẽ dùng máu tươi của ông ta để báo thù rửa hận cho vợ tôi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Mã Siêu đang được Phùng Hoàng bảo vệ sau lưng dại ra. Mã Siêu đã biết mình là đứa bé bị hoàng tộc họ Phùng vứt bỏ 26 năm trước và anh ta chính là con trai của Bách Lý Thu Nguyệt và Phùng Trí Viễn. Nhưng lúc nãy Phùng Chí Viễn lại nói Bách Lý Thu Nguyệt đã bị Bách Lý Yến giết chết vào 26 năm trước rồi. Phùng Giai Di đã dại mặt ra, lẩm bẩm tự hỏi, vậy là, Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, một trong các gia tộc cổ võ. Nhưng nếu là như vậy, lão già Bách Lý Yến này vì sao phải giết Mã Siêu. Phùng Chí ngạo nghiêm nghị nói, nghe đồn, các gia tộc cổ võ cực kỳ chú ý sự thuần khiết trong huyết mạch, dòng chính của gia tộc tuyệt đối không được kết hôn với người không thuộc gia tộc cổ võ. Bách Lý Thu Nguyệt là người của gia tộc Bách Lý, lại có con với Phùng Chí Viễn, đối với gia tộc Bách Lý, sự tồn tại của Mã Siêu đã làm bẩn sự thuần khiết của huyết mạch gia tộc Bách Lý. Mãi đến gần đây, sau khi hoàng tộc họ Phùng tuyên bố đã tìm được người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc từng mất tích 26 năm trước, gia tộc Bách Lý mới biết, 26 năm trước, Bách Lý Thu Nguyệt từng có con với một người không thuộc gia tộc cổ võ. Phùng Gia Di Kinh ngạc nói, vậy chẳng phải Mã Siêu chính là đứa trẻ đã mất tích ở hoàng tộc ta từ 26 năm trước. Mã Siêu bị Phùng Trí Viễn mang về gia tộc, ông ta không thể không biết một khi Mã Siêu xuất hiện chắc chắn sẽ khiến gia tộc Bách Lý cử cao thủ đến xử lý, nhưng ông ta vẫn làm như vậy, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Phùng Chí ngạo dĩ nhiên cũng hiểu được điều này, có điều, ngay cả ông ta cũng không hiểu được mục đích của Phùng Chí Viễn là gì. Ông ta lắc đầu, trầm giọng bảo, tuy không biết Phùng Chí Viễn muốn làm gì nhưng bố có thể chắc chắn một điều, cậu ta đã vẽ nên một kế hoạch cực lớn, kế hoạch này chính là lợi dụng mã siêu, dẫn dụ người của gia tộc Bách Lý tới đây. Kế hoạch này quả thực vô cùng nguy hiểm với hoàng tộc họ Phùng ta. Về phần Phùng Chí Viễn, ông ta đã sớm biến mất khỏi hội trường lúc này bách lý yến lạnh lẽo nhìn thẳng vào phùng hoàng nói ông đã biết tôi là ai cũng đã biết tôi và bách lý thu nguyệt có quan hệ thế nào vậy hẳn ông cũng nên hiểu ngày hôm nay tôi tới đây với mục đích gì tôi không có ý định nhằm vào hoàng tộc họ phùng mà chỉ muốn xử lý chút huyết mạch không thuần khiết của gia tộc bách lý mà thôi phùng hoàng không lên tiếng không biết lão ta đang nghĩ gì sắc mặt lộ vẻ phân vân khó xử dương thanh trước sau vẫn đứng bên cạnh mã siêu anh đã bị thương nhưng vẫn che chắn trước mặt Mã Siêu, dù phải chết, anh cũng muốn chết trước Mã Siêu. Mã Siêu đã cực kỳ giận dữ, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Yến, thì ra người này tới đây là để giết mình. Nhưng những điều này không phải thứ anh ta quan tâm, điều làm anh ta quan tâm là, người phụ nữ tên Bách Lý Thu Nguyệt kia rốt cuộc có quan hệ gì với mình. Trước đây, khi bị Phùng Chí Viễn giam cầm, ông ta từng nói, mẹ của anh ta tên là Bách Lý Thu Nguyệt. Danh con, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ánh mắt Bách Lý Yến lại rơi vào người Dương Thanh, giọng điệu lạnh lẽo như băng. Đôi mắt Dương Thanh đã đỏ lên như máu, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Yến, nghiến răng đáp, tôi cũng nói với ông một lần cuối cùng, Mã Siêu là anh em của tôi, bất kể kẻ nào muốn giết cậu ấy thì phải đạp lên thi thể tôi trước. Hừ, danh con không biết tự lượng sức. Bách Lý Yến lạnh lùng bảo, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ giúp cậu tỏa nguyện. Dứt lời, hơi thở võ thuật của cao thủ siêu phàm bát cảnh lập tức bùng nổ từ trên người lão ta, nháy mắt đã tập trung về phía Dương Thanh. Giây phút này, Dương Thanh chợt cảm thấy lạnh buốt tới tận xương, như bị cái chết nhìn chòng chọc vào người, anh cảm giác chỉ cần Bách Lý Yến nảy sinh một ý tưởng trong đầu thôi là mình đã bị giết chết. Anh Thanh, mã siêu kích động hét lớn, kiếp sau em vẫn muốn làm anh em với anh. Vừa dứt lời, anh ta đã lướt qua Dương Thanh, lao về phía Bách Lý Yến, tôi liều mạng với ông lần này dương thanh không ngăn cản anh ta vì chính anh cũng biết rõ nếu phùng hoàng không ra tay anh và mã siêu đều sẽ chết dưới tay bách lý yến anh không nói một lời ngay lúc mã siêu xông lên thân thể anh cũng di động tích tắc tiếp theo anh đã vượt qua mã siêu vọt thẳng tới trước mặt bách lý yến lúc này huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể anh đã bùng nổ trong nháy mắt tầng thứ sáu trong phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh cũng được vận hành đến cực hạn một hơi thở võ thuật cuồng bạo bùng nổ từ trên người anh hội tụ cả lên nắm tay phải đây là một chiêu tích lũy toàn bộ sức mạnh của anh nói cách khác đây chính là một đòn dùng hết sức bình sinh của anh rồi giết dương thanh giết lên giận dữ quyền phải hung hăng nện xuống bách lý yến ánh mắt bách lý yến thoáng ngưng động lại lão ta vừa cảm thụ được hơi thở cuồng bạo trên người dương thanh sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc cút bách lý yến hét lớn một tiếng trong khoảnh khắc đã tung ra một quyền uyên hai chiêu công kích vô cùng khủng bố va chạm vào nhau, hệt như một vụ nổ hạt nhân. Từng luồng hơi thở võ thuật khủng bố lan ra bốn phương tám hướng như sóng âm, cuốn đi tất cả. Thân thể Dương Thanh bay ngược ra sau như diều đứt dây. Mã siêu tận mắt thấy Dương Thanh bay ra ngoài, nhất thời ngớ người. Lần này, Dương Thanh bị thương còn nặng hơn. Bởi vì Bách Lý Yến vốn là cao thủ siêu phàm bắt cảnh. Dù có bộc phát toàn bộ sức mạnh, dương thanh cũng khó có thể bùng nổ thực lực tương đương với siêu phàm thất cảnh khí tức võ thuật trên người mã siêu lập tức tăng vọt chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh ta đã từ cao thủ thần cảnh đỉnh trở thành cao thủ siêu phàm tam cảnh hàng thật giá thật điều khiến người khác kinh ngạc tột độ chính là những đường hoa văn trông vô cùng dữ tợn đang che kín mặt anh ta kia tôi muốn ông chết mã siêu gầm lên bóng dáng của anh ta lập tức biến mất tại chỗ giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt bách lý yến giơ tay đánh ra một đòn oanh Bách Lý Yến giơ tay đánh lại đòn tấn công của Mã Siêu khiến cơ thể Mã Siêu bay thẳng ra ngoài. Tuy Mã Siêu mạnh mẽ đột phá cảnh giới, hơn nữa còn là đột phá lên siêu phàm tam cảnh, nhưng Bách Lý Yến lại là cao thủ siêu phàm bát cảnh, hai người bọn họ chênh lệch một trời một vực, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Nhưng lần này, Bách Lý Yến không vội ra tay với Mã Siêu, mà vẻ mặt lão ta ngập tràn kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu. Sao có thể có chuyện đó? Vẻ mặt lão ta khó tin nói. Đột nhiên, lão ta nghĩ ra điều gì đó, sừng suốt nói, chính là Bách Lý Thu Nguyệt đã truyền máu tổ lên người cậu. Phùng Hoàng nghe vậy cũng sững sờ, là máu tổ của gia tộc Bách Lý. Máu tổ của gia tộc Bách Lý là huyết mạch gần gũi nhất với tổ tiên của gia tộc Bách Lý. Trong toàn bộ gia tộc Bách Lý, gần trăm năm nay, chỉ có Bách Lý Thu Nguyệt là có máu tổ. Chính vì vậy, Bách Lý Thu Nguyệt được khen là thiên tài võ thuật đứng đầu gia tộc Bách Lý. Gia tộc Bách Lý cũng rất coi trọng Bách Lý Thu Nguyệt, thậm chí còn bồi dưỡng Bách Lý Thu Nguyệt như chủ gia tộc Bách Lý trong tương lai nhưng không ai ngờ một lần Bách Lý Thu Nguyệt xuất thế lại yêu đương với một người đàn ông bên ngoài, hơn nữa còn sinh ra được một đứa con trai. Bây giờ Bách Lý Yến lại phát hiện trên người mã siêu có máu tổ của gia tộc Bách Lý, có thể tưởng tượng được lão ta kinh ngạc đến cỡ nào. Lúc này mã siêu giống như một người máy không hề biết đau, hết lần này đến lần khác xông về phía Bách Lý Yến, nhưng mỗi lần anh ta tấn công đều không thể gây ra thương tích nào cho Bách Lý Yến bên trong cơ thể cậu có máu tổ của gia tộc bách lý cậu vẫn không thể chết được cậu phải đi đến gia tộc bách lý với tôi sau khi bách lý yến đẩy lui mã siêu một lần nữa lão ta nghiêm nghị nói phùng hoàng hơi nhấc chân lập tức che trước người mã siêu nhìn chằm chằm bách lý yến nói bách lý yến ông đừng quá đáng ông tự ý xông vào hoàng tộc họ phùng đã vậy còn đòi dẫn cháu nội của tôi đi ông thật sự nghĩ hoàng tộc họ phùng tôi dễ bắt nạt lắm sao sắc mặt bách lý yến cực kỳ âm u lạnh giọng nói phùng hoàng tôi khuyên ông đừng quản quá nhiều chắc ông cũng biết máu tổ của gia tộc bách lý quan trọng cỡ nào đối với gia tộc chúng tôi cậu ta nhất định phải theo chúng tôi về gia tộc bách lý phùng hoàng cười lạnh nó là cháu trai của tôi nếu thật sự để ông dẫn nó đi như vậy thì hoàng tộc họ phùng còn mặt mũi gì nữa sau đó lão ta lấy ra một bình xứ trắng búng ngón tay bình xứ trắng bay về phía dương thanh sau khi Dương Thanh bắt được, liền nghe được Phùng Hoàng nói, bên trong có một viên đan dược trị thương, sau khi uống vào có thể ổn định thương thế của cậu. Dương Thanh không chút do dự, mở luôn bình xứ trắng ra, nuốt viên đan dược trị thương vào miệng. Không hổ là đồ của Phùng Hoàng lấy ra, quả nhiên không tầm thường. Dương Thanh vừa nuốt xong viên đan dược thì có thể cảm nhận được hiệu quả mạnh mẽ của đan được đang giúp anh khôi phục vết thương. Phùng Hoàng đã ra mặt, Dương Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm anh trực tiếp ngồi khoanh chân vận hành phép hô hấp tầng thứ sáu của đại đạo thiên diễn kinh trong nháy mắt dương thanh đã tiến vào trạng thái tu luyện phép hô hấp tầng thứ sáu của đại đạo thiên diễn kinh vốn dĩ đã có tác dụng trị thương bây giờ dương thanh lại uống thêm đan dược trị thương của phùng hoàng nữa vì thế thương thế của anh lập tức ổn định phùng hoàng nhìn dương thanh thật sâu sau đó nhìn bách lý yến nói ông nên hiểu rõ có tôi ở đây ông không thể dẫn cháu nội tôi đi được bách lý yến lạnh giọng nói nói như vậy là ông định đối nghịch với gia tộc Bách Lý. Phùng Hoàng cao mày, tôi chưa bao giờ nói muốn đối nghịch với gia tộc Bách Lý. Nếu ông muốn nói vậy thì tùy ông, Mã Siêu là cháu nội của tôi, cũng là người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng, ai cũng đừng hòng dẫn nó đi khỏi đây. Trong lúc nói chuyện một luồng hơi thở võ thuật như ẩn như hiện tản mát ra từ trên người Phùng Hoàng. Hơi thở võ thuật trên người Bách Lý Yến cũng phóng thích ra va chạm với hơi thở võ thuật của Phùng Hoàng. Cả hai đều không ra tay, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy hai luồng khí thế võ thuật đáng sợ, ép bọn họ không dám thở mạnh. Bách Lý Yến nhìn chằm chặp Phùng Hoàng nói, nếu hôm nay tôi nhất định phải dẫn cậu ta đi thì sao? Lúc đầu, lão ta đến để giết Mã Siêu, nhưng bây giờ, sau khi phát hiện ra Mã Siêu có máu tổ của gia tộc Bách Lý, lão ta liền thay đổi ý định. Nếu có thể chóc lấy máu tổ của gia tộc Bách Lý từ trong cơ thể Mã Siêu ra, vậy thì gia tộc Bách Lý sẽ có thể bồi dưỡng được một thiên tài võ học mang trong mình dòng máu của gia tộc Bách Lý thật sự. Tuy đã phát hiện trong người Mã Siêu tồn tại máu tổ của gia tộc Bách Lý nhưng Bách Lý Yến vẫn xem thường Mã Siêu. Bởi vì trong mắt của người gia tộc cổ võ, bọn họ mới là người được chọn, còn người bên ngoài đều là những người hạ đẳng, hoàn toàn không có tư cách mang trong mình dòng máu của gia tộc Bách Lý. Nhất thời sắc mặt Phùng Hoàng trở nên lạnh lẽo, một luồng khí thế võ thuật mạnh mẽ hơn bùng nổ trên người lão ta, đồng thời lạnh giọng quát thật ra tôi cũng muốn xem thử ai dám làm gì cháu nội tôi hai người đối đầu nhau ai cũng không ra tay trước nhưng cả hai đều cảm nhận được luồng áp lực mạnh mẽ không gì sánh được trên người đối phương bách lý yến bỗng nhìn dương thanh vẻ mặt khiếp sợ với thân phận là cao thủ siêu phàm bát cảnh đương nhiên lão ta biết rõ xâm xét trên trời có nghĩa là gì đây là hiện tượng lạ chỉ xuất hiện khi cao thủ đỉnh cao sắp đột phá cảnh giới võ thuật Chắc cảnh giới võ thuật thực sự của cậu bây giờ là siêu phàm nhất cảnh, nhưng cậu lại phát huy được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, chứ cách giải thích này ra, không còn khả năng nào khác nữa. Nếu đã như vậy, hôm nay cậu phải về gia tộc Bách Lý với tôi. Lời Bách Lý Yến nói khiến Dương Thanh hiểu lai lịch của hạt châu ngọc kia ngay, thì ra nó là vật quý nhất của gia tộc Bách Lý, nhưng tại sao vật quý nhất của gia tộc Bách Lý lại xuất hiện ở hoàng tộc họ Phùng vậy? Chẳng lẽ đây là bố trí của Phùng chí Viễn Ư? ông ta muốn đưa hạt châu này cho mã siêu qua anh à. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh cảm thấy hơi khác thường, anh cứ có cảm giác là lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lạ ở đâu. Lúc này, khí thế trên người mã siêu đã đạt đến đỉnh điểm, sau khi tới siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thì không tăng lên nữa. Giết, anh ta tức giận quát, bỗng rậm mạnh chân, lao thẳng tới chỗ Bách Lý Yến. Đúng lúc mã siêu lao tới chỗ Bách Lý Yến, Dương Thanh cũng phóng về phía lão ta anh đã đột phá siêu phàm lục cảnh, thành công vận hành phép hô hấp tầng 7 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, bây giờ, chỉ cần dùng phép hô hấp tầng 7 là anh đã có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh rồi. Hơn nữa anh còn có huyết mạch cuồng hóa nên thực lực lại tăng mạnh lần nữa. Thế nên bây giờ, thực lực mạnh nhất của anh sẽ trong khoảng siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Dầm, lúc này, Mã Siêu đã xông tới chỗ Bách Lý Yến, cú đấm đằng đằng sát khí của anh ta cũng giáng xuống. Bách Lý Yến giơ tay chắn, đòn tấn công của Mã Siêu cũng không tạo thành vết thương nghiêm trọng cho lão ta. Không biết tự lượng sức mình. Bách Lý Yến bỗng khoát tay, đánh vào ngực Mã Siêu, Mã Siêu lập tức bay ra xa. Quả nhiên siêu phàm thất cảnh chính là một lần danh, nếu muốn đánh bại cao thủ siêu phàm bắt cảnh bằng thực lực siêu phàm thất cảnh thì đúng là khó như lên trời. Lại thêm một tên chán sống. Sau khi Bách Lý Yến đánh bay Mã Siêu, đòn tấn công của Dương Thanh cũng ập tới. Lão ta tức giận quát, bỗng dậm chân lập tức tung trưởng về phía dương thanh dầm ngay sau đó tay của hai người va vào nhau khí thế đáng sợ lan ra bốn phía dương thanh chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang lan ra khắp người từ cánh tay như muốn phá hủy hết sức sống của anh ừm bách lý yến rất kinh ngạc nhưng bây giờ mã siêu chỉ muốn giết bách lý yến anh đành hợp sức đối địch với anh ta dầm 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 hai người điên cuồng tấn công bách lý yến Mọi người đều nghĩ Dương Thanh và Mã Siêu sẽ không làm gì được Bách Lý Yến, nhưng giờ họ biết mình đã nhầm. Dương Thanh và Mã Siêu phối hợp rất chặt chẽ, phát huy được thực lực hơn xa bản thân họ. Đúng lúc này, một cao thủ mặc áo choàng đen bỗng lặng lẽ xuất hiện, người nó khoanh tay, nhìn đám người đang điên cuồng chiến đấu, cười ha hả, một người có huyết mạch cuồng hóa, một người có máu tổ và thị huyết châu của gia tộc Bách Lý, đúng là may mắn thật. Audio điện tử võ tấn bền ý chí chiến đấu của Mã Siêu rất mạnh, lại lao về phía Bách Lý Yến. Mã siêu, Dương Thanh bỗng nhận thấy sự khác thường, vội hô lớn. Nhưng hình như Mã siêu không nghe thấy giọng anh, vẫn phóng tới chỗ Bách Lý Yến, điên cuồng tấn công. Điều khiến Dương Thanh cảm thấy khiếp sợ chính là tuy Mã siêu mới đột phá siêu phàm cảnh, nhưng sau khi thị huyết châu bay vào người anh ta, thực lực của anh ta lại đạt đến mức này. Quan trọng nhất chính là hai người đã hợp sức để đối phó với Bách Lý Yến lâu như thế, nhưng có vẻ Mã Siêu không hề thấy mệt, mà còn mạnh hơn, như thể trong người anh ta có sức mạnh vô tận. Lúc này, thực lực của Mã Siêu đã rất gần với siêu phàm bát cảnh. Chán sống à, thấy Mã Siêu dám một mình xông tới, sát khí trong mắt Bách Lý Yến càng rõ hơn, lão ta bỗng tung trưởng. Dầm, tay hai người va vào nhau, khí thế đáng sợ bùng nổ từ phía họ rồi lan ra bốn phía. Dầm dầm dầm, mặt đất dưới chân hai người liên tục nứt toác, bụi bay mịt mù. Mã Siêu và Bách Lý Yến đều bay ra xa, Mã Siêu lùi 7-8 bước, còn Bách Lý Yến thì lùi về sau 3 bước. Mã Siêu có thể ép Bách Lý Yến lùi lại bằng sức của bản thân, đúng là vô cùng đáng sợ. Với đặc điểm không biết mệt mỏi này của Mã Siêu, có lẽ chẳng mấy chốc, thực lực của anh ta sẽ sánh ngang với siêu phàm bát cảnh. Trái lại, vết thương của Bách Lý Yến đang nặng hơn, còn phải tốn rất nhiều sức nên thực lực cứ yếu dần. Đến khi đó, rất có thể Bách Lý Yến sẽ chết trong tay Mã Siêu. Mã Siêu. Dương Thanh hơi nhích chân, tới bên Mã Siêu nhân lúc anh ta bị đẩy lùi, nghiêm nghị nhìn Mã Siêu, rốt cuộc cậu bị sao thế? Anh cảm thấy trạng thái của Mã Siêu bây giờ rất lạ, như dã thú đã mất kiểm soát. Mắt Mã Siêu đỏ ngầu, trên phần da bị lộ ra ngoài tràn ngập hoa văn màu máu, trông rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, khiến anh cảm thấy rất xa lạ. Quả nhiên Mã Siêu đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi ư? Rầm. Ngay sau đó, Mã Siêu bỗng tung trường, đánh vào ngực Dương Thanh. Dương Thanh vốn không đề phòng, cũng không ngờ Mã Siêu sẽ ra tay với mình, hơn nữa còn dùng nhiều sức mạnh như thế. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Thanh bay ra xa. Phùng Hoàng sướng sờ, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, rốt cuộc trên người nó đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, cao thủ mặc áo choàng đen vẫn đang quan sát trận chiến chợt lên tiếng, Máu tổ của gia tộc Bách Lý vốn là huyết mạch tu luyện siêu cấp trăm năm khó gặp của gia tộc Bách Lý, ngoài ra theo truyền thuyết, thị huyết châu có tác dụng thôn tình ý chí, nhưng thực lực của cao thủ đạt được thị huyết châu sẽ tăng rất nhiều, nên nó mới trở thành bảo vật được tất cả cao thủ võ thuật trên đời này tranh giành. Sau cùng, tổ tiên của gia tộc Bách Lý đã lấy được thị huyết châu, sau đó đưa thị huyết châu vào cơ thể mình, nó và máu tổ của gia tộc Bách Lý đã giúp thực lực ông ta tăng mạnh, nhưng ngay cả tổ tiên của gia tộc bách lý cũng không ngờ mình lại không kiểm soát nổi thị huyết châu sau cùng ý chí của ông ta đã bị thị huyết châu cắn nuốt trở thành quái vật hình người hoàn toàn phát điên về sau biến mất thị huyết châu cũng biến mất khỏi thế gian không ai biết nó ở đâu cho đến hôm nay thị huyết châu lại xuất hiện nghe thấy cao thủ mặc áo choàng đen nói thế dương thanh run lên vội hỏi ý ông là anh em của tôi đã bị thị huyết châu cắn nuốt ý chí thế nên mới mất kiểm soát ư Lúc này cao thủ mặc áo choàng đen nói, gia tộc Bách Lý có thủ đoạn che giấu thực lực võ đạo, lấy cảnh giới võ đạo của cậu, muốn cảm nhận được lão ta ở đâu là chuyện không thể. Dương Thanh nhìn về phía cao thủ mặc áo choàng đen, vội vàng hỏi, ông biết lão ta ở đâu? Cao thủ mặc áo choàng đen mang mặt nạ kim loại sáng bóng nhìn về phía Dương Thanh, giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi biết thì sao? Không biết thì thế nào? Thái độ của đối phương vô cùng rõ ràng, không muốn nhúng tay vào ân oán giữa đám Dương Thanh và gia tộc Bách Lý, quan trọng nhất là cao thủ mặc áo choàng đen cũng không có bất kỳ quan hệ gì với họ. Dương Thanh nhìn cao thủ mặc áo choàng đen thật lâu, sau đó lạnh giọng nói, bây giờ, có phải ông nên ra tay phong ấn thị huyết châu trong cơ thể người anh em của tôi rồi không? Cao thủ mặc áo choàng đen không lên tiếng, ngay sau đó nhìn về phía mã siêu đang điên cuồng tấn công khắp nơi, bỗng nhiên di chuyển chân, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chấm, uinh uinh uinh, một giây tiếp theo, ông ta đã xuất hiện ở bên cạnh mã siêu, bóng ông ta giống như yêu quái phòng xung quanh mã siêu chỉ thấy ngón tay ông ta điểm rất nhanh vào mấy huyệt vị trên người mã siêu đợi sau khi ông ta dừng lại anh phát hiện đường vân màu máu trên mặt mã siêu vốn đang cuồng bạo dần dần biến mất khí thức cuồng bạo nháy mắt cũng tắt đi sau đó cơ thể mã siêu mềm nhún lập tức ngã xuống cơ thể dương thanh bỗng lóe lên xuất hiện ở bên cạnh mã siêu đỡ lấy anh ta dương thanh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía cao thủ mặc áo choàng đen cảm ơn Cao thủ mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói, nhớ lời tôi, cậu chỉ có 7 ngày, nếu trong 7 ngày này, cậu không thể lấy được đế trược, vậy thị huyết châu sẽ phá phong ấn, người anh em của cậu cũng sẽ không chịu được năng lượng kinh người trong thị huyết châu, lập tức nổ tung mà chết. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi, một giây trước còn ở đó, một giây sau ông ta đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy chục mét, sau đó bóng lưng cao thủ mặc áo choàng đen hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Dương Thanh. Dương Thanh nhìn đăm đăm phương hướng cao thủ mặc áo choàng đen rời đi, cắn răng nói, nếu như ông dám lừa tôi, tôi bảo đảm sẽ khiến ông trả giá đắt. Anh vốn có hai cơ hội thừa kế đế thôn, nhưng bởi vì lo lắng đế thôn xuất thế sẽ không thể khống chế được, nên đã từ bỏ thừa kế đế thôn, thậm chí không muốn để người khác nhầm vào đế thôn. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay vì lấy được đế trượng cứu mã siêu, lại không thể không thừa kế đế thôn. Ngay lúc này, Phùng Hoàng xuất hiện, thấy mã siêu đang hôn mê thì sắc mặt vô cùng khó coi. Phùng Hoàng vẻ mặt vô cùng nặng nề nói, các cậu hoàn toàn không biết, các cậu muốn đẩy Bách Ký Yến vào chỗ chết, sẽ đem đến cho hoàng tộc họ Phùng và chính các cậu nguy cơ lớn cỡ nào. Dương Thanh hờ hững nhìn Phùng Hoàng, cho dù trời sập, chúng tôi cũng tự chống đỡ. Nói xong, Dương Thanh lập tức ôm lấy mã siêu, từng bước rời khỏi hoàng tộc họ Phùng. Phùng Hoàng yên lặng một lát, sau đó trầm giọng nói, đã đến lúc hoàng tộc họ Phùng có một chút thay đổi rồi. Nghe vậy, Phùng Chí ngạo lập tức vui mừng, Biểu cảm trên mặt Phùng Trí Ngạo nhất thời cứng đờ, nhìn Phùng Hoàng nói, Phụ Hoàng, ý con là chúng ta có thể nghĩ cách hàn gắn mối quan hệ với Dương Thanh. Cậu ấy tuổi còn trẻ, võ đạo đã có thể bước vào siêu phàm lục cảnh, lại có huyết mạch cường hóa, sau lưng nhất định có nhân vật lớn. Mã siêu là anh em tốt thân thiết như thể chân tay với cậu ấy, chỉ cần chúng ta chấp nhận mã siêu, hơn nữa lại chủ động xin lỗi, họ nhất định sẽ không từ chối lòng tốt chúng ta. Dẫu sao bây giờ họ đang lâm vào tình cảnh vô cùng khốn đốn, nếu như có thể nhận được cái chủ động bắt tay của chúng ta, Âu cũng là chuyện tốt với họ." Phùng Hoàng cau mày, lạnh giọng nói, "Ý con là muốn ta xin lỗi bọn chúng?" Phùng Chí ngạo vội vàng đáp, "Con không có ý này, con có thể ra mặt xoa dịu quan hệ giữa chúng ta và họ." Phùng Hoàng cả giận nói, "Im miệng, muốn để hoàng tộc họ Phùng chúng ta chủ động cúi đầu với một thứ bỏ đi đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, trừ khi ta chết. Chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa." ta sẽ liên lạc với Vũ Hoàng để bày tỏ quyết tâm liên hôn, sau đó chờ hoàng tộc họ Vũ tới hỏi cưới. Nói đoạn, Phùng Hoàng phất tay áo rời đi. Nhìn bóng lưng nổi giận dùng đùng rời đi của Phùng Hoàng, Phùng Trí ngạo cau mày. Ông ta biết, thái độ trước đó của Dương Thanh và Mã Siêu đã hoàn toàn chọc giận Phùng Hoàng, nếu như không phải kiêng rẻ thế lực sau lưng Dương Thanh, e là Phùng Hoàng đã sớm ra tay với Dương Thanh rồi. Nghĩ tới đây, mặt Phùng Trí ngạo đầy vẻ lo âu, Phùng Hoàng thật sự đã mất đi một người bạn hợp tác tốt. Không biết vì sao, ông ta lại vô cùng tin tưởng Dương Thanh. Một thanh niên trọng tình trọng nghĩa, lại có thiên phú võ đạo vô cùng xuất chúng, người có tiền đồ vô lượng như vậy, chỉ cần có thể còn sống, sau này tất sẽ danh chấn thiên hạ. "Bố, bố tìm con ạ." À. Phùng Chí Ngạo vừa mới trở về chỗ ở, Phùng Giai Di đã tới. Cô ta vẫn chưa biết tin Phùng Hoàng quyết định gả cô ta vào hoàng tộc họ Vũ. Phùng chỉ ngạo chỉ ghế sofa bên cạnh, nói, ngồi đi. Sau khi Phùng Giai Di ngồi vào chỗ của mình, Phùng Chí ngạo bỗng lên tiếng, con cảm thấy Dương Thanh thế nào? Phùng Giai Di hơi sửng sốt, không hiểu vì sao bố mình lại bỗng nhiên hỏi như vậy. Trong đầu cô ta lập tức hiện ra bóng dáng Dương Thanh, đó là một người đàn ông bằng tuổi cô ta, nhưng đã có thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh. Còn có dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh khi hai người ở trong mật thất dưới lòng đất ở trang trại Di Hòa nghĩ tới đây phùng giai di nói anh ấy vô cùng ưu tú là người đàn ông ưu tú nhất con từng gặp trong đời phùng Chí ngạo lại hỏi nếu như vậy bố để con gả cho cậu ấy con có đồng ý không nghe vậy phùng giai di kinh ngạc hồi lâu sau mới hỏi bố sao bố lại bỗng nhiên muốn gả con cho anh ấy nhưng với sự ưu tú của anh ấy con vốn không xứng đâu cô ta thật sự rất tán thưởng dương thanh nếu như anh bằng lòng đón nhận mình cô ra đương nhiên sẽ đồng ý gả chỉ là cô ta tự biết lượng sức mình người đàn ông ưu tú như dương thanh sao có thể thích cô ta phùng trí ngạo nặng nề nói vừa rồi ông nội con đã nói muốn gả con vào hoàng tộc họ vũ vụ liên hôn với hoàng tộc họ vũ lần này cũng là vì muốn đối phó với chuyện tương lai gia tộc bách lý tới làm khó cái gì phùng giai di mặt dại đi ông nội muốn con lập gia đình sao phùng trí ngạo gật đầu con là đứa con gái bố xem trọng nhất nếu không phải là con gái con nhất định sẽ trở thành hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Phùng. Bố không muốn để con gả cho một người đàn ông mình không thích. Cho nên bố muốn hỏi con có thích Dương Thanh hay không, nếu con thích thì hãy tiếp cận cậu ấy, nghĩ cách trở thành người phụ nữ của cậu ấy. Cho nên bố muốn để con tiếp cận Dương Thanh, cho dù không thể trở thành người phụ nữ của anh ấy, ít nhất cũng có thể trở thành bạn tốt. Chỉ có như vậy, tương lai khi hoàng tộc họ Phùng rơi vào tình cảnh nguy cấp, Dương Thanh mới có thể nể tình con tới trợ giúp hoàng tộc họ Phùng đúng không? Phùng trí ngạo khổ sở nói, quả nhiên không thể gạt được con điều gì. Đúng, bố có suy nghĩ như vậy. Một thanh niên chưa tới 30 tuổi đã có thực lực siêu phàm lục cảnh, sức chiến đấu sánh bằng siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, bố không tin cậu ấy thật sự chỉ là một người bình thường. Hoàng tộc họ Phùng đắc tội cậu ấy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ông nội con không muốn hàn gắn quan hệ với Dương Thanh, nhưng bố muốn thử một chút, nếu như thành công tương lai hoàng tộc họ Phùng sẽ càng lớn mạnh hơn. Đương nhiên nếu như có thể, bố vẫn hy vọng con có thể nghĩ ra cách trở thành người phụ nữ của cậu ấy, chỉ có như vậy mới có thể gắn chặt cậu ấy và hoàng tộc họ Phùng vào với nhau. Sai gì, bố làm như vậy cũng vì muốn con được hạnh phúc, bây giờ người có thể thay đổi số phận của con chỉ có Dương Thanh. Cứ thế, trưởng công chúa thế hệ này của hoàng tộc họ Phùng đã trở thành người hầu của Dương Thanh. Phùng Giai Di hỏi, hiện giờ anh có tính toán gì không? Tôi có thể giúp anh làm những gì? Dương Thanh nói, tôi chỉ có hai ngày, trong vòng hai ngày này, tôi sẽ ở lại đây, nghĩ cách tìm cho được vợ con mã siêu cùng với em gái Phùng Tiểu Huyền của tôi. Tôi cần mượn hệ thống tình báo của hoàng tộc họ Phùng Cha giúp tôi chút manh mối, cô có làm được không? Phùng Giai Di gật đầu, tôi sẽ làm hết sức. Nói xong, cô ta rút điện thoại, bấm một dãy số ngay trước mặt Dương Thanh, chẳng mấy chốc, đầu bên kia vẳng tới một giọng nói cung kính, thưa cô Di, cô tìm tôi ạ. À phùng giai di bèn bảo tôi muốn tìm ba người chỉ chốc lát sau phùng giai di đã huy động quyền thế của mình ở hoàng tộc họ phùng bắt đầu giúp dương thanh tìm kiếm nhóm người ngải lâm sau đó cô ta lại hỏi hiện còn cần tôi làm gì nữa không dương thanh nói tôi hơi đói bụng đồ ăn của khách sạn này tôi ăn không quen cô tự tay làm cho tôi vài thứ đi phùng giai di đáp không chút do dự được chẳng bao lâu sau một mâm cơm ngon miệng đã được đưa lên Lúc này Dương Thanh mới phát hiện, cô gái này quả là toàn năng, không chỉ có võ thuật xuất chúng mà còn biết nấu ăn. Chỉ là mấy món ăn thường này, nhưng hương vị rất hợp khẩu vị của Dương Thanh. Đợi Dương Thanh ăn xong, Phùng Giai Di lại cầm củi thu dọn bát đúa, xong xuôi mới hỏi, còn cần tôi làm gì nữa không? Dương Thanh đã thay bộ đồ sạch sẽ khác, bèn nói, giặt bộ đồ kia cho tôi, à, giặt luôn cả bít tất của tôi nữa đi đúng là anh rất thương cảm với phùng giai di nhưng nếu muốn anh đứng ra ngăn cản việc hôn nhân này vì cô ta thì lại là chuyện không thể anh trọng tình trọng nghĩa nhưng sẽ không dùng sự trọng tình trọng nghĩa ấy lên người một kẻ còn chẳng được coi là bạn mình như thế cô đã biết quan hệ giữa chúng tôi và hoàng tộc họ phùng đã không có khả năng cứu vãn được vậy cô còn cố gắng ở lại bên cạnh tôi làm gì nói xong anh lại thở dài tôi cũng có quen biết người của hoàng tộc họ vũ nếu cô không muốn bị gả cho người của hoàng tộc họ vũ thì tôi có thể khiến hoàng tộc họ vũ từ chối. Phùng Gia Di lại nói như tự diếu, dù từ chối hoàng tộc họ vũ này thì vẫn sẽ có một hoàng tộc họ vũ khác thôi. Dương Thanh nhíu chặt mày, anh đang cần gấp rút về Yến Đô ngay, nếu không có máy bay tư nhân thì sẽ không cách nào đưa mã siêu đang hôn mê về theo. Mà nay, vị trí người thừa kế của Phùng Trí Ngạo lại đã bị Phùng Hoàng thu hồi. Vậy phải làm thế nào đây? Nhiễm Văn lên tiếng, cô Di, xin hãy về cùng chúng tôi. Phùng Giai Di cả giận nói, tôi sẽ không về cùng các vị đâu. Nhiễm văn lạnh nhạt nói, Hoàng chủ đã có lệnh, nếu cô Di từ chối quay về, chúng tôi có quyền dùng vũ lực với cô, xin cô đừng để chúng tôi khó xử. Chấm, dứt lời, một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp từ trên người ông ta tràn ra. Quả nhiên là cao thủ siêu phàm lục cảnh. Lúc này, không chỉ nhiễm văn mà cả hai tên cao thủ siêu phàm cảnh đi cùng ông ta cũng kích phát hơi thở võ thuật trên người. Phùng Giai Di giận dữ nói, Nhiễm Văn, bố tôi đã đối xử với ông thế nào? Ông báo đáp lại ông ấy như thế đấy hả? Nhiễm Văn lạnh nhạt nói, cô Di, trước nay tôi luôn là người của Hoàng chủ, ban đầu cũng do Hoàng chủ phái tôi đi theo đại hoàng tử. Phùng Giai Di ngây mặt, sau đó cười cười tự diễu, thì ra, tất cả đều là giả dối, ông nội thật cẩn thận quá đi, ngay cả con trai mình cũng phải đề phòng. Nếu tôi đoán không lầm thì tin bố tôi sắp xếp máy bay cá nhân và cả tin tức tôi muốn rời khỏi nơi này với Dương Thanh đều do ông tiết lộ cho ông nội tôi, đúng không? Nhiễm văn không trả lời, nhưng Phùng Giai Di đã biết đáp án. Chuyện Phùng Chí Ngạo bố trí máy bay tư nhân cho Dương Thanh về Yến Đô cùng với việc bảo Phùng Giai Di đi theo Dương Thanh vốn đều là chuyện cực kỳ bí mật, trừ người được Phùng Chí Ngạo tín nhiệm như Nhiễm văn thì không ai biết cả. Nay Phùng Hoàng lại đã biết tin, vậy chắc chắn là do Nhiễm văn mật báo cho rồi đưa cô Di về gia tộc, nhiễm văn bỗng ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời, hai tên cao thủ siêu phàm cảnh đã bước lên. Một người là cao thủ siêu phàm tam cảnh, kẻ còn lại là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Phùng Giai Di lại mới chỉ đạt tới siêu phàm nhất cảnh, hoàn toàn không làm gì được họ. Tiếp sau đó, một luồng uy lực võ thuật khủng bố bao phủ lên ba tên cao thủ phe nhiễm văn. Hai tên cao thủ siêu phàm cảnh kia vừa nhấc tay đã cứng đờ giữa không chung, không dám hạ xuống người Phùng Giai Di. Phùng Giai Di vội vã núp sau lưng Dương Thanh, lạnh lùng nhìn về phía đám người kia. Nhiễm văn nhíu mày nhìn Dương Thanh, lạnh giọng bảo, gia chủ có nói, cho phép cậu sử dụng máy bay tư nhân của hoàng tộc họ Phùng rời khỏi đây. Câu này còn có ẩn ý nhắc Dương Thanh đừng nên nhúng tay vào chuyện khác của hoàng tộc họ Phùng. Nếu là trước đây, Dương Thanh sẽ không hề do dự, nhưng giờ đây, tuy anh cũng không do dự nhưng lại là không do dự giúp đỡ Phùng Giai Di. Bất kể thế nào, máy bay tư nhân này đều do Phùng Trí Ngạo và Phùng Giai Di sắp xếp cho anh nên mới có. Nếu không có máy bay tư nhân, anh không thể kịp thời mang mã siêu về đến Yến Đô trước 9 giờ sáng mai. Nay Phùng Trí Ngạo đã bị tước mất vị trí người thừa kế, thậm chí còn bị giam lỏng, việc này nhất định có liên quan đến anh. Phùng Giai Di khẩn trương nhìn về phía Dương Thanh, cô ta thực sự lo lắng Dương Thanh sẽ để Nhiễm Văn mang cô ta đi. Dương Thanh lạnh nhạt nhìn về phía Nhiễm Văn, nói, cút về nói cho Phùng Hoàng, chuyện ông ta bãi miễn vị trí người thừa kế của Phùng Trí Ngạo, tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng Phùng Giai Di, tôi nhất định phải mang đi. Nói đoạn, anh quay sang phía Phùng Giai Di, chúng ta đi thôi. Nhưng Phùng Giai Di không đi ngay mà nhìn Nhiễm Văn, hỏi, ông dám chắc, nếu tôi đi với các ông thì các ông sẽ để Dương Thanh lên máy bay tư nhân rời khỏi đây chứ? Nhiễm Văn gật đầu, gia chủ đã nói như vậy. Phùng Giai Di cắn răng, nói, được, tôi đi với các ông. Nói xong, cô ta nhấc chân định đi về phía đám người kia dương thanh tóm cánh tay cô ta nhíu mày hỏi cô đã đồng ý làm người hầu của tôi giờ lại định bỏ đi cô đang đùa tôi đấy à phùng giai di nhìn dương thanh ánh mắt hết sức phức tạp cô ta nói xin lỗi giờ bố tôi đang bị giam lỏng ở đây chỉ có tôi mới có thể giúp được ông ấy thôi dương thanh cười nhạt giúp cô định giúp thế nào đồng ý với phùng hoàng thành vật hy sinh cho gia tộc làm đám hỏi liên minh gả sang hoàng tộc họ vũ sao Phùng Giai Di nóng ruột, vội vàng nói, Dương Thanh, anh không cần lo cho tôi, anh mau rời khỏi Hoàng Thành Phùng đi. Dương Thanh liếc nhìn Mã Siêu đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, lại nhìn Phùng Giai Di lo lắng khuyên nhủ mình, lông mày càng nhíu chặt lại. Hình như mình thật sự không có lý do mang Phùng Giai Di đi cùng, đối với Phùng Giai Di, nhiều lắm thì anh cũng chỉ thấy thương cảm cho cô ta. Sáng mai đã phải tổ chức cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô rồi, để kế thừa đế thôn, lấy được đế trược, anh phải trở về Yến Đô đúng lúc. Ngay thời khắc này, chuông điện thoại của Dương Thanh đột nhiên gieo vang. Vừa nhận cuộc gọi, bên tai anh đã vang lên một giọng nói gấp gáp, tuyệt đối không được lên máy bay tư nhân của hoàng tộc họ Phùng, bởi vì, sau khi cất cánh hai tiếng, máy bay sẽ bị nổ tung đấy. Dương Thanh vừa dứt lời, thanh niên của hoàng tộc họ Vũ kia lập tức biến sắc, nét mặt của lão già siêu phàm thất cảnh thuộc hoàng tộc họ Vũ cũng hết sức khó coi. Đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được thực lực không tầm thường của Dương Thanh, còn trẻ mà đã đến siêu phàm lục cảnh. Nhưng lão ta vẫn hơi nghi ngờ lời Dương Thanh nói. Cao thủ siêu phàm thất cảnh như lão ta có thể hiểu được độ khó khi muốn phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Lão già lạnh lùng nói, tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc cao thủ siêu phàm lục cảnh có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Người thanh niên thuộc hoàng tộc họ Vũ cũng hoàn hồn, cười khẩy, thằng kia mày tưởng vũ nhiễm tao là đồ ngu chắc. Sao mày không nói mày chính là cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đi? Chấm, Dương Thanh không trả lời vũ nhiễm mà nhìn về phía lão già thuộc hoàng tộc họ vũ với vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói, nếu các người đã muốn làm đồ đần, tôi đành giúp vậy. Vũ nhiễm tức giận nói, ông Tuyền, đánh nó tàn phế cho tôi. Anh ta vừa dứt lời, ý chí chiến đấu của vũ Tuyền lập tức bùng nổ, lão ta lập tức lao tới chỗ Dương Thanh. Không biết tự lượng sức mình, Dương Thanh cười lạnh, lập tức vận dụng phép hô hấp tầng 7 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, đồng thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, mắt anh nhanh chóng đảo ngầu. Khí thế cuồng bạo lan ra từ người anh. Lúc này, Vũ Tuyền cũng đã xông tới chỗ anh, lão ta giơ tay tấn công, tức giận quát, chết đi cho tôi. Dầm, trong khoảnh khắc đó, Dương Thanh bỗng giơ tay lên, một tiếng động lớn bỗng vang lên, khí thế đáng sợ lập tức lan ra bốn phía. Vũ Nghiễm đang đứng cách đó không xa bị khí thế khủng khiếp này đẩy lùi 7-8 bước rồi mới ngừng lại. Đến khi đứng vững, anh ta kinh hãi phát hiện Dương Thanh vẫn đứng im, không hề di chuyển, còn Vũ Tuyền thì lùi ra sau năm 6 bước. Trên bộ sườn xám nam màu đen của Vũ Tuyền chẳng chịt vết rách, trông lão ta như một tên ăn mày quần áo tà tơi. Khóe miệng lão ta đang dỉ máu. Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở Hoàng Thành Phùng, Phùng Chí Ngạo mà Dương Thanh nghĩ đã bị Phùng Hoàng giam lỏng đang ngồi trên ghế sofa thoải mái, có một người trung niên đứng trước mặt ông ta. Lúc này, người trung niên cung kính nói: Đại hoàng tử, hồi nãy sau khi đánh trọng thương Vô tuyền, Dương Thanh đã rời khỏi hoàng thành Phùng cũng đưa cả cô chủ đi rồi. Phùng Chí Ngạo mỉm cười, thế vẫn chưa cao siêu lắm. Chỗ cao siêu thật sự chính là tôi đã cho người đặt bom trên máy bay từ trước, rồi cố tình nói cho Dương Thanh biết một khi bay lên trời máy bay sẽ nổ ngay, đồng thời xin cậu ta đưa dai Ji đi. Phải như thế thì mới khiến Dương Thanh cảm thấy mình nợ ân tình của chúng ta, cũng vì lý do này, cho dù Giai Di không thể trở thành người phụ nữ của cậu ta thì cũng sẽ được cậu ta coi như bạn. Đối với người trọng tình trọng nghĩa như Dương Thanh, phải khiến cậu ta nghĩ mình nợ ân tình của người ta thì cậu ta mới thật lòng đối xử với họ. Người trung niên hỏi tiếp, Đại Hoàng Tử, cô chủ biết những chuyện này không? Phùng Chí ngạo lắc đầu, con bé rất ngây thơ, chỉ khi nó không biết thì Dương Thanh mới tin nó. Người trung niên vội tăng bốc, đại hoàng tử anh Minh. Chấm. Ngay cả Dương Thanh cũng không ngờ phùng trí ngạo không hề đơn giản như vẻ ngoài, những gì ông ta làm trước đó đều là diễn. Chẳng qua Dương Thanh đang vội về Yến Đô để tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô nên không điều tra kỹ, chứ nếu anh điều tra thử thì sẽ biết, Phùng Chí Ngạo không hề bị tước quyền thừa kế, càng không bị giam lỏng tất cả chỉ là tin tức mà ông ta cho người phát tán mà thôi. Phùng Chí ngạo lại nhìn về phía người trung niên, ông biết tại sao tôi cố tình để lộ tin tức Dương Thanh sắp dẫn con gái tôi đi không? Người trung niên lắc đầu, hỏi, xin đại hoàng tử giải thích cho ạ. Phùng Chí ngạo mỉm cười, khi nhận ra mình đã bị hoàng tộc họ Phùng tính kế, Vũ Nghiễm sẽ thấy sao? Người trung niên đáp ngay, chắc chắn cậu ta sẽ rất tức giận, đồng thời báo chuyện này cho Vũ Hoàng biết, trong cơn nóng giận, chắc chắn Vũ Hoàng sẽ không liên hôn với hoàng tộc họ Phùng nữa. Phùng Chí ngạo cười, nói tiếp đi, người trung niên thoáng sững sờ rồi mới nói tiếp, chẳng những hoàng tộc họ Vũ từ bỏ việc liên hôn với hoàng tộc họ Phùng mà còn có thể oán hận hoàng tộc họ Phùng vì việc này. Sau này, cho dù gia tộc Bách Lý định ra tay với hoàng tộc họ Phùng, có lẽ hoàng tộc họ Vũ sẽ không giúp nữa đâu. Nói đến đây, người trung niên càng thêm kinh hãi, Phùng Chí ngạo làm thế, chẳng lẽ không sợ hoàng tộc họ Phùng bị gia tộc Bách Lý tiêu diệt thật à? Phùng Chí ngạo cười ha hả, chắc chắn ông sẽ nghĩ, có phải tôi điên không mà dám làm thế, chẳng lẽ tôi không sợ hoàng tộc họ Phùng phải một mình đối mặt với lửa giận của gia tộc Bách Lý Ư. Người trung niên sợ hãi nói ngay, thuộc hạ không dám đoán bừa ý của đại hoàng tử. Trong mắt Phùng Chí ngạo lóe lên ánh sáng sắc bén, sau này, ông sẽ hiểu tại sao tôi làm thế. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang lái máy bay đến Yến Đô. Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, phát hiện mình đã ở trên chiếc máy bay đến Yến Đô, phùng giai gì cũng không làm ầm lên, còn lặng lẽ khác thường, nhưng trong mắt cô ta đã có thêm vẻ kiên định. ba tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở yến đô. vào lúc này, vùng trời phía đông đã chuyển sang màu trắng bạc, chỉ ba tiếng nữa là đến cuộc đấu võ tranh giành ngôi vương của yến đô. một giờ sau, tại dinh thự vân phong yến đô, dương thanh ngồi trên sofa, tiền bưu cầm đầu ảnh vệ, sa tăng cầm đầu hồng trần đang đứng trước mặt anh, cả hai đều lộ vẻ kích động. Tiền Biêu trầm giọng nói, tất cả các cao thủ thần cảnh của ảnh vệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi mệnh lệnh của cậu. Sa Tăng cũng cung kính thưa, cậu Thanh, Hồng Trần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, tất cả các cao thủ thần cảnh đều đã được triệu tập về Yến Đô. Hai thế lực này là hai tổ chức mạnh nhất trong tay Dương Thanh, từ sau khi anh truyền thụ lại đại đạo thiên diễn kinh cho ảnh vệ và Hồng Trần, số lượng cao thủ thần cảnh của hai tổ chức này đều tăng mạnh. Chỉ có điều, cho tới giờ, ngoại trừ Dương Thanh vẫn chưa có ai bước vào được siêu phàm cảnh. Nếu có một ngày thật sự khai chiến với gia tộc cổ võ nào, chỉ e thực lực của ảnh vệ và Hồng Trần không đủ đấu với họ. Chớ nói đối đầu với gia tộc cổ võ, hiện giờ dù chỉ khai chiến với hoàng tộc thôi, thực lực của ảnh vệ và Hồng Trần vẫn còn quá yếu, không phải đối thủ của họ. Chấm, Dương Thanh nhìn về phía Tiền Bưu và Sa Tăng, nói, cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô lần này là trận chiến của cao thủ cấp bậc siêu phàm cảnh ảnh vệ và hồng trần chưa đủ sức tham gia, cho mọi người rời khỏi yến đô cả đi. nghe dương thanh nói thế, sắc mặt hai người đều biến đổi. tiền bưu nói, cậu thanh, dù chúng tôi không phải đối thủ của họ nhưng nếu chẳng may gặp chuyện gì, chỉ ít cũng có thể hỗ trợ đôi chút, cậu cứ để chúng tôi ở lại yến đô đi. sa tăng cũng nhanh chóng bày tỏ thái độ, cậu thanh, hồng trần dù sao cũng là tổ chức sát thủ, rất am hiểu ám sát, hay là để các cao thủ thần cảnh hậu kỳ và thần cảnh đỉnh phong ở lại đi. dương thanh lắc đầu. Tất cả đều rời khỏi đây đi, cả hai người nữa. Cho đến giờ phút này, hai người mới ý thức được, cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô lần này dường như cực kỳ nguy hiểm. Bằng không, vì sao Dương Thanh lại yêu cầu tất cả bọn họ đều phải rời khỏi Yến Đô? Xem ra, ngay cả Dương Thanh cũng không thể bảo đảm cuộc thi đấu này có thể kết thúc thuận lợi. Tiền Bưu trầm mặc một hồi, sau đó nghiêm nghị nói, "Vâng, thưa cậu Thanh. Ông ta biết, chỉ khi đã lâm vào tình thế bất đắc dĩ, dương thanh mới khiến bọn họ rời đi như vậy sa tăng cũng nói vâng thưa sếp dương thanh nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ thi đấu anh phất tay bảo hai người đi đi rõ hai người nhanh chóng rời khỏi dinh thự vân phong trong phòng chỉ còn dương thanh và phùng giai di cùng mã siêu đang hôn mê chưa tỉnh phùng giai di nhìn dương thanh nói ngay cả anh cũng không dám chắc à dương thanh hiểu ý dám chắc trong lời nói của phùng giai di là chỉ điều gì ánh mắt anh trở nên kiên định Chầm giọng nói, tôi nhất định phải trở thành vương của Yến Đô, nhất định phải kế thừa đế thôn. Mã Siêu là người anh em tốt nhất của anh, hiện anh chỉ còn một cách là giành được đế trượng thì mới mong lấy được Thị Huyết Châu trong cơ thể Mã Siêu ra, bằng không Mã Siêu không thể thoát khỏi cái chết. Thị Huyết Châu đã bị phong ấn trong người Mã Siêu 3 ngày, trong thời gian này, Dương Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở cuồng bạo trong cơ thể Mã Siêu đang mạnh lên từng ngày, chứng tỏ Thị Huyết Châu bị phong ấn trong cơ thể cậu ấy đang liên tục phá hủy phong ấn để thoát ra. Hôm nay Yến Đô Nguyên đón một bữa tiệc võ thuật linh đình, khắp nơi đều có cao thủ mang hơi thở võ thuật cực mạnh. Từ mấy hôm trước, sau khi Dương Thanh cho công bố tin muốn tổ chức cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô, khắp Yến Đô đã xảy ra vô số cuộc đấu võ giữa các cao thủ. Nhưng đó đa phần chỉ là những trận chiến giữa các cao thủ thần cảnh, cho tới nay chưa nổ ra trận chiến giữa cao thủ siêu phàm cảnh nào. 8 giờ 50 phút sáng, sân vận động quốc tế Yến Đô đã trật ních. Quan trọng là, tất cả những khán giả ở nơi này đều là các cao thủ thần cảnh từ sơ kỳ đến đỉnh phong, các cao thủ dưới thần cảnh sơ kỳ thì đến tư cách vào đây cũng không có. Cao thủ của bốn hoàng tộc cũng đã có mặt, chia ra ngồi ở bốn hướng đông tây nam bắc của sân vận động. Dựa theo quy định do người từng một mình đánh lui liên minh năm hoàng tộc trong số 9 hoàng tộc trước đây đã lập ra, cao thủ của hoàng tộc và vương tộc không được tham gia cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô. Chỉ có điều, sau hai cuộc thi đấu tranh ngôi vương trước đây, hoàng tộc đã phát hiện, mặc dù bọn họ cố tình nhúng tay thì vẫn không gặp bất chắc gì. Vì thế, khi Dương Thanh triệu tập tổ chức cuộc thi đấu lần này, bốn hoàng tộc đều cử người tới. Bên phía hoàng tộc họ Diệp, người dẫn đầu đội ngũ là một thành viên trẻ tuổi của hoàng tộc, thực lực chỉ mới đến thần cảnh hậu kỳ. Hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Long cùng hoàng tộc họ Thượng Quan đều cử người có vai vế trong hoàng tộc dẫn đầu đoàn cao thủ. Ví dụ như bên phía hoàng tộc họ Đoàn, người dẫn đầu đội ngũ là một người anh họ của đoàn hoàng, có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Chấm, bên phía hoàng tộc họ Thượng Quan, người cầm đầu cũng là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn chừng 70 tuổi. Người đứng đầu đội ngũ của hoàng tộc họ Long chính là chủ gia tộc Long Tấn. Thật không ngờ hoàng tộc họ Diệp còn dám thò mặt tới yến đô, chẳng lẽ không sợ toàn đội mất mạng ở nơi này sao? Bên phía hoàng tộc họ Thượng Quan, Thượng Quan nhu nheo mắt cười cười, nhìn chằm chằm về phía người dẫn đầu đội cao thủ của hoàng tộc họ Diệp rồi nói: đám cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đều xa sầm mặt lại, bọn họ đâu muốn tới chứ. Trước đây, khi Dương Thanh mới tới cảnh giới siêu phàm tam cảnh đã suýt thì giết chết chủ gia tộc của bọn họ là Diệp Lâm, người có thực lực siêu phàm lục cảnh. Nghe nói hiện giờ thực lực của Dương Thanh còn mạnh hơn xưa nhiều, chỉ sợ ngay cả chủ gia tộc Diệp Lâm tới đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Huống chi là mấy tên tép siêu như họ, người cầm đầu đội ngũ cao thủ của hoàng tộc họ Diệp tên là Diệp Giang, chừng 35 tuổi, lúc này đã sầm mặt xuống, nhưng vẫn cố nén giận, nói, cậu Thanh là cao thủ siêu phàm cảnh, tất nhiên sẽ không ra tay với đám con sâu cái kiến chưa bước vào siêu phàm cảnh như chúng tôi. Trong vòng một phút, toàn bộ người của hoàng tộc họ Diệp phải cút khỏi nơi này, bằng không, phải chết. Đúng lúc này, một bóng người trẻ tuổi bỗng tiến vào hội trường, vừa xuất hiện đã nhắm thẳng vào hoàng tộc họ Diệp. Người vừa tới không phải ai xa lạ, chính là Dương Thanh. Đáy mắt Dương Thanh lóe lên một tia sáng lạnh, anh nói, Vậy có nghĩa là hoàng tộc họ Diệp muốn tham dự cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô. Nghe vậy, Diệp Giang sừng sốt, chẳng lẽ Dương Thanh không muốn đuổi mình đi nữa. Lập tức, anh ta tỏ vẻ ngạo nghế, tự tin đáp, tuy cảnh giới võ thuật của tôi chỉ mới tới thần cảnh hậu kỳ nhưng cũng thuộc dạng nổi bật trong giới trẻ, lần này tôi thay mặt hoàng tộc họ Diệp đến đây, dù không lấy được danh hiệu vương của Yến Đô thì đám người cùng thế hệ cũng không có mấy ai là đối thủ của tôi. Nghe anh nói thế, lão giả của hoàng tộc họ Đoàn lập tức vui mừng. Vội vàng thưa, cảm ơn cậu Thanh. Lúc này, ánh mắt Dương Thanh đã chuyển sang phía hoàng tộc họ Long, không đợi Dương Thanh lên tiếng, hoàng chủ Long Tấn đã nói ngay, "Cậu Thanh, hôm nay hoàng tộc họ Long chúng tôi tới đây chỉ để hỗ trợ cậu duy trì trật tự trị an của cuộc thi, không tham dự đấu võ." Dương Thanh khẽ gật đầu, nói, "Long hoàng chủ có lòng." Bấy giờ, thượng quan Nhu cũng lên tiếng, "Cậu Thanh, hoàng tộc họ thượng quan chúng tôi tới đây cũng chỉ để hỗ trợ cậu duy trì trật tự cuộc thi, không tham dự đấu võ." Dương Thanh gật đầu, "Vậy cảm ơn thượng quan nữ hoàng." Long Tấn và thượng quan Nhu đều đã đại diện cho hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ thượng quan tỏ thái độ sẽ không tham dự đấu võ, điều này khiến cho đám cao thủ tới tham dự trận đấu hôm nay cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Diệp đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn tưởng hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ thượng quan cũng sẽ tham dự đấu võ, cho nên mới cố tình đưa cao thủ của gia tộc mình tới đây tham dự đối với vị trí vương của Yến Đô, bọn họ biết mình tuyệt đối không thể chạm vào. Nhưng bọn họ muốn nhân cơ hội này, đánh giá thử thực lực của những cao thủ đứng đầu các hoàng tộc khác. Vậy mà hiện tại, hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Thượng Quan đều tỏ thái độ sẽ không tham dự, việc này đã vượt ra khỏi dữ liệu của họ. Đã 9 giờ, nếu hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Diệp tới tham dự cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô thì xin mời hai hoàng tộc bắt đầu trước đi. Dương Thanh Bình thản nói, sau đó quay lưng trở về vị trí của mình. Anh đang cấp bách muốn trở thành vương của Yến Đô, cấp bách muốn thừa kế đế thôn, sau đó lấy được đế trượng để cứu Mã Siêu, cho nên không muốn để trận chiến của đám cao thủ thần cảnh tầm thường này làm mất thời gian. Hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Đoàn đều là những thế lực đứng đầu, đẩy bọn họ lên đối chiến trước sẽ dễ dàng làm đám cao thủ thần cảnh tầm thường khác lùi bước. Lão già dẫn đầu đội cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn tên là Đoàn Diệp, tính ra cũng là anh họ của Đoàn Hoàng cảnh giới võ đạo đã lên thần cảnh đỉnh phong. Diệp Giang liếc nhìn về phía Dương Thanh, sau đó cắn răng nói, xem ra, tay Dương Thanh này đang buộc tôi phải tham chiến, nếu tôi không đi, chỉ sợ cậu ta sẽ lập tức đuổi tôi khỏi hội trường. Một lão già của hoàng tộc họ Diệp cũng nghiến răng nói, cậu ta làm thế này hơi quá bá đạo rồi đấy nhỉ. Đúng vậy, nói sao thì chúng ta cũng là một trong bốn gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, vậy mà cậu ta không thèm nể mặt chúng ta chút nào đám cao thủ của hoàng tộc họ diệp đều nhao nhao lên vẻ mặt phẫn nộ diệp giang quát át đi tất cả im miệng cho tôi quan hệ giữa dương thanh với chúng ta là thế nào người khác không biết chẳng lẽ các người còn không rõ hay sao nghe vậy cả đám người lập tức ngậm miệng diệp giang mới nói tiếp bất kể thắng hay bại hoàng tộc họ diệp chúng ta chỉ tham dự một trận này một khi tôi thất bại chúng ta lập tức rời khỏi yến đâu ngay hiểu chưa anh ta hiểu rằng càng ở lại đây lâu thì càng nguy hiểm ông yên tâm, cháu sẽ thua trong trận này. Đoàn Thanh nói xong, bèn cất bước đi lên võ đài. Diệp Giang nhìn về phía đoàn Thanh, đoàn Thanh cũng chăm chú nhìn Diệp Giang, chỉ có điều, cả hai đang nghĩ cách làm sao để thua đối phương. Bắt đầu đi. Dương Thanh lạnh lùng tuyên bố. Audio điện tử võ tấn bền mọi người ở đây đều là cao thủ thần cảnh. Bọn họ đều biết rõ nền tảng của bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu. Có thể nói, bốn hoàng tộc lớn ngoài gia tộc cổ võ và hoàng tộc cổ xưa ra mạnh nhất là bốn hoàng tộc lớn thế mà bây giờ một trong ba hoàng tộc lớn kia lại cùng lúc tuyên chiến với hoàng tộc họ diệp thế này là muốn hoàn toàn xóa bỏ hoàng tộc họ diệp ra khỏi hàng ngũ bốn hoàng tộc lớn mà dương thanh vô cảm nhìn về phía các cao thủ hoàng tộc họ diệp cũng không ngăn cản các hoàng tộc khác tuyên chiến với hoàng tộc họ diệp anh là cao thủ siêu phàm cảnh nếu ra tay với cao thủ dưới siêu phàm cảnh quả thật rất không thích hợp nhưng cao thủ của bốn hoàng tộc lớn đều là cao thủ thần cảnh không cần anh ra tay cũng có thể đụng tới cao thủ hoàng tộc họ diệp anh không ngại cao thủ thần cảnh khắp nơi đều ngứa người sắc mặt của cao thủ hoàng tộc họ diệp trắng bệch diệp giang cắn chặt răng vẻ mặt giận dữ nhưng trong tình huống này anh ta chỉ dám giận mà không dám lên tiếng ba hoàng tộc lớn cùng lúc tuyên chiến với hoàng tộc họ diệp anh ta làm sao có thể ngăn cản được chấm hoàng tộc họ thượng quan mời cao thủ hoàng tộc họ diệp chỉ dạy Lúc này vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong dẫn đội của hoàng tộc họ Thượng Quan bước thẳng lên võ đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cao thủ hoàng tộc họ Diệp. Diệp Giang Cắn răng nói: "Tiền bối Thượng Quan, dù gì ông cũng là bậc ông cha, hơn nữa còn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thách thức hoàng tộc họ Diệp chúng tôi, việc này hình như không thích hợp lắm thì phải." Cao thủ dẫn đội của hoàng tộc họ Thượng Quan tên là Thượng Quan Dục, là hoàng thúc của Thượng Quan Nhu. Bây giờ lão ta lại tự mình lên võ đài mời cao thủ hoàng tộc họ Diệp chiến đấu. Rõ ràng là đang bắt nạt hoàng tộc họ Diệp mà. Nhưng lão ta biết rõ đây là kết quả mà Dương Thanh mong muốn. Trước đây thượng quan hoàng đã đắc tội Dương Thanh, nếu không có thượng quan như sợ là Dương Thanh đã nhắm vào hoàng tộc họ thượng quan từ lâu rồi. Bây giờ đây chính là cơ hội tốt để cứu vãn mối quan hệ với Dương Thanh. Thượng quan dục lạnh lùng nhìn Diệp Giang nói, nếu cậu nói tôi bắt nạt các cậu, vậy thì một mình tôi sẽ khiêu chiến với tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Đến đây đi, để tôi xem rốt cuộc cao thủ của hoàng tộc họ Diệp mạnh đến cỡ nào. Sắc mặt của Diệp Giang càng khó coi hơn. Bọn họ vốn không phải là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp, người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ, mà thượng quan dục lại là cao thủ thần cảnh đỉnh phong chính hiệu, dù tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Diệp có liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của thượng quan dục. Nhưng nếu bọn họ không liên thủ với nhau sợ là không có người nào là đối thủ của thượng quan dục. Lúc này không chỉ có hoàng tộc họ thượng quan nhìn chăm chăm hoàng tộc họ Diệp mà ngay cả hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Long cũng đang quan sát bọn họ, thậm chí ngay cả cao thủ thần cảnh thực lực tầm thường nhất cũng theo dõi bọn họ. Ai cũng thấy được hoàng tộc họ Diệp bị ba hoàng tộc lớn khác nhắm vào. Từ đây về sau hoàng tộc họ Diệp có thể tiếp tục tồn tại nữa không vẫn còn là ẩn số. Diệp Giang cắn răng nói, nếu tiền bối thượng quan đã chấp hết chúng tôi thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Nói xong anh ta ra lệnh, năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ diệp lập tức cùng xông về phía thượng quan dục thượng quan dục khẽ nhấc chân lên tiếp đó mọi người chỉ thấy một bóng người biến mất tại chỗ khi bóng dáng của thượng quan dục xuất hiện lại lần nữa thì chỉ thấy lão ta vung tay lên đấm mạnh lên người một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ diệp cậu thanh cậu có cần để người sống trở về nhắn lời thượng quan dục cung kính nhìn dương thanh hỏi không cần dương thanh ra tay đã có người chủ động giết cao thủ của hoàng tộc họ diệp Sợ là bây giờ chỉ cần Dương Thanh ra lệnh, các cao thủ của ba hoàng tộc lớn khác sẽ cùng chạy tới hoàng tộc họ Diệp ngay lập tức. Diệp Sang vừa lăn vừa bò rời khỏi hiện trường. Không khí đột nhiên im lặng, không ai dám nhúc nhích. Mọi người đều nơm nớp lo sợ. Lúc này thượng quan dục lại đi lên võ đài lần nữa, ánh mắt nước nhìn khắp chung quanh, lạnh giọng nói: Còn ai dám khiêu chiến với tôi nữa không? Chấm, vừa rồi ông ta đã một mình đánh bại tất cả mọi người của hoàng tộc họ Diệp, chỉ còn một mình Diệp Sang sống sót. Một đám cao thủ có mặt ở đây trên cơ bản đều là cao thủ dưới thần cảnh đỉnh phong, còn ai dám ra đấu với thượng quan dục nữa đây? Nhất thời, hơn 100 cao thủ thần cảnh vốn đến tham gia đấu võ thế mà lại không có ai dám tham chiến tiếp. Cuối cùng cho các người suy nghĩ thêm một phút nữa. Nếu vẫn chưa có ai muốn khiêu chiến thì coi như các người bỏ quyền thi đấu. Thượng quan dục bỗng thốt lên lần nữa. Cả hiện trường vẫn yên lặng không một tiếng động. Có người dục ra dục dịch, muốn lên võ đài đánh một trận nhưng nghĩ tới lúc nãy ngay cả cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ diệp mà thượng quan dục còn giết huống chi là bọn họ nếu vậy thì xin cảm ơn tiền bối thượng quan dương thanh cười ha ha nói với thượng quan dục thượng quan dục vội vàng nói cậu thanh quá nghiêm túc rồi với thực lực của cậu nhìn khắp chiêu châu này có mấy người là đối thủ của cậu tôi vốn chẳng phải đối thủ của cậu cậu trở thành vương của yến đô danh xứng với thực thấy thế Long Tấn vội vã cao giọng hô, "Chúc mừng cậu Thanh trở thành vương của Yến Đô." Đoàn Diệp cũng vội vàng nói, "Chúc mừng cậu Thanh trở thành vương của Yến Đô." Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên khắp khán đài, "Muốn trở thành vương của Yến Đô, hãy đánh bại tôi trước đã." Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều giật mình, bây giờ, dưới sự ủng hộ của ba hoàng tộc lớn, không còn ai dám thách thức Dương Thanh, nhưng lúc này lại có người xuất hiện, tuyên bố muốn khiêu chiến Dương Thanh. Dương Thanh lập tức sầm mặt, nhìn về phía bóng người già nua xuất hiện ở lối vào hội trường. Lưu lão quái, lại lần nữa nhìn thấy lưu lão quái, trong mắt dương thanh lé lên sát khí mãnh liệt. Chấm, vị đại sư cổ thuật đến từ khu vực số 9 của miêu thành này từng bắt tay với Diệp Lâm để giết Dương Thanh, sau đó chuồn mất với Diệp Lâm khi thấy huyết mạch cuồng hóa của Dương Thanh thức tỉnh. Lưu lão quái năm lần bảy lượt định giết Dương Thanh, bây giờ còn dám tới khiêu khích, rõ ràng lão ta rất tự tin về thực lực của mình. Dương Thanh hít mắt, không ngờ ông dám chủ động đến tìm tôi, như thế cũng tốt, tôi đỡ phải tới khu vực số 9 của Miêu Thành để tìm ông." Lưu lão quái cười lạnh, "Dương Thanh, có phải bây giờ cậu đang nghĩ mình mạnh lắm, đến mức không ai kiểm soát nổi cậu nữa chứ gì?" Dương Thanh cười khẩy, "Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, nhưng so với ông, đúng là tôi rất mạnh, ít nhất tôi cũng không giống ông, sắp bị tôi giết thì lại được cao thủ khu vực số 9 của Miêu Thành cứu." Dương Thanh từng có cơ hội giết Lưu lão quái, nhưng đúng lúc anh sắp giết lão ta, một cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành bỗng xuất hiện rồi hùng hổ đưa lưu lão quái đi. Hồi đó, tuy Dương Thanh chưa bước vào siêu phàm cảnh nhưng đã đánh với cao thủ siêu phàm cảnh rồi. Nhưng không ai ngờ thực lực của Dương Thanh lại tăng nhanh như thế, chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ thần cảnh đỉnh phong, anh đã đạt đến siêu phàm lục cảnh như bây giờ. Hay nói cách khác, Miêu Thành có ít nhất 13 cao thủ siêu phàm cảnh, đương nhiên đây chỉ là số lượng thấp nhất, con số chính xác sẽ nhiều hơn cho dù có gấp đôi thì Dương Thanh cũng không hề kinh ngạc. Còn Lưu Lão Quái chính là cao thủ khu vực số 9 của Miêu Thành, người cứu Lưu Lão Quái từ tay Dương Thanh trước đó tên Hoàng Tiến, chính là vực chủ của khu vực số 9. Về sau Dương Thanh mới biết chuyện này? Dương Thanh lạnh nhạt liếc Lưu Lão Quái rồi nhìn lên trời, cao giọng nói, Diệp Lâm, cút ra đây đi. Chấm. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, tiếng cười sang sảng bỗng vang lên, không ngờ tôi đã che giấu kỹ như thế mà vẫn bị cậu phát hiện sau khi dứt lời diệp lâm lập tức xuất hiện trong hội trường diệp lâm và lưu lão quái đứng đối diện dương thanh hai người đều nhìn anh với vẻ mặt hài hước như đang nắm con mồi dương thanh thản nhiên nói không ngờ hai ông lại cấu kết với nhau nhưng cho dù như thế thì sao chứ chỉ dựa vào các ông có thể giết nổi tôi à sau khi anh dứt lời khí thế của siêu phàm lục cảnh lập tức bùng nổ từ người anh vào giây phút này diệp lâm và lưu lão quái đều biến sắc với cảnh giới võ thuật của họ đương nhiên họ có thể cảm nhận được cảnh giới của Dương Thanh. Chấm, vài tháng trước, khi mới đạt đến siêu phàm lục cảnh, họ đã đánh với Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh, sau cùng phải bỏ trốn vì Dương Thanh đã hoàn toàn điên cuồng do kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Giờ mới không gặp bao lâu mà cảnh giới võ thuật của Dương Thanh đã tăng thêm 3 nấc rồi. Nếu là cao thủ thần cảnh thì việc này xem như bình thường, nhưng Dương Thanh là cao thủ siêu phàm cảnh mà thực lực cũng có thể tăng liền ba nấc, chuyện này khiến họ vô cùng kinh hãi không ngờ cậu lại mạnh đến mức này nhưng chỉ với chút thực lực ấy cậu nghĩ mình sẽ làm gì được hai cao thủ siêu phàm thất cảnh ư lưu lão quái nghiến răng nghiến lợi diệp lâm có vẻ nghiêm nghị sâu trong mắt còn có ý rút lui dương thanh nhìn họ với vẻ cười mà như không hay chúng ta thử xem tôi có làm gì được hai ông không nhé lưu lão quái tức giận nói cậu tự đòi đấy lão hoàng chủ diệp tên này có gì đó quái lạ chúng ta cùng ra tay đi diệp lâm đáp được hai người gần như lao tới chỗ dương thanh cùng một lúc dương thanh vẫn đứng im không buồn né tránh anh bỗng dậm chân luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức lan ra từ người anh dưới cú dậm này của anh nền đất trước mặt anh xuất hiện một vết nứt dài khoảng nửa mét diệp lâm và lưu lão quái vừa xông đến đã phát hiện vết nứt trước mặt mình họ nhảy bật lên vọt qua vết nứt nhào về phía dương thanh cốt các ông chỉ có chút thực lực ấy thôi hả dương thanh mỉm cười nguy hiểm ngay sau khi anh dứt lời Mắt anh dần trở nên đỏ ngầu, khí thế khủng khiếp hơn nữa bắt đầu lan ra từ người anh. Khí thế ngang ngửa siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đó khiến tim mọi người đập thình thịch. Lưu lão quái và Diệp Lâm biến sắc, quay sang nhìn nhau, đều trông thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt đối phương. "Không ổn, rút." Diệp Lâm gần như không hề trần trừ, bỗng dẫm mạnh chân, mượn lực đàn hồi từ mặt đất để lùi về sau nhanh như chớp. Lúc này, thực lực Dương Thanh thể hiện ra đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lưu Lão Quái và Diệp Lâm hoàn toàn không biết, một thời gian trước tại hoàng tộc họ Phùng đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cảnh giới võ thuật của Dương Thanh đã tăng vào từ siêu phàm tam cảnh lên tới siêu phàm lục cảnh chỉ trong một năm ngắn ngủi. Thậm chí, thực lực chiến đấu của Dương Thanh đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Muốn chuồn, muộn rồi, thấy Diệp Lâm vừa di chuyển vừa lùi dần ra ngoài mấy chục mét, Dương Thanh nhấn mạnh chân trên mặt đất, nền đất lập tức lõm xuống thành một hố sâu, còn anh thì đã biến mất khỏi vị trí cũ. Uỳnh, một đòn giáng xuống, Diệp Lâm như thể đã bị trọng thương, hộp ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Lưu lão quái đứng bên sợ đến ngây ra, lão ta biết thực lực của Dương Thanh rất mạnh nhưng vẫn không thể ngờ anh lại mạnh đến mức này. Chấm, chỉ một đòn đã đánh cho một cao thủ siêu phàm lục cảnh như Diệp Lâm bay ra ngoài, hộp máu. Lưu lão quái lúc này chỉ mới có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi so với Dương Thanh đã đạt tới sức chiến đấu của siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thì lão ta vẫn còn quá yếu. Lão ta vốn tưởng rằng khi bước vào cảnh giới siêu phàm thất cảnh thì đã rất mạnh, nhưng thật không ngờ bản thân vẫn không phải đối thủ của Dương Thanh. Đám cao thủ thần cảnh tới tham dự cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô đang đứng quanh đó đều đã trợn mắt há miệng, cao thủ siêu phàm cảnh quả là khủng khiếp. Vậy mà trước đó bọn họ còn dám tơ tưởng ngôi vương của Yến Đô, giờ đây nhìn lại, đúng là nực cười. Bây giờ đến phiên ông, ánh mắt dương thanh rơi xuống người lưu lão quái lạnh lùng nói nghe vậy lưu lão quái lập tức biến sắc không chút do dự phóng ngay về phía ngược lại chạy trôi chết dương thanh cười khẩy một tiếng lần trước còn có cao thủ của miêu thành tới cứu ông để xem lần này ai có thể cứu nổi ông đây vừa dứt lời bóng anh đã biến mất khỏi vị trí đang đứng những cao thủ thần cảnh tới tham dự thi đấu hoàn toàn không nhìn rõ bóng dáng dương thanh chỉ có thể cảm nhận được một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp đang bao phủ khắp nơi một giây tiếp theo bóng dương thanh xuất hiện trước mặt lưu lão quái sắc mặt lưu lão quái biến đổi kịch liệt lớn tiếng hô lên dương thanh hai chúng ta vốn không có thù hận gì quá sâu cậu thả cho tôi đi đi tôi bảo đảm sẽ không bao giờ đối đầu với cậu nữa dương thanh cười nhạt giờ đã biết bản thân không phải là đối thủ của tôi thì mới nghĩ tới chuyện không đối đầu với tôi nữa à có điều ông cảm thấy với thực lực hiện nay của tôi tôi còn sợ ông có ý đối đầu với tôi chắc sắc đỏ như máu trong mắt anh trở nên càng đập, ý chí chiến đấu toàn thân bắt đầu khởi động, uy vũ bá đạo hệt một thiên thần đến từ chín tầng trời. Lưu lão quái biết, Dương Thanh sẽ không buông tha cho mình, đáy mắt lão ta chợt lóe lên một tia điên cuồng, đột một vung cánh tay lên, một con cổ trùng dữ tợn bay vèo về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, tầng thứ sáu trong phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh nhanh chóng vận hành, huyết mạch cuồng hóa cũng được kích hoạt triệt để, một hơi thở khủng bố tràn ra từ trên người anh anh nhanh nhẹn chém ra một trường, một luồng kinh khí cực mạnh đánh bay con cổ trùng kia. Tà đạo, đáng chết, Dương Thanh quát lên một tiếng giận dữ, ý chí võ thuật toàn thân bùng nổ, thân hình thoáng lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt lưu lão quái, vung tay đánh ra một quyền. Lúc này, trên trường đấu võ, chỉ còn một mình Dương Thanh đứng chắp tay. Nghe lưu lão quái nói thế, Diệp Lâm mới lấy lại tinh thần, vội vàng vận hành công pháp tu luyện, sau đó nhanh chóng phát hiện, mình không thể ngưng tụ một chút hơi thở võ thuật nào nữa hiển nhiên tu vi võ thuật của mình cũng đã bị phế bỏ dương thanh khuôn mặt diệp lâm trở nên dữ tợn hàn học nhìn dương thanh giận dữ hét to mày nhất định sẽ phải trả giá đắt đáy mắt lưu lão quái cũng tràn đầy thù hận lão ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào dương thanh nói mày dám phế mất võ thuật của tao đây nhất định sẽ là việc mày phải hối hận nhất đời này ánh mắt dương thanh lóe lên một ý muốn giết người anh lạnh lẽo nói các người đã muốn chết thì để tôi giúp các người toại nguyện dứt lời bóng anh lại lần nữa biến mất Huyệt, khi anh xuất hiện một chân đã rơi xuống ngực diệp lâm vận lực trong giây lát con người diệp lâm đột nhiên co rút lại ánh sáng trong đôi mắt từ từ biến mất lưu lão quái trận to mắt nhìn sắc mặt không thể tin nổi mày mày dám giết ông ta thật à dương thanh cười nhạt không chỉ dám giết ông ta kể cả ông tôi cũng dám giết không thấy dương thanh tung một cước về phía mình lưu lão quái cuống quyết đến tuyệt vọng hét lớn tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật về thân thế của cậu chân dương thanh đã hạ xuống thậm chí đã chạm vào ngực lưu lão quái nhưng câu nói vừa rồi của lão ta đã thành công kìm chân anh lại nhận ra mình còn sống lưu lão quái hào hển thở gấp con người tràn đầy sợ hãi lão ta chưa từng tưởng tượng ra có một ngày mình sẽ bị người dẫm đạp dưới chân như một con kiến thậm chí một cước của đối phương đã đủ giết chết mình Dương Thanh lạnh lẽo nói với lão ta, nếu ông dám lừa gạt tôi, tôi sẽ khiến ông nếm thử thế nào là sống không bằng chết. Giọng nói của anh lạnh buốt như băng, lưu lão quái chợt cảm thấy bút giá tận xương tủy, người cứ run lên. Lão ta vội vã tỏ thái độ, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không dám lừa gạt cậu. Nay cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bốn phía đều có người, dĩ nhiên Dương Thanh sẽ không để lưu lão quái nói ra thân thế của anh tại nơi như thế này giờ đây lưu lão quái đã mất sạch võ thuật, dù giữ lại cái mạng của lão ta cũng sẽ không gây nên sóng gió gì. Dương Thanh đảo mắt nhìn khắp trốn một lượt, sau đó lạnh lùng cất tiếng, còn ai muốn đánh với tôi một trận. Anh vừa nói xong, khắp trốn chìm trong tĩnh mịch. Nếu không phải vừa chính mắt chứng kiến sức mạnh của Dương Thanh, có lẽ bọn họ còn có thể tự tin tham dự cuộc đấu, nhưng giờ đây ngay cả khi hai cao thủ siêu phàm cảnh liên hợp lại cũng không phải đối thủ của dương thanh thì những con tép chỉ có thực lực thần cảnh như bọn họ có tư cách gì mà đòi đánh một trận với dương thanh nếu không còn ai vậy tôi tuyên bố cuộc đấu võ tranh ngôi vương của yến đô đến đây là kết thúc từ nay về sau tôi chính là vương của yến đô thành lập một trật tự võ thuật mới cho yến đô này ai không tuân theo giết không tha hiện trường tràn đầy những tiếng hoan hô vang dội cuộc tranh ngôi vương của yến đô rốt cuộc đã kết thúc Đối với Dương Thanh, chuyện cần làm sau đó chính là kế thừa đế thôn trong truyền thuyết, lấy được đế trưởng, cứu mã siêu. Lúc này, Lưu Lão Quái đã không còn chút sợ hãi, cười ha hả nói, Dương Thanh, giờ đây chắc chắn cậu rất muốn giết tôi đúng không? Nhưng cậu lại không dám, vì nếu tôi mà chết thì chuyện cậu có huyết mạch cuồng hóa sẽ truyền đi khắp chiêu châu. Ánh mắt Dương Thanh đã lạnh buốt như băng, Lưu Lão Quái cứ thao thao bất tuyệt, anh chỉ lặng lặng nghe. Mãi đến khi lão ta nói xong, Dương Thanh mới lạnh giọng hỏi, "Vậy nên, ông cho rằng đe dọa tôi như vậy thì tôi không dám giết ông à?" Lưu lão quái cười nhạt, "Cậu dám giết tôi sao?" Dương Thanh không trả lời mà dùng hành động thực tế để đáp lại lão ta, một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp từ trên người anh tràn ra, bao phủ lấy Lưu lão quái. Thấy vậy, sắc mặt Lưu lão quái lập tức biến đổi, cả giận quát, "Dương Thanh, cậu định làm gì?" Bộp, bóng Dương Thanh hóa thành một vệt mờ, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lưu lão quái vươn một tay chộp lấy cổ lão ta, giờ khắc này, lưu lão quái cảm thấy đến hô hấp cũng thật khó khăn, nỗi sợ hãi nhanh chóng lan khắp người. Cánh tay dương thanh hơi vận lực, lưu lão quái bị anh nhấc bổng lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía lão ta, lạnh lẽo nói, khi tôi mới chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong thì đã đối đầu với vương tộc, khi tôi vừa bước vào siêu phàm cảnh đã dám đứng ở vị trí đối lập với hoàng tộc họ Diệp. Thậm chí chỉ với thực lực siêu phàm tam cảnh đã dám xông vào hoàng tộc họ Diệp, suýt thì giết chết một cao thủ siêu phàm lục cảnh như Diệp Lâm, ngay cả trước đó ông cùng lão ta bắt tay nhau mà vẫn suýt mất mạng trong tay tôi mà nay võ thuật của tôi đã bước vào siêu phàm lục cảnh nếu phát huy toàn lực thì có thể ngang ngửa với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong rồi ngay cả hoàng tộc cổ xưa tôi còn chẳng để vào mắt ông cho rằng tôi còn sợ ông tiết lộ tin tôi có huyết mạnh cuồng hóa ra ngoài sao con người lưu lão quái tràn đầy khủng hoảng trong kinh sợ còn có đôi chút khẩn cầu nay tuy lão ta đã mất sạch võ thuật nhưng chỉ cần có thể sống sót lão ta sẽ có cách để khôi phục nền tảng võ thuật của mình, bắt đầu tu luyện lại, dù không thể trở về trạng thái cao nhất nhưng chỉ ít cũng có thể bước vào siêu phàm cảnh, so với người trong chiêu châu cũng coi như cao thủ hàng đầu rồi. Nhưng nếu đã chết, thì mọi sự đều kết thúc. Dương Thanh tăng lực bàn tay, lớn tiếng hỏi, cho ông cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết, chữ ông ra, còn ai biết tin tôi sở hữu huyết mạch cuồng hóa nữa. Uyên, Dương Thanh vừa dứt lời, thân thể lưu lão quái đã bị ném văng ra ngoài, nặng nề nện vào vách tường, nháy mắt, tường sập. Lưu lão quái giấy rụa bò ra khỏi đống đổ nát, mặt đầy máu tươi. Tôi chỉ lừa cậu thôi, trừ tôi ra, không còn ai biết cậu có huyết mạch cuồng hóa cả. Tôi chỉ muốn lấy điều này đe dọa lừa gạt cậu, để kiếm lấy một đường sống. Cầu xin cậu rộng lượng, tha cho tôi một lần đi, từ nay về sau tôi sẽ là con chó trung thành nhất dưới chân cậu, chỉ cần cậu muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Lưu lão quái quỷ dạp trên mặt đất, thấp thỏm cầu xin sắc mặt Dương Thanh âm trầm tột đỉnh, anh nheo mắt nói, ông có biết, nếu để tôi phát hiện ra ông dám lừa gạt tôi thì hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Lưu lão quái vội vàng nói, tôi thật sự không lừa cậu, nếu cậu không tin tôi thì có thể tạm thời giam lỏng tôi lại, nếu có người tiết lộ tin tức về huyết mạch cuồng hóa của cậu thì lúc đó khiến tôi sống không bằng chết cũng chưa muộn. Dương Thanh có thể nhìn ra, lần này Lưu lão quái đã thật sự sợ hãi, không dám nói dối. Anh chỉ im lặng, không biết đang nghĩ gì. Xem ra, ngay cả gia tộc cổ võ cũng chưa chắc đã mạnh được như Miêu Thành. Lưu lão quái vội hỏi, cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì mình biết, cậu có thể tha cho tôi một đường sống không? Dương Thanh không trả lời vấn đề này mà lại hỏi, Hoàng Tiến là chủ của khu vực số 9 sao? Cảnh giới võ thuật của ông ta là cấp nào? Ông ta có quan hệ gì với ông? Lưu lão quái sửng sốt một chút, như thể không ngờ Dương Thanh lại hỏi đến mối quan hệ giữa lão ta và Hoàng Tiến. Lão ta bỗng nhớ lại, trước đây, khi Dương Thanh mới tới cấp bậc bán bộ siêu phàm cảnh đã từng suýt chút nữa thì giết chết lão ta, cuối cùng, may nhờ vực chủ khu vực số 9 là Hoàng Tiến xuất hiện cứu lão ta đi, lão ta mới được sống sót. Dương Thanh đang muốn tới tìm Hoàng Tiến để báo thù sao? Suy nghĩ một lát, lão ta mới lên tiếng, Hoàng Tiến là chủ khu vực số 9, nay đã có thực lực siêu phàm thất cảnh, tôi với cậu ta học cùng một thầy, cậu ta là sư đệ của tôi. Dương Thanh gật đầu, thì ra là thế nói vậy thì lần trước hoàng tiến tới cứu lưu lão quái khỏi tay anh cũng do nể tình đồng môn đối với hoàng tiến dương thanh không căm thù gì nhiều dẫu sao khi đó thực lực của anh còn thua xa ông ta nhưng hoàng tiến vẫn không xuống tay dồn anh vào chỗ chết bằng không anh đã sớm mất mạng về tay ông ta rồi dương thanh nhìn lưu lão quái nói được rồi những gì cần biết tôi cũng đã biết giờ ông muốn chăn chối điều gì thì nói nhanh đi rồi tôi tiến ông nốt chặng đường cuối cùng nghe vậy lưu lão quái lập tức hốt hoảng sợ hãi kêu tôi đã nói cho cậu hay nhiều tin tình báo như vậy mà cậu vẫn không chịu tha cho tôi sao ngôn tình hoàn dương thanh bình thản nói tôi chưa bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào từng muốn giết tôi lần trước ông đã liên hợp với diệp lâm để giết tôi nếu không nhờ tôi kịp thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì chị e đã sớm mất mạng trong tay các người rồi dương thanh bình thản nhìn về phía phùng giai di nói tôi cho rằng cô sẽ không tiết lộ cho người khác dù cô thực sự tiết lộ bí mật của tôi ra ngoài thì cũng coi như đáng đời tôi tuy anh chưa tiếp xúc nhiều với phùng giai di nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi anh lại có thể nhận ra nhân phẩm của cô ta thế nào vì thế anh hoàn toàn không hề lo phùng giai di sẽ tiết lộ bí mật của mình ra ngoài đương nhiên dù thực sự tiết lộ thì cũng đã sao đúng như những lời dương thanh mới nói với lưu lão quái khi anh mới chỉ tới thần cảnh đỉnh phong anh đã dám đương đầu với vương tộc mới bước chân vào siêu phàm cảnh đã có gan đấu với cao thủ siêu phàm cảnh khác của hoàng tộc. Nay cảnh giới võ thuật của anh đã bước vào siêu phàm lục cảnh, sức chiến đấu ngang ngửa với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, một khi cao thủ bát cảnh không ra tay, ai có thể đấu lại anh? Giờ anh định thế nào? Phùng Giai Di không tiếp tục đề tài vừa rồi mà nghiêm nghị hỏi sang chuyện khác. Dương Thanh lắc đầu, tôi cũng không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ, chỉ có thể tiếp tục chờ, đợi đến khi cao thủ của đế thôn đến tìm tôi thôi anh chỉ biết nghe đồn rằng chỉ ai trở thành vương của yến đô mới có tư cách kế thừa đế thôn nhưng những tin tức thật sự về đế thôn lại không có ai hay biết lần này anh chủ động tổ chức cuộc đấu tranh ngôi vương của yến đô đồng thời giật được vị trí quán quân trở thành vương của yến đô tiếp theo dường như anh chỉ có thể chờ đợi truyền thuyết về đế thôn luôn có khá nhiều nhưng những tin tức tình báo thật sự có liên quan đến đế thôn lại không thấy có gì phùng giai di bỗng lên tiếng sắc mặt nghiêm túc lại từ trăm năm trước, dựa theo yêu cầu của người kia, cao thủ của vương tộc và hoàng tộc không được bước nửa bước vào Yến Đô, nhưng hôm nay, cao thủ của vương tộc và hoàng tộc đã nhan nhản khắp Yến Đô rồi, mà vẫn không gặp bất cứ chuyện gì. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, mà truyền thuyết này rất có thể chỉ là một câu chuyện mà người xưa nghĩ ra, mục đích thực sự là để bảo vệ Yến Đô, không bị những gia tộc đứng đầu xâm lấn. Thực tế, không hề có đế thôn gì, hết thảy đều chỉ là truyền thuyết mà thôi nghe phùng giai di nói đến đó sắc mặt dương thanh trở nên khó coi anh đã gửi gắm mọi hy vọng vào đế trượng bởi chỉ có thể lấy được đế trượng mới cứu được mã siêu nhưng nếu quả như lời phùng giai di vừa nói thì chẳng phải có nghĩa là đế thôn không hề tồn tại cho nên đế trượng cũng chỉ là thứ được tưởng tượng ra không có đế trượng mã siêu phải làm sao đây hơn nữa vị cao thủ áo đen từng gặp ở hoàng tộc họ phùng kia từng nói với dương thanh chắc như đinh đóng cột rằng lấy được đế trượng có thể cứu mã siêu vậy chẳng lẽ đối phương cũng đang lừa mình sao? Mà nếu truyền thuyết là thật, Phùng Giai Di cũng vừa nói đó thôi, trăm năm trước, người kia đã lập ra một quy định, cao thủ của vương tộc và hoàng tộc không được bước chân vào Yến Đô nửa bước. Nhưng giờ đây, khắp nơi đều có cao thủ của vương tộc và hoàng tộc, mà bọn họ vẫn nhờ như bình an, việc này phải giải thích thế nào? Đương nhiên, tôi cũng chỉ suy luận thế mà thôi, còn về chuyện đế thôn có tồn tại hay không, như anh đã nói, hiện nay chúng ta không có bất kỳ tin tức thật nào về đế thôn cả, cho nên chỉ có thể đợi. Chúng ta không ngại chờ, nhưng Mã Siêu lại không thể chờ được lâu như vậy, hôm nay đã là ngày thứ ba, vị cao thủ áo đen kia đã nói, phong ấn chỉ có thể chống đỡ được nhiều nhất là 7 ngày. Vậy có nghĩa là, trong vòng 7 ngày, chúng ta phải tìm được biện pháp cứu cậu ấy, bằng không, cậu ấy thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Phùng Giai Di nặng nề nói, những chuyện này, sao Dương Thanh lại không biết? nhưng giờ đây đâu còn biện pháp gì có thể cứu được Mã Siêu. Chẳng lẽ anh cứ phải ngồi đầy chờ đến ngày thứ bảy, chờ cái chết đến với Mã Siêu? Nếu như đến ngày thứ bảy lại vẫn không có được đế trượng thì phải làm sao? Dương Thanh nghiêm túc nói, cô nói rất phải, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đế thôn không hề tồn tại, một khi đó là sự thật, chúng ta phải có biện pháp khác cứu Mã Siêu. Nhưng, những thần y mà anh biết, một là Ngài Lâm, một là Phùng Tiểu Huyền, nay ngải lâm đã bị phùng trí viễn giấu đi phùng tiểu uyển và bé tĩnh an cũng bị đưa đi rồi cho đến giờ này anh vẫn chưa tìm được tung tích họ nghĩ tới đây anh bèn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số chẳng mấy chốc một giọng nói tràn ngập tang thương vang lên gặp phải chuyện khó dương thanh sửng sốt ngay sau đó anh hiểu ra tuy vô danh chưa khẳng định với anh rằng đế thôn có tồn tại hay không nhưng ông cụ lại bảo anh tiếp tục chờ đây cũng là một cách gián tiếp nói cho dương thanh đáp án cuối cùng cảm ơn sư phụ con đã biết nên làm thế nào rồi dương thanh lập tức mừng rỡ tảng đá vẫn đè nặng trong lòng rốt cuộc đã biến mất chỉ cần đế thôn thật sự tồn tại vậy thì mã siêu có hy vọng cứu được rồi chỉ có điều ngay khi anh còn đang vui sướng vô danh đã lên tiếng nhắc nhở con chớ nên vui mừng quá sớm có một số việc chưa chắc sẽ như con mong muốn đâu dương thanh thì trái lại sau chục phút ứng đối với những đòn tấn công điên cuồng của mã siêu thể lực của anh đã tiêu hao quá nửa toàn bộ yến đô đều đã bị bao phủ dưới một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp, vô số cao thủ ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự vân phong, vẻ mặt khiếp sợ. phía dinh thự vân phong đã có chuyện gì xảy ra vậy? đó là nơi ở của dương thanh, vương của yến đô, nhất định là cậu ấy đã gặp phải phiền toái lớn nào đó rồi. loại chiến đấu cấp bậc cao thế này hẳn phải là cuộc chiến của các cao thủ siêu phàm cảnh nhì. khắp các ngõ ngách của yến đô, các cao thủ đều vô cùng khiếp sợ. Lại thêm 20 phút đấu tay đôi, Dương Thanh cảm thấy thể lực của mình đã gần như cạn kiệt, đại đạo thiên diễn kinh đã vận hành đến cực hạn, huyết mạch cuồng hóa cũng đã được kích hoạt, nhưng sức lực của anh vẫn tiêu hao cực nhanh. Trái lại, Mã Siêu vẫn như không có chuyện gì, không chỉ không hề suy yếu mà còn càng đánh càng mạnh. Dương Thanh biết, nếu còn tiếp tục, chỉ e mình chưa bị đánh chết thì đã mệt chết rồi. Uỳnh, ngay khi sự chú ý của anh phân tán trong một tích tắc, một đòn cực mạnh của Mã Siêu đã đánh trúng ngay giữa ngực anh, cổ họng anh chợt có thứ gì đó ngòn ngọt, ngọt trào lên cảm giác như muốn hộp máu thân thể anh chúng một đòn này liền lùi về phía sau vài chục bước nhưng ngay vào lúc này mã siêu lại một lần nữa vọt tới hung hăng đánh xuống một quyền cực mạnh dương thanh cắn răng không kịp nghĩ nhiều tay chém ra một trường uyên một quyền của mã siêu đánh ngay vào lòng bàn tay dương thanh anh cảm thấy có một năng lượng cuồng bạo đang len dọc theo bàn tay mình lan tràn đi khắp cánh tay uyên 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 anh còn chưa kịp lui lại ba đòn công kích của mã siêu đã rơi xuống liên tiếp lần này dương thanh đã không cách nào đứng thẳng được nữa thân thể anh bị đánh bay ra sau như một quả bóng cao su nhưng anh còn chưa rơi xuống đất mã siêu đã lại vọt tới rít gào điên cuồng đánh mạnh một đòn xuống đầu anh mặt dương thanh lập tức biến sắc muốn né tránh nhưng thân mình anh đã bay lên không cách nào thay đổi quỹ tích di chuyển của mình dường như lần này anh chỉ còn một cách gắng gượng chống đỡ đòn này của mã siêu có điều nếu chúng đòn này dù không chết thì chỉ sợ anh cũng phải trọng thương rồi với trạng thái hiện nay của anh một khi trọng thương nhất định sẽ bị mã siêu giết chết trong một đòn ngay khi nắm đấm của mã siêu sắp rơi xuống đầu dương thanh chợt có một bóng người trung niên xuất hiện trước mặt anh người đàn ông trung niên kia chỉ thờ ơ vươn một cánh tay uyên nắm đấm của mã siêu nặng nề rơi vào lòng bàn tay người đàn ông trung niên kia lại như thể đánh vào bịch bông người đàn ông trung niên vẫn đứng vững tại chỗ không lui nửa bước. trái lại, mã siêu như vừa bị một năng lượng vô hình đập chúng, thân thể bay ngược ra sau. một giây tiếp theo, bóng người đàn ông trung niên biến mất. khi ông ta xuất hiện lại, dương thanh chỉ thấy ông ta chạm nhẹ vào giữa chán mã siêu một cái, quát lớn, chân áp. sau một tiếng quát lớn này, những đường hoa văn màu đỏ máu trên người mã siêu hệt như chuột thấy mèo, biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. thân thể mã siêu rơi xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền như một đứa trẻ ngủ say. Kể từ khi Mã Siêu đánh bay Dương Thanh cho đến khi anh ta muốn đánh chết Dương Thanh, lại có một người đàn ông trung niên xuất hiện đỡ đòn cho anh, rồi đến khi người đàn ông trung niên kia trấn áp Mã Siêu chỉ bằng một ngón tay, tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Hết thảy đều diễn ra trong một tích tắc, cho nên Dương Thanh bị Mã Siêu đánh bay, thân thể vừa mới chạm đất liền thấy Mã Siêu vừa rồi còn đang cực kỳ điên cuồng nay đã nằm dài trên mặt đất như một đứa trẻ ngủ say. Dương Thanh biết, đối phương không phải biến mất vào hư không và xuất hiện lại chẳng qua thực lực của người này quá mạnh, tốc độ quá nhanh, cho nên ông ta biến mất khi nào, xuất hiện ra sao, ngay cả Dương Thanh cũng không biết. Lúc này, người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Dương Thanh, từ trên cao nhìn xuống anh, lạnh lùng nói, người thừa kế của đế thôn mà chỉ có chút thực lực thế này thôi sao? Chỉ có điều, dường như người này hoàn toàn không ưa anh. Song Dương Thanh chẳng hề để ý đến thái độ của đối phương, lòng anh đang kích động vô cùng. Suốt cuộc, cao thủ của đế thôn đã xuất hiện, vậy tức là mã siêu sắp được cứu rồi dương thanh vội hỏi tiền bối xin hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể nhận được đế trưởng đế thiên khinh bỉ cười một tiếng cậu thế này mà cũng mơ tưởng lấy được đế trưởng đợi chừng nào cậu đánh bại được tôi thì hắn nhắc tới mã siêu vẫn vững vàng sừng sững ở đó mặt mũi dữ tợn vung cao một cánh tay một giây tiếp theo anh ta đánh mạnh một chưởng này về phía đầu dương thanh phùng giai di chứng kiến cảnh tượng này lập tức sợ đến choáng váng cả người chỉ biết ngơ ngác nhìn Mã Siêu vung tay đánh xuống đầu Dương Thanh. Uyên, trong một tích tắc, Dương Thanh cũng vươn một cánh tay chắn trước đầu mình, đòn này của Mã Siêu rơi ngay xuống tay Dương Thanh. Chân Dương Thanh trượt nhanh về sau đến 5, 6 mét mới dừng lại. Thấy Phùng Giai Di vẫn chưa đi, anh tức giận quát, đi nhanh đi. Phùng Giai Di lấy lại tinh thần, vội vã chạy ra ngoài. Mã siêu lại một lần nữa lao về phía Phùng Giai Di, Dương Thanh cắn răng sông tới, chắn trước mặt Phùng Giai Di. Uinh uinh uinh, Mã Siêu liền bắt đầu điên cuồng công kích Dương Thanh, mỗi một đòn đều là đòn mạnh nhất, mà Dương Thanh lại không muốn làm tổn thương Mã Siêu nên chỉ có thể ra sức né tránh. Chỉ có điều, sau khi phá vỡ phong ấn, sức chiến đấu của Mã Siêu đã tăng vọt, ngang ngửa với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong rồi. Tuy Dương Thanh cũng có thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong nhưng anh không muốn tấn công Mã Siêu, chỉ liên tục né tránh, còn Mã Siêu lại dốc toàn lực công kích anh. Vậy nên, lúc này áp lực của Dương Thanh vô cùng nặng nề lơ là một giây là có thể bị mã siêu đánh trọng thương từng giây từng phút trôi đi tình hình của mã siêu càng thêm bất ổn anh ta hệt như một con dã thú từ thời hồng hoang điên cuồng công kích dương thanh không biết mệt dương thanh tìm mọi cách né tránh không thể tránh khỏi bị thương mã siêu cậu tỉnh lại mau dương thanh hét lớn cố gắng kéo lý trí của mã siêu về nhưng mã siêu không có bất kỳ phản ứng nào như là hoàn toàn mất lý trí rồi trong mắt đỏ như máu không còn chút tình cảm hệt một cỗ máy lạnh băng, chỉ có một mục tiêu giết Dương Thanh. Mười phút sau, một cơ ngơi đổ sộ như dinh thự vân phong đã biến thành đống đổ nát. Trên phế tích, mã siêu đã hoàn toàn phát điên, mỗi đòn tấn công đều ẩn chứa sát khí, bởi vì thị huyết châu đang không ngừng bổ sung thể lực cho mã siêu nên anh ta chẳng khác nào một cỗ máy vĩnh cửu, không hề tiêu hao chút gì. Dương Thanh thì trái lại, sau chục phút ứng đối với những đòn tấn công điên cuồng của mã siêu, thể lực của anh đã tiêu hao quá nửa. Toàn bộ yến đồ đều đã bị bao phủ dưới một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp, vô số cao thủ ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự Vân Phong, vẻ mặt khiếp sợ. Phía dinh thự Vân Phong đã có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Thanh biết, nếu còn tiếp tục, chỉ e mình chưa bị đánh chết thì đã mệt chết rồi. Oing, ngay khi sự chú ý của anh phân tán trong một tích tắc, một đòn cực mạnh của Mã Siêu đã đánh trúng ngay giữa ngực anh, cổ họng anh chợt có thứ gì đó ngọt ngọt trào lên, cảm giác như muốn hộp máu thân thể anh chúng một đòn này liền lùi về phía sau vài chục bước nhưng ngay vào lúc này mã siêu lại một lần nữa vọt tới hung hăng đánh xuống một quyền cực mạnh dương thanh cắn răng không kịp nghĩ nhiều tay chém ra một trường uyên một quyền của mã siêu đánh ngay vào lòng bàn tay dương thanh anh cảm thấy có một năng lượng cuồng bạo đang len dọc theo bàn tay mình lan tràn đi khắp cánh tay uyên 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 anh còn chưa kịp lui lại ba đòn công kích của mã siêu đã rơi xuống liên tiếp lần này dương thanh đã không cách nào đứng thẳng được nữa thân thể anh bị đánh bay ra sau như một quả bóng cao su nhưng anh còn chưa rơi xuống đất mã siêu đã lại vọt tới rít gào điên cuồng đánh mạnh một đòn xuống đầu anh mặt dương thanh lập tức biến sắc muốn né tránh nhưng thân mình anh đã bay lên không cách nào thay đổi quỹ tích di chuyển của mình dường như lần này anh chỉ còn một cách gắng gượng chống đỡ đòn này của mã siêu có điều nếu chúng đòn này dù không chết thì chỉ sợ anh cũng phải trọng thương rồi với trạng thái hiện nay của anh một khi trọng thương nhất định sẽ bị mã siêu giết chết trong một đòn ngay khi nắm đấm của mã siêu sắp rơi xuống đầu dương thanh chợt có một bóng người trung niên xuất hiện trước mặt anh người đàn ông trung niên kia chỉ thờ ơ vươn một cánh tay uyên nắm đấm của mã siêu nặng nề rơi vào lòng bàn tay người đàn ông trung niên kia lại như thể đánh vào bịch bông người đàn ông trung niên vẫn đứng vững tại chỗ không lui nửa bước trái lại mã siêu như vừa bị một năng lượng vô hình đập chúng thân thể bay ngược ra sau. Một giây tiếp theo, bóng người đàn ông trung niên biến mất. Khi ông ta xuất hiện lại, Dương Thanh chỉ thấy ông ta chạm nhẹ vào giữa chán mã siêu một cái, quát lớn, chân áp. Sau một tiếng quát lớn này, những đường hoa văn màu đỏ máu trên người mã siêu hệt như chuột thấy mèo, biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. Thân thể mã siêu rơi xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền như một đứa trẻ ngủ say. Kể từ khi mã siêu đánh bay Dương Thanh cho đến khi anh ta muốn đánh chết Dương Thanh, lại có một người đàn ông trung niên xuất hiện đỡ đòn cho anh, rồi đến khi người đàn ông trung niên kia trấn áp Mã Siêu chỉ bằng một ngón tay, tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Hết thảy đều diễn ra trong một tích tắc, cho nên Dương Thanh bị Mã Siêu đánh bay, thân thể vừa mới chạm đất liền thấy Mã Siêu vừa rồi còn đang cực kỳ điên cuồng nay đã nằm dài trên mặt đất như một đứa trẻ ngủ say. Dương Thanh biết, đối phương không phải biến mất vào hư không và xuất hiện lại, chẳng qua thực lực của người này quá mạnh, tốc độ quá nhanh, cho nên ông ta biến mất khi nào xuất hiện ra sao, ngay cả Dương Thanh cũng không biết. Lúc này, người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Dương Thanh, từ trên cao nhìn xuống anh, lạnh lùng nói, người thừa kế của đế thôn mà chỉ có chút thực lực thế này thôi sao? Nghe đối phương nói thế, Dương Thanh lập tức ngẩn người. Từ khi anh bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, anh luôn là kẻ vô địch trong lớp người cùng thế hệ, ai cũng cảm thấy thực lực của anh quá mạnh, đây là lần đầu tiên bị người ta nói thực lực quá yếu. Xong Nghĩ tới cảnh tượng người này chỉ dùng một ngón tay đã chân áp được mã siêu, Dương Thanh hoàn toàn không thể nổi nóng được. Một ngón tay đã đẻ ép được cao thủ có thực lực ngang ngửa siêu phàm thất cảnh đỉnh phong như mã siêu, sao có thể là người bình thường? Cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Xin hỏi, ngài là tiền bối của đế thôn phải không? Dương Thanh bò dậy, cung kính nhìn người đàn ông trung niên, hỏi. Song Dương Thanh chẳng hề để ý đến thái độ của đối phương, lòng anh đang kích động vô cùng, Audio điện tử võ tấn bền phùng tiểu uyển lắc đầu, mặt lộ vẻ lo âu, nói, em chưa bao giờ tiếp xúc với bệnh nhân đánh mất ý thức vì bị vật bên ngoài tác động, nhưng em sẽ cố gắng tìm cách chữa trị cho anh siêu. Ngay cả phùng tiểu uyển cũng không có cách nào sao. Dương Thanh nói, trong thời gian này, chúng ta nghĩ cách tìm cho được cỏ hồi hồn, bất kể thế nào cũng phải tìm cách ổn định bệnh tình của mã siêu trước đã. Phùng tiểu uyển gật đầu, nói, nhưng nếu cỏ hồi hồn thật sự có công hiệu giúp anh siêu lấy lại ý thức thì trong thời gian này em sẽ chuyên tâm tìm hiểu những vấn đề liên quan đến nó. Dù không thể giúp anh ấy lập tức tỉnh táo lại thì chỉ ít cũng phải bảo vệ phần ý thức còn lại không bị cắn nuốt mất. Nói xong, cô ta quay sang phía ngải lâm, chị lâm, chị đừng quá lo lắng, có anh Thanh ở đây rồi, chắc chắn sẽ không để anh siêu gặp chuyện gì đâu. Dương Thanh cũng vội nói theo, tiểu huyền nói rất đúng, chắc chắn em sẽ không để mã siêu gặp chuyện gì, hơn nữa, đã có tiền bối đế thiên ra tay trấn áp thị huyết châu trong người mã siêu tạm thời mã siêu sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng ngài lâm ngượng cười mọi người yên tâm tôi không việc gì đâu người thân yêu của cô ấy mất đi ý thức mà cô còn không thể ở bên cạnh làm sao lại không việc gì được đúng lúc này miêu hồng người đưa dương thanh tới đây lại bước vào nói cậu thanh thành chủ cho mời dương thanh gặp lại ngài lâm và phùng tiểu uyển chỉ lo ôn chuyện đã quên mất cả nguyên nhân mình tới đây anh nhìn Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển, nói, hai người ở đây nhé, em đi gặp thành chủ. Được Miêu Hồng dẫn đường, Dương Thanh nhanh chóng đi tới cạnh một con suối nhỏ, có một người mặc áo vải, đầu đội mũ rộng vành, ngồi bên dòng suối, quay lưng lại phía này, tay còn cầm một cần câu cá. Hình ảnh này khiến Dương Thanh nhớ tới một nhân vật trong thần thoại, Khương Thái Công. Khương Thái Công câu cá, con cá nào tình nguyện sẽ cắn câu. Thưa thành chủ, cậu Thanh tới rồi. Miêu Hồng đến sau lưng ông lão, cung kính nói. Quả đúng là thành chủ Miêu Thành, Dương Thanh âm thầm kinh ngạc trong lòng, anh vốn tưởng thành chủ Miêu Thành sẽ là một vị cao thủ cực kỳ bá đạo, lại không ngờ đó là một ông lão mặc áo vải, đội mũ rộng vành. Tới rồi à, ông lão buông cần, cười cười đứng dậy, nhìn về phía Dương Thanh, sắc mặt hòa hoãn. Dương Thanh không cảm nhận được bất kỳ hơi thở võ thuật nào từ trên người đối phương, tựa như đứng trước mặt anh là một ông cụ sáu bảy mươi bình thường mà không phải là một vị thành chủ miêu thành đứng ngang hàng với chủ một gia tộc cổ võ dương thanh vội vàng cúi chào nói chào miêu thành chủ bất kể thế nào miêu thành chủ cũng là người hơn tuổi là địch hay bạn chưa bàn lễ nghĩa tối thiểu không thể thiếu nói xong anh thoải mái ngồi xuống tảng đá đó nói xong ông lão bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch sắc mặt vẫn còn lộ vẻ thèm thuồng cười bảo nhiều người muốn uống rượu này của tôi lắm đấy nhưng số người thực sự có thể uống được chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Nghe vậy, Dương Thanh âm thầm khiếp sợ trong lòng. Miêu Thành chủ lại cười cười, "Cậu thử chút đi xem rượu này thế nào." Dương Thanh vội bưng chén rượu lên, uống cạn. Rượu vừa vào cổ họng đã hóa thành một dòng nước ấm, chảy thẳng xuống bụng, ngay sau đó, một hơi thở cuồng bạo từ trong cơ thể anh bùng phát. Dương Thanh vội vã vận hành Chiến Thần Quyết mới có thể ép luồng hơi thở cuồng bạo kia xuống, theo từng đợt vận hành Chiến Thần Quyết Dường như rượu kia đã hóa thành thứ linh khí tinh khiết nhất, được thân thể Dương Thanh hấp thu rồi luyện hóa. Nhưng chỉ một vòng tu luyện này không thể hấp thu và luyện hóa toàn bộ linh khí từ rượu. Miêu Thành chủ cười bảo, không cần để ý đến tôi, tranh thủ lúc hiệu quả của rượu còn đang cao, mau tu luyện hấp thu đi. Miêu Thành chủ đã nói vậy, Dương Thanh không khách sáo, anh ngồi xếp bằng, vận hành Chiến Thần Quyết, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, linh khí trong rượu bị thân thể hấp thu luyện hóa. Dương Thanh không biết mình tu luyện bao lâu, đợi khi anh dừng lại, trời đã nhá nhem tối, Miêu Thành chủ đã không còn ở đó, cách đó không xa, Miêu Hồng đang đứng như là đợi Dương Thanh. Miêu Thành chủ đâu? Dương Thanh đứng dậy, đi tới chỗ Miêu Hồng, hỏi. Miêu Hồng đáp, mỗi ngày thành chủ chỉ tới đây câu cá chừng hơn 2 tiếng, ngài ấy đã đi rồi, có dặn tôi đưa cậu về. Dương Thanh hơi nghi hoặc, anh không hiểu, rốt cuộc Miêu Thành chủ là người thế nào, chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa, từ trên người Miêu Thành chủ, anh không cảm nhận được chút cừu địch nào, ngược lại còn có cảm giác cực kỳ thân cận. Nếu không phải đã biết bản thân có huyết mạch cuồng hóa, có lẽ anh đã nghi ngờ Miêu Thành chủ liệu có phải ông nội mình hay không. Chén rượu mới uống trước đó đã khiến cảnh giới võ thuật lâu nay chỉ trệ được tăng lên khá nhiều, điều này làm anh vô cùng khiếp sợ, chỉ một chén rượu lại có thể đem đến hiệu quả vượt hơn cả một tháng tu luyện của anh, việc này có phải đã hơi thái quá rồi không? Chẳng mấy chốc, Miêu Hồng đã đưa Dương Thanh về nơi ở của Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Thấy Dương Thanh trở về, hai người đều lộ vẻ lo lắng. Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm đều sửng sốt, Ngải Lâm nói: "Từ khi tôi và Tiểu Uyển tới nơi này, chưa từng đi ra ngoài, chỉ biết nơi này là phủ Miêu Thành, còn về vị Miêu Thành chủ cậu vừa nói, chúng tôi chưa từng gặp lần nào." Phùng Tiểu Uyển cũng bảo: "Em với chị Lâm cả ngày đều ở trong này, không quen biết ai khác." Dương Thanh lập tức trầm tư, Phùng Tiểu Huyền và Ngài Lâm đều đã tới thành phủ Miêu Thành lâu như vậy rồi nhưng còn chưa từng gặp Miêu Thành chủ, mà anh vừa mới tới đã được Miêu Thành chủ mời gặp mặt. Miêu Thành chủ chỉ mời anh một chén rượu, sau đó không thấy tâm hơi, anh thực sự không hiểu, Miêu Thành chủ đưa anh tới phủ Miêu Thành vì mục đích gì. Dương Thanh thực sự không hiểu vì sao Miêu Thành chủ lại đối xử với mình như vậy, đồng thời cũng không rõ đối phương có mục đích gì, anh chỉ biết, thứ rượu Miêu Thành chủ cho anh uống vô cùng kỳ lạ, nó có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình sau một đêm tu hành dương thanh cảm thấy cảnh giới võ thuật của mình đã gần chạm tới ngưỡng siêu phàm lục cảnh đỉnh phong đợi khi bước vào siêu phàm lục cảnh đỉnh phong rồi thì siêu phàm thất cảnh còn xa nữa sao sáng hôm nay miêu hồng tới đây sau lưng còn có hai cấp dưới đi theo mỗi người xách hai túi lớn không biết trong đó chứa thứ gì miêu hồng nhìn dương thanh nói cậu thanh đây là cỏ hồi hồn thành chủ sai tôi mang tới cho cậu ông ta vừa nói xong dương thanh liền ngây ngẩn cả người lần này anh tới miêu thành chính là để tìm kiếm cỏ hồi hồn bởi phùng giai di đã nói phùng hoàng từng cho biết cỏ hồi hồn có thể giúp người mất đi ý thức chậm rãi khôi phục lại cỏ hồi hồn này lại chỉ có ở miêu thành vậy nên anh mới phải tới nơi này nhưng anh thật không ngờ mình còn chưa bắt tay vào tìm kiếm cỏ hồi hồn miêu thành chủ đã sai người đưa tới quan trọng hơn cả là bằng cách nào miêu thành chủ lại biết được mục đích chuyến đi này của anh thay tôi gửi lời cảm ơn miêu thành chủ dương thanh bình tĩnh lại nói miêu hồng lại nghiêm trang bảo nếu muốn cảm ơn thì cậu hãy đích thân tới cảm ơn mỗi ngày thành chủ đều tới long khê thả câu dứt lời ông ta quay người bước đi nhìn theo bóng dáng miêu hồng biến mất dương thanh ngơ người ra vị này lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ anh thanh đây là cỏ hồi hồn nhiều quá đi mất lúc này phùng tiểu uyển cũng bước ra nhìn thấy bốn túi lớn đựng đầy cỏ hồi hồn cô ta khiếp sợ ra mặt dương thanh gật đầu cười nói vừa rồi miêu thành chủ sai người đưa tới Phùng Tiểu Uyển kinh ngạc thốt lên, giá trị của cỏ hồi hồn cao lắm đấy, một cây cỏ hồi hồn trên trăm năm ở phòng đấu giá có thể bán ra với giá chục triệu tệ, một cây cỏ hồi hồn thông thường cũng phải tầm năm, sáu chục nghìn, mà đây có hẳn bốn túi lớn như vậy. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Thanh cũng hết sức kinh ngạc. Anh chỉ biết cỏ hồi hồn này cực kỳ hiếm, chỉ miêu thành mới có, nhưng không ngờ một cây cỏ hồi hồn bình thường đã có giá tới năm, sáu chục nghìn. Nhìn bốn túi lớn trên sàn, ước chừng phải có hơn chục nghìn cây, vậy có nghĩa là, nếu sách bốn túi cỏ hồi hồn này ra ngoài bán, chỉ ít cũng phải được 5, 600 triệu. Đối với anh, việc quan trọng nhất vào lúc này chính là tu luyện. Nay tuy anh đã trở thành vương của Yến Đô, dựa theo quy tắc, anh là người thừa kế của đế thôn, nhưng cao thủ đế thôn lại nói thẳng anh còn quá yếu, chưa có tư cách bước vào đế thôn. Vậy nên, hiện tại anh chỉ có thể tìm cách làm bản thân trở nên mạnh hơn, đế thiên cũng đã nói, chỉ khi cảnh giới của anh vượt trên siêu phàm cửu cảnh thì mới có tư cách bước vào đế thôn. Chỉ cần anh mau chóng tu luyện tới siêu phàm cửu cảnh, dù Phùng Tiểu Uyển không thể chữa khỏi cho Mã Siêu thì anh vẫn có cơ hội tiến vào đế thôn, lấy được đế trượng, sau đó có thể dùng đế trượng hút thị huyết châu trong người Mã Siêu ra. Thấy Dương Thanh lại đã tiến vào trạng thái tu luyện, Phùng Tiểu Uyển cảm thấy áp lực trên vai càng lúc càng lớn, cô ta âm thầm thề trong lòng, nhất định sẽ chữa khỏi cho Mã Siêu. 3 giờ chiều Dương Thanh đi tới cạnh Long Khê, thấy Miêu Thành chủ đã ngồi ở đó. Ông lão vẫn ăn mặc giản dị như hôm qua, áo vải, mũ rộng vành, ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm cần câu cá, bên cạnh giỏ cá còn có một hồ lô rượu. "Chào Miêu Thành chủ." Dương Thanh cung kính lên tiếng chào. Miêu Thành chủ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh, hài lòng gật gù, cười bảo, "Được đấy, tu luyện một ngày mà cảnh giới đã có bước tiến, tiếp tục tu luyện với tốc độ này, hẳn chỉ vài năm là có thể bước vào siêu phàm cửu cảnh." ngồi đi. Dương Thanh ngồi xuống, cười nói, Miêu Thành Chủ, xin cảm ơn ngài đã tặng cỏ hồi hồn. Miêu Thành Chủ lắc đầu cười, rồi hỏi, nhất định cậu đang rất muốn hỏi tôi, làm sao tôi biết cậu tới Miêu Thành để tìm cỏ hồi hồn, đúng không? Dương Thanh thoáng sửng sốt, sau đó cười khổ, nói, đúng là không chuyện gì giấu được Miêu Thành Chủ. Đúng vậy ạ, à, tôi đến đây là để tìm cỏ hồi hồn. Nếu ngài đã biết mục đích tôi tới đây, hẳn cũng đã biết, tôi có một người anh em bị thị huyết châu cắn nuốt ý thức. Miêu Thành chủ gật đầu, không đợi Dương Thanh hỏi liền chủ động nói ngay, tình huống của cậu ấy quá đặc thù, tôi không cách nào cứu được, muốn cứu cậu ấy, cậu chỉ có một cách là lấy được đế trượng của đế thôn. Đương nhiên, thế giới này rộng lớn như vậy, chuyện lạ nào cũng có, có thể còn biện pháp khác, chỉ có điều, tạm thời chưa ai biết mà thôi. Thứ khác Miêu Thành chưa chắc có nhưng cỏ hồi hồn thì cậu không cần khách sáo với tôi, y thuật của cô bé kia tốt lắm, chưa biết chừng lại có thể nghiên cứu ra thứ thuốc chữa khỏi người anh em của cậu. Khi nào dùng hết chỗ cỏ hồi hồn đó thì cứ nói với Miêu Hồng một tiếng là được." Dương Thanh bỗng không biết nên nói gì, bởi vì mỗi lần anh muốn hỏi Miêu thành chủ, ông lão đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho vấn đề anh chưa kịp thoát ra luôn rồi. Dương Thanh suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Lão tiền bối, làm sao ngài biết được những chuyện này ạ?" À? Hiển nhiên, ý anh muốn hỏi là làm sao Miêu thành chủ lại biết mục đích của anh khi đến đây? Có lẽ vì cảm giác với người này quá thân cận, dương thanh vô thức đổi xương hô từ miêu thành chủ thành lão tiền bối miêu thành chủ hiền hòa nhìn dương thanh nói nếu cháu gọi ông một tiếng ông thì có lẽ ông sẽ nói cho cháu biết đáp án đấy dương thanh thoáng sửng sốt sau đó cười gọi ông miêu đợi khi anh tu luyện xong mặt trời cũng vừa xuống núi miêu thành chủ đã đi mất tự bao giờ dương thanh chỉ đành cười khổ lắc đầu hình như lão tiền bối còn chưa nói cho mình biết đáp án mấy ngày sau đó cứ mỗi buổi trưa dương thanh lại tới long khê vào giờ cố định mỗi lần anh tới nơi này miêu thành chủ lại rót cho anh một chén rượu mỗi lần uống rượu xong dương thanh lại tiến vào trạng thái tu luyện đợi khi kết thúc tu luyện miêu thành chủ đã đi mất mãi đến ngày thứ bảy khi dương thanh tu luyện xong anh lại phát hiện miêu thành chủ vẫn chưa đi hình như ông lão đang chờ mình dương thanh đứng lên nói với miêu thành chủ ông miêu ông đang đợi cháu ạ à? miêu thành chủ cười ha hả nhìn chằm chằm dương thanh rồi gật đầu hài lòng nói chỉ một tuần ngắn ngủi mà cảnh giới võ thuật đã tăng từ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ lên đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, thiên phú võ thuật của cháu quả thật cực cao đấy." Dương Thanh vội nói, "Chủ yếu nhờ có rượu của ông Miêu đấy ạ, à, nếu không, chỉ sợ đến cảnh giới siêu phàm lục cảnh trung kỳ cháu cũng chưa đạt tới được đâu." Những lời này không phải lời tâm bốc mà đúng thực là như thế. Bảy ngày này, Miêu thành chủ đều đặn cho Dương Thanh một chén rượu mỗi ngày, mỗi lần uống xong, Dương Thanh đều có thể cảm nhận được ích lợi cực lớn mà nó mang đến cho anh. Miêu Thành chủ cười nói, "Rượu này là rượu ông đã cất giữ hơn 60 năm, chỉ có một hồ lô rượu đó thôi, nhưng giờ đã uống hết rồi." Nghe Miêu Thành chủ nói thế, Dương Thanh mới ý thức được, mấy chén rượu này quý giá cỡ nào. Anh có hơi thất vọng một chút, vì anh còn tưởng sẽ tiếp tục nhận được một chén rượu thần kỳ như vậy mỗi ngày, không ngờ đã hết rồi. Hơn 60 năm trước, khi ông mới chỉ là một thanh niên ngoài 20, có một lần lên Miêu Sơn tìm dược liệu lại tình cờ gặp cơn mưa lớn, không thể xuống núi đành ở lại trong một hang động đụt mưa may mắn phát hiện một hầm rượu thứ rượu cháu uống mấy hôm nay được lấy từ trong đó ông chỉ để dành một hồ lô rượu này thôi miêu thành chủ cười ha hả nói như đang nhắc tới một chuyện rất bình thường dương thanh nghe tới đó lòng chấn động tột cùng một hồ lô rượu đã khiến anh cảm nhận được thế nào là tu luyện như ngồi trên hỏa tiễn huống chi là một hầm rượu miêu thành chủ vẫn vui vẻ cười nói nhất định cháu đang nghĩ Liệu có phải vì uống hết hầm rượu đó nên ông mới có thể trở thành thành chủ của Miêu thành này hay không? Không đợi Dương Thanh phủ nhận, Miêu thành chủ tiếp tục nói, "Vậy cháu đoán đúng rồi đấy, hơn 60 năm trước, khi đó ông mới chỉ là một người trẻ tuổi có trình độ võ thuật bình thường của gia tộc họ Miêu, nếu ông nhớ không lầm thì vào thời điểm đó, ông chỉ vừa bước chân vào vương cảnh sơ kỳ." Từ sau khi phát hiện hầm rượu thần bí này, tốc độ tu hành của ông đã tăng cực nhanh, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Thực lực của ông đã bay nhanh từ Vương cảnh sơ kỳ lên tới thần cảnh đỉnh phong, năm đó ông mới 23 tuổi. Dương Thanh âm thầm khiếp sợ, năm anh 23 tuổi, hình như vừa mới đi lính ở biên giới phía Bắc chưa được bao lâu, thời điểm đó, thực lực của anh còn kém xa Vương cảnh sơ kỳ, mà Miêu Thành chủ vào thời điểm đó đã thành một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thật là khủng khiếp. Nay anh đã 28 tuổi lại chỉ mới tới siêu phàm lục cảnh, tốc độ tu hành thoạt nhìn có vẻ nhanh lắm nhưng nếu muốn đưa cảnh giới võ thuật lên đến siêu phàm bát cảnh trước khi bước vào tuổi 30 thì vẫn quá khó. Dương Thanh lắc đầu, nụ cười trên môi miêu thành chủ dần tắt đi, ánh mắt nhuộm vẻ bi thương, ông lão chậm rãi nói, đời này, nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông chính là không thể bảo vệ con gái mình. Bởi khi con trẻ, cậy có hầm rượu kia giúp ông thuận lợi tu hành, ông chỉ biết đắm chìm trong ánh hào quang của hành trình đột phá hết cảnh giới này đến cảnh giới khác, lại sơ sót trong việc bảo vệ người thân bên mình. Ngay năm ông 30 tuổi, cũng là thời điểm ông kế thừa chức vị thành chủ, con gái ông bị kẻ địch bắt cóc, kẻ đó lấy nó để đe dọa ông, buộc ông phải bỏ vị trí thành chủ này. Đối phương nói, chỉ cần ông chịu bỏ vị trí thành chủ thì sẽ thả con gái ông ra, nhưng ông của khi đó còn quá nóng nảy kiêu căng, 30 tuổi trở thành thành chủ Miêu Thành, đó chính là thời gian huy hoàng nhất của ông, làm sao có thể buông bỏ được. Nói đến đó, Miêu thành chủ ngừng lại, ánh mắt nhuốm đầy hối hận, ông lão cầm hồ lô rượu lên, định uống một ngụm lại phát hiện hồ lô không còn một giọt. Ông lão không nói kỹ càng về kết cục cuối cùng của con gái mình, nhưng Dương Thanh có thể mơ hồ đoán được, đối phương đã lấy con gái ông lão để ép buộc Miêu Thành Chủ bỏ chức vị thành chủ của mình, mà Miêu Thành Chủ lại không chịu, vậy thì sao đối phương chịu bỏ qua cho con gái ông lão? Miêu Thành Chủ cười khổ, đặt hồ lô rượu xuống, lại cười nói, ông dùng hết một đời mình để uống cạn hầm rượu ấy, lại chỉ để cho cháu có một hồ lô rượu, nghe có vẻ hẹp hòi quá nhỉ. Ông và cháu có duyên với nhau, nếu chỉ tặng cháu một bầu rượu thì quá keo kiệt, vậy đi, ông tặng cháu thêm một thứ nữa, nhất định cháu phải nhận đấy. Nói xong, Miêu Thành Chủ lấy từ trong áo ra một chiếc hộp bọc tơ lụa, mở hộp ra, bên trong có một món đổ lóe sáng ánh kim loại, hình dạng khác thường, kích thước bằng một hộp xiêm. Cùng lúc đó, một luồng uy lực võ thuật khủng khiếp từ trong món đồ này tràn ra ngoài. Giờ phút này, Dương Thanh cảm thấy trường lực quanh mình dường như cũng đã biến đổi, người như có một ngọn núi lớn đè lên. Còn người anh có rút lại, thứ nhỏ bé, nhìn tầm thường thế này lại chứa đựng một sức mạnh kinh khủng cỡ đó. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Thanh vội từ chối, miêu thành chủ, không công không cán sao dám nhận thưởng, ông đã giúp cháu rất nhiều, món quà này quá lớn, cháu không thể nhận được. Tuy anh tới Miêu Thành đã được 7 ngày nhưng thời gian tiếp xúc với Miêu Thành chủ không tính là nhiều, mỗi ngày đều chỉ gặp ông lão một lát, sau đó uống chén rượu thần kỳ kia, anh liền tiến vào trạng thái tu luyện, đợi khi tu luyện xong đã không thấy Miêu Thành chủ đâu anh nói sau đó vươn tay ra miêu thành chủ không đưa ngay vật kia vào tay dương thanh mà nói trước tiên hãy điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất đã nghe miêu thành chủ nói thế dương thanh càng thêm chờ mong một giây sau anh vận hành chiến thần quyết huyết mạch cuồng hóa cũng lập tức được kích hoạt một hơi thở võ thuật khủng bố từ trên người anh tràn ra thấy dương thanh bộc phát trạng thái mạnh nhất miêu thành chủ mới hài lòng gật đầu cười nói nhận lấy suốt lời ông lão đặt đồ vật thần bí lên tay của dương thanh vừa mới chạm vào đồ vật thần bí kia, anh đã cảm thấy như đang phải đỡ lấy một ngọn núi khổng lồ trên tay đột nhiên nặng trịch. ầm, tiếng động thật lớn vang lên. mặt đất dưới chân anh nứt ra, hai chân anh lún sâu trong lòng đất. dương thanh khiếp sợ tổn độ, không dám chậm chế tiếp tục bộc phát huyết mạch cuồng hóa, hai mắt đỏ sậm. một luồng khí thế cuồng bạo tỏa ra từ trên người anh. cánh tay đang cầm đồ vật thần bí của anh chậm rãi nâng lên. lúc này, anh chỉ cảm thấy võ đạo của mình đang bị áp chế chỉ khi dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể miễn cưỡng đỡ được đồ vật thần bí này. Anh không thể tưởng tượng nổi làm thế nào Miêu Thành chủ có thể cầm nó theo người. Ha 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 ha, Miêu Thành chủ nhìn thấy bộ dạng trật vật của Dương Thanh, chợt cười lớn, từ nay trở đi thứ này sẽ thuộc về cháu. Mấy ngày này cháu cứ ở lại đây từ từ làm quen với nó đi. Nói xong, ông lão đứng dậy, tay cầm cần câu tay cầm sọt cá, đeo hồ lô rượu trên vai ung dung rời đi, miệng còn ngâm nga khúc hát. Dương Thanh ngơ ngác nhìn theo. Miêu Thành chủ cứ đi như vậy sao? Rõ ràng anh đã từ chối nhận đồ vật thần bí này, tại sao ông lão vẫn cưỡng ép đưa cho anh? Với thực lực hiện giờ của anh, muốn nhẹ nhàng bắt được thứ này thực sự rất khó. Đồ vật thần bí này nặng như vậy, nếu để dưới đất sợ là sẽ bị chôn vùi ngay tức khắc. Vậy nên hiện giờ anh chỉ có thể cầm nó trong tay, còn không thể buông xuống. Dương Thanh nhìn theo bóng lưng Miêu Thành chủ hét lớn, "Lão tiền bối đừng đi mà. Ông đi rồi cháu phải làm sao đây?" thế nhưng ông lão chẳng thèm để ý tới trông có vẻ đang chậm rãi bước đi nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh dương thanh cầm lấy cũng không được vứt xuống cũng không xong chỉ đành bộc phát trạng thái mạnh nhất của mình luân phiên đổi tay cầm đồ vật thần bí này mặt đất dưới chân anh nứt ra thành từng mảnh dần dần vùi chân anh xuống mỗi lần anh chân bị vùi lấp anh lại phải đổi sang chỗ khác đến khi chân chìm trong lòng đất anh lại tiếp tục đổi chỗ cùng lúc đó trong một tòa nhà cổ kính Phùng Tiểu Uyển đang đứng trước cổng, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Ngải Lâm ngồi trong sân bế bé Tĩnh An, sắc mặt lo âu nhìn Phùng Tiểu Uyển nói: "Hay là em ra ngoài tìm anh Thanh của em đi." Mấy ngày trước, mỗi khi mặt trời lặn xuống núi, Dương Thanh đều sẽ trở về. Thế nhưng hôm nay sắc trời đã tối sầm vẫn không thấy anh đâu. Thấy Miêu Hồng kiên định như vậy, Phùng Tiểu Uyển đã hiểu nếu không được Miêu thành chủ cho phép, ông chú nghiêm nghị trước mặt sẽ không cho cô ta ra ngoài. Miêu Hồng vội tiến lên lo lắng hỏi thăm. Ông cụ lắc đầu cười đáp, yên tâm, không chết được. Miêu Hồng muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói năng gì, chỉ rót cho Miêu Thành Chủ một cốc nước nóng. Miêu Thành Chủ uống xong, cười nói, bây giờ dễ chịu hơn nhiều rồi. Rốt cuộc Miêu Hồng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi, Thành Chủ cho cậu thanh toàn bộ rượu trong hồ lô cuối cùng của ngài, thế còn ngài phải làm sao? Ngoại trừ Miêu Thành Chủ và Miêu Hồng, không một ai biết hiện giờ sức khỏe của Miêu Thành Chủ vô cùng kém rượu trong hồ lô rượu cuối cùng kia chính là loại thuốc tốt nhất đối với ông lão thế nhưng ông lão lại tặng hồ lô rượu cuối cùng ấy cho dương thanh miêu thành chủ cười đáp tôi uống rượu cả đời lại chỉ cho nó được đúng một bình đúng là có lỗi với nó hơn nữa dù có giữ hồ lô rượu này lại cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng với tôi chỉ miến cưỡng giúp tôi dễ chịu hơn một chút chẳng bằng cho nó để nó tu luyện nhanh hơn yên tâm tôi vẫn chưa chết được đâu miêu hồng bỗng cảm thấy bi thương Đỏ mắt nói, "Thành chủ, rốt cuộc phải làm gì mới có thể chữa khỏi bệnh cho ngài? Dù tôi có chết cũng phải giúp ngài tìm được thần dược có thể trị khỏi cho ngài." Miêu thành chủ lắc đầu cười, "Không phải tôi mắc bệnh, mà là đến tuổi già rồi. Cậu có thể ngăn cản một người chết già được sao? Tôi sống lâu như vậy đã đủ rồi. Trừ chuyện kia ra, tôi chẳng còn gì tiếc nuối nữa." Miêu Hồng nói, "Chuyện kia trôi qua nhiều năm như vậy, thành chủ vẫn còn áy náy sao?" Miêu thành chủ chỉ cười đáp, được rồi, cậu ra ngoài đi. Tôi phải đi nghỉ rồi. Bấy giờ Miêu Hồng mới gật đầu, cung kính lui ra. Lúc này ở bên bờ Long Khê, Dương Thanh vẫn đang chống đỡ áp lực đè nặng của đồ vật thần bí kia. Đất trong vòng 100 mét xung quanh anh đã lún xuống tầm nửa mét cả rồi, hệt như chiếc máy đầm đất đã nén đất xuống vậy. Đồ vật thần bí này thực sự quá nặng. Anh có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong mà còn phí sức như vậy, e là chỉ cao thủ siêu phàm bát cảnh mới có thể dễ dàng cầm nó dương thanh thầm kinh hãi rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì vậy sao lại có năng lượng mạnh mẽ như thế nhưng anh lại vui mừng nhận ra chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi thực lực của anh lại tăng tiến với tốc độc tu luyện như vậy có lẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thể bước vào siêu phàm thất cảnh siêu phàm thất cảnh là một cửa ải lớn rất nhiều người cố gắng cả đời cũng khó có thể vượt qua nếu cảnh giới của anh đạt tới siêu phàm thất cảnh liệu sức chiến đấu của anh có thể đạt tới siêu phàm bát cảnh hay không Dương Thanh đấu tranh với đồ vật thần bí này suốt cả đêm, tuy rằng vô cùng vất vả nhưng một đêm này bằng cả một tuần tu luyện bình thường của anh. Dương Thanh cất tiếng hỏi, xin hỏi ông là ai? Người giết cậu. Người áo đen lạnh lùng đáp, cơ thể nhanh như chớp lao vào tới trước người Dương Thanh, tung trưởng vỗ xuống đầu anh. Lần này, cao thủ áo đen không vội vàng tấn công anh nữa, là bước từng bước về phía anh. Dương Thanh nhìn chằm chằm đối phương, điên cuồng vận hành chiến thần quyết chỉ là vết thương của anh quá nặng, công pháp chẳng có bao nhiêu tác dụng. Hiện giờ, anh chỉ có thể dựa vào huyết mạch cuồng hóa. Cao thủ áo đen đi tới vị trí cách Dương Thanh khoảng 4-5 mét, bỗng dừng bước nhìn chằm chằm anh, bây giờ tôi muốn giết cậu rất đơn giản, giống như dẫm chết một con kiến. Không phải cậu vừa nói cậu sẽ không chết sao, Dương Thanh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ sậm chứa đầy sát khí. Người sở hữu huyết mạch cuồng hóa thì đã sao, cũng chỉ như vậy mà thôi, nói thật lòng, mẹ cậu chuyển huyết mạch cuồng hóa lên người cậu đúng là lãng phí của rơi. Có phải cậu cảm thấy bây giờ mình còn trẻ đã có được tu vi siêu phàm lục cảnh đỉnh phong là thiên phú cực kỳ xuất chúng rồi không? Tôi nói cho cậu biết, cậu có thể tu luyện nhanh như vậy không phải vì có thiên phú xuất chúng, mà là nhờ vào huyết mạch cuồng hóa. Cao thủ áo đen không ngừng cười lạnh, khinh thường nói với Dương Thanh. Lửa giận trong mắt anh càng thêm mãnh liệt. Cao thủ áo đen vẫn còn nói tiếp, phải rồi, tôi suýt quên không nói cho cậu một chuyện, thật ra bố ruột của cậu chết trong tay tôi đấy. Mẹ cậu muốn chuyển huyết mạch cuồng hóa sang cho cậu là vì muốn cậu thoát khỏi sự truy sát của tôi. Nhưng mà số cậu đen thật, cuối cùng vẫn gặp phải tôi. Bố cậu bị tôi giết rồi, bây giờ cậu cũng phải chết trong tay tôi. Đúng là một gia đình bi thảm, lời nói của cao thủ áo đen đã hoàn toàn chọc giận Dương Thanh. Sắc đỏ trong mắt Dương Thanh càng ngày càng đậm, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp. Anh nhìn chầm chầm cao thủ áo đen, nghiến răng hỏi, ông nói, chính ông đã giết bố tôi sao? Cao thủ áo đen cười lạnh đáp, sao hả? Có phải biết được chân tướng xong rất muốn giết tôi để báo thù rửa hận cho bố mẹ không? Nhưng vậy thì đã sao? Cậu chỉ là một con kiến dựa vào huyết mạch cuồng hóa mới có được thực lực siêu phàm lục cảnh mà thôi. Tôi đã bước vào siêu phàm bắt cảnh. Trong mắt tôi cậu chính là một con kiến nhỏ bé có thể bị tôi dẫm chết bất cứ lúc nào. Cao thủ áo đen không ngừng khiêu khích Dương Thanh, khiến cơn giận của anh ngày càng nồng đậm, ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Cầm miệng, ông cầm miệng lại cho tôi. Anh nổi giận gầm lên, âm đoàng đoàng. Đúng lúc đó, trên trời bỗng đánh xuống một tia sét, chấp rạch ngang trời sáng loáng. Gió thổi cuồn cuộn như muốn hủy diệt cả đất trời. Trong mắt Dương Thanh đỏ sậm như màu máu, khí thế võ thuật trên người anh không ngừng tăng lên, nhưng lại nhanh chóng bị khựng lại bởi một vách ngăn vô hình. Phá ra, Dương Thanh ngửa mặt lên trời, giận dữ gào thét, đoàng, mặt đất dưới chân anh lập tức sụp đổ. Một tia sét chói mặt xẹt ngang qua bầu trời, ầm ầm đánh xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt sấm sét bổ thẳng vào người Dương Thanh, khiến quần áo trên người anh lập tức nổ tung thành bột mịn. Làn da màu đồng cổ của anh lộ ra ngoài không khí. Điều đáng sợ nhất là tia sét này làm nổ tung quần áo của anh, nhưng cơ thể của anh lại không hề bị tổn hại. Trong mắt cao thủ áo đen lộ vẻ kinh sợ, lẩm bẩm, đây là thiên kiếp. Sao lại như vậy, cậu ta chỉ là một cao thủ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, sắp đột phá siêu phàm thất cảnh thôi mà không phải chỉ khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh đột phá mới có thể dẫn thiên kiếp tới thôi sao a à, dương thanh giận dữ gầm lên ầm khí thế võ thuật trên người anh chợt tăng vọt từ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong phá vỡ hàng rào đột phá thất cảnh sơ kỳ sấm sét vẫn còn vang dội trên bầu trời gió lớn cũng không ngừng thét gào cơ thể trần trụi của dương thanh như một bức tượng đồng đứng sừng sững tại chỗ mặt đất xung quanh anh đã bị hủy diệt không còn hình dạng ánh chấp lấp lóe trên người anh tỏa ra một luồng khí thức võ thuật mạnh hơn trước kia rất nhiều. Siêu phàm thất cảnh, cao thủ áo đen nhìn Dương Thanh, nghiêm trọng nói. Không phải ông ta ngạc nhiên vì Dương Thanh đột phá đến siêu phàm thất cảnh, mà là khi đột phá đã bị xét đánh trúng. Ông ta không biết đây là thiên kiếp trong truyền thuyết hay chỉ là xét trùng hợp đánh vào lúc anh đang đột phá mà thôi. Dương Thanh nhìn chằm chằm cao thủ áo đen, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng bố mẹ mình đã bị giết hại nếu đúng là do người trước mặt gây nên anh sẽ dùng mọi thứ để tiêu diệt đối phương cao thủ áo đen lạnh giọng nói chẳng lẽ tôi vẫn chưa nói đủ rõ ràng sao cậu muốn tôi miêu tả tiếp năm đó tôi đã làm nhục mẹ cậu trước mặt bố cậu như thế nào à năm đó câm miệng dương thanh nổi giận quát ầm lên lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa và vận hành chiến thần quyết từng luồng khí thế võ thuật cuồng bạo tràn ra Mặc dù vừa mới đột phá siêu phàm thất cảnh nhưng hiện giờ trên người anh lại tràn ngập khí thế của cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Con người cao thủ áo đen co rút. Ông ta biết sau khi Dương Thanh đột phá, thực lực sẽ tăng mạnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ tới bán bộ siêu phàm bát cảnh mà thôi. Nào ngờ anh có thể mượn sức huyết mạch cuồng hóa nâng thực lực lên tới siêu phàm bát cảnh. Siêu phàm thất cảnh đỉnh phong là một cửa ải lớn ông ta chưa từng nghe nói có cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ nào có thể bộc phát thực lực bằng với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ vậy nên ông ta vô cùng khiếp sợ cậu đột phá thì đã sao trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một con kiến giết cao thủ áo đen hét lớn lao vút tới chỗ dương thanh trong mắt dương thanh bừng bừng sát khí anh gần giọng nói hôm nay tôi phải báo thù rửa hận cho bố mẹ uyên anh bỗng đạp mạnh xuống khiến mặt đất nứt toác thoát cái anh biến mất xông thẳng về phía cao thủ áo đen bịch 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 ngay sau đó hai người va chạm vào nhau từng âm thanh hủy diệt khủng khiếp vang lên khí thế võ thuật mạnh mẽ càn quét từ phía các cao thủ trong phủ thành chủ đã bị dọa sợ ngây người tuy bọn họ không được chứng kiến tận mắt nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của hai người đang đánh nhau đều rất mạnh danh con mày chọc giận tao rồi đấy tao sẽ cho mày biết thế nào là tuyệt vọng